Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Nhất. Tập 21. Người đàn ông vạm vỡ kia không khỏi cười nhạo, nói, chưa từng đụng súng sao? Không biết sử dụng thế nào. Lại đây, tôi dạy cậu. Vương Nhất cười cười, khẩu súng này có độ giật quá lớn, tôi sợ quá ổn. Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn nhau. Đây là lý do gì vậy? Chỉ nhìn thấy Vương Nhất thuận tay cầm cung tên lên, cười cười, tôi dùng cái này. Cung. Thấy vậy, người đàn ông vạm cỡ cười càng lớn hơn. Tiểu tử, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cung còn khó hơn súng, cho dù là lực đạo hay là độ chính xác, độ khó đều cao hơn một bậc. Bù. Lời nói vừa dứt, Vương Nhất đã bắn một mũi tên. Mũi tên gỗ bắn qua trước mắt mọi người với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, nó lại bay thẳng ra cửa sổ bên cạnh. Đừng nói là chúng hông tâm, ngay cả bia cũng không chạm vào được. Ha ha ha. Nhậm Gia Luân và người đàn ông vạm vỡ kia cười phá lên. Tôi nói mà, cho dù cậu không biết dùng cung tên thế nào đi nữa cũng phải chạm vào bia chứ. Sao lại bắn bay ra ngoài rồi? Nhỡ rơi xuống chúng người thì làm thế nào? Người đàn ông vạm vỡ của Hiệp hội Võ Đạo cười nhạo. Sắc mặt Diệp Thúy như có chút khó coi. Lại có chút nghi ngờ phán đoán của mình. Người từng đi lính, không thể kém như vậy được. Nhậm Gia Luân trực tiếp nói với Vương Nhất, hạng mục bắn súng này, cậu thua. Vương Nhất thuận tay ném cây cung sang một bên, nói với Nhậm Gia Luân, được rồi, bảo người của ông xuống nhặt thứ phía dưới lên đi. Nhậm Gia Luân sững người một lúc, thứ gì? Con chim gì trú ngoài cửa sổ? Vương Nhất bắt chéo chân, cười ha ha mà nói. Chim gì trú ngoài cửa sổ? Mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ. Ngay cả Diệp Thúy như cũng nhất thời không phản ứng kịp là ý gì. Chim gì chú nào ngoài cửa sổ? Cầm chiếc ly giữ nhiệt, Vương Nhất nhấp một hớp trà kỳ tử ấm, phía dưới hẳn là có một con chim gì chú bị tên bắn trúng mới phải. Bùm! Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hiểu, đầu lập tức bùng nổ. Bây giờ đang vào thu, những con chim gì chú đang bắt đầu di cư. Vừa rồi ngoài cửa sổ, quả thực bọn họ nhìn thấy một đàn chim di chú bay ngang qua. Chẳng lẽ Vương Nhất bắn không phải hồng tâm, mà là chim di chú sao? Suy nghĩ này vừa nảy ra, tất cả mọi người đều ngây người, ớn lạnh dùng mình một cái. Làm thế nào mà có thể được? Mặt Nhậm Gia Luân lộ ra vẻ kinh hãi, hoàn toàn không tin. Người đàn ông từ Hiệp hội Võ Đạo cũng không tin. Dù bắn những vật thể chuyển động nhanh hay sử dụng cung tên đều đòi hỏi sức mạnh cực cao, ông ta tự thấy mình không thể làm được. Cậu ta đang lừa đảo. Ông ta lập tức buộc tội Vương Nhất là kẻ lừa đảo, nhưng tim lại đập thình thịch. Lừa đảo. Vương Nhất liếc xéo, hai tay vẫn cầm cái cốc giữ nhiệt, cười khanh khách. Không phải các ông đều tự xưng là cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo sao? Bắn mục tiêu cố định thì có ý nghĩa gì? Đương nhiên, chỉ có bắn chim di chú bên ngoài mới có thể nhìn ra trình độ chứ. Nhậm Gia Luân mặt hết đỏ rồi tái. Khi định thần lại, ông ta đột nhiên nói với thuộc hạ, anh, mau xuống lầu một chuyên, tìm xem có con chim di chú nào bị tên găm gần cao ốc Cự Phong không. Vâng, người đàn ông đó chạy xuống lầu bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh đã quay lại. Trên tay anh ta đang cầm một con chim di cư đang chảy máu, không ngừng kêu gào. Hội trưởng Nhậm, thật sự có, ở công viên cách đây 500 mét. 500 mét, vừa nghe thấy khoảng cách này. Trên mặt Nhậm Gia Luân tràn đầy kinh hãi. Người đàn ông này suýt nữa quỳ xuống. Từ một khoảng cách xa như vậy, bắn một con chim di cư đang bay với tốc độ cao không chỉ đòi hỏi độ chính xác tuyệt vời mà còn phải có lực rất mạnh. Giống như ném tạ vậy. Người bình thường cố gắng hết sức ném cũng chỉ được khoảng 7-80 mét. Còn mũi tên của Vương Nhất bắn thẳng lên trời cách đó 500 mét. Sao có thể? Chắc là giả nhỉ? Nhậm Gia Luân ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Vương Nhất nhìn thẳng vào Lý Mộng Đình, gọi người đến chữa trị cho con chim này. Mũi tên của anh chỉ làm xước móng vuốt của nó, không hề gây ra tổn thương nào đáng kể cho nó. Băng bó lại là có thể bay lên trời. Lý Mộng Đình mang con chim di chú đi, Vương Nhất lại nhìn vào vị đại thần Nhậm Gia Luân, hội trưởng Nhậm, vòng 2 này, tôi có được tính là chiến thắng không? Tính chứ. Nhậm Gia Luân vô thức nói ra. Ngay lập tức đổi ý. Ông ta mặt mày bực tức, không tính. Vương Nhất cũng không tức giận, cười hỏi ngược lại, tại sao không tính? Vừa rồi tôi đã nói rõ ràng, phải bắn vào hồng tâm, ai bảo cậu bắn chim di chú bên ngoài. Vòng bắn tên này cậu thua.
khuôn mặt của người đàn ông kia nghe thấy thế thì liền biến sắc. Sao lại thành ông ta thắng? Diệp Thúy Như đứng dậy, lạnh giọng nói, Vương Nhất bắn chim di cư bên ngoài, nhìn thế nào cũng khó hơn bắn mục tiêu là vật tính. Trước khí thế áp lực từ người Diệp Thúy Như, Nhậm Gia Luân nói, quy tắc là quy tắc, nếu cậu ta không bắn trúng hồng tâm, thì cậu ta thua. Ánh mắt Diệp Thúy Như trở nên lạnh lùng, ông chơi tôi à? Giọng nói của cô ta cực kỳ lạnh lùng, trong đó còn mang cảm giác ớn lạnh, đối mặt với Diệp Thúy Như vào lúc này, Nhậm Gia Luân thực sự cảm thấy nổi gai ốc trong lòng. Tuy nhiên, vì lợi ích của thương hội Giang Bình của mình, ông ta chỉ có thể làm như vậy. Ông muốn chết. Diệp Thúy Như định nổi giận, nhưng Vương Nhất đã ngăn cô ấy lại. Nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận, chó cùng rứt dậu của họ đi, không phải là thú vị lắm à? Sao phải nghiêm túc thế? Anh bình tĩnh nhấp một ngụm trà kỳ tử, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, Diệp Thúy Như mới hiểu rằng Vương Nhất hoàn toàn không coi trọng cuộc thi này, mà chỉ mang tâm trạng như đang giết thời gian thôi. Cô ấy lạnh lùng liếc nhìn Nhậm Gia Luân, nếu Vương Nhất đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng mặc kệ, nhưng ở vòng sau, nếu ông lại thiên vị thì đừng trách tôi không khách sáo. Cô đang đối mặt với tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình, nhưng vẫn dùng thái độ coi thường như cũ đối mặt với ông ta. Mà thái độ như thế không phải chỉ một hai lần. Trước đây, La Chí Viễn, người phụ trách thương hội Hồng Ưng, có mời cô ấy gia nhập, nhưng cô ấy đã ném thẳng lá thư mời quý giá vào thùng rác. Há mà thèm để tâm đỡ ến Nhậm Gia Luân. Thấy Diệp Thúy Như ngồi lại trên ghế sofa, Nhậm Gia Luân thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Thúy Như tiếp tục nhằm vào chuyện đó, ông ta thực sự không thể làm gì được. Ai bảo cô ta xuất thân từ hoàng tộc họ Diệp ở Yên Đô? Đó là hoàng tộc đấy. Người đàn ông kia cũng cảm thấy như mình đã thoát được một kiếp. Nếu ông ta thua vòng xạ kích, vậy thì chẳng cần tiến hành vòng thứ ba làm gì nữa, dù có thắng cũng không thắng được. Nhưng chẳng mấy chốc, họ lại đầy giận dữ. Bởi vì Vương Nhất hoàn toàn không coi họ ra gì, chỉ chơi với họ như mèo vần chuột. Hiếp người quá đáng. Trong lòng họ thầm mắng nhiếc. Sắp tới vòng thứ ba thực chiến rồi, để tôi xem cậu là đối thủ của cường giả võ đạo kiểu gì. Vương Nhất cười nhìn bọn họ, vòng thứ ba là gì? Nhậm Gia Luân hung ác trừng mắt nhìn anh, bắt đầu hiệp thứ ba, cậu sử dụng quân thể quyền, là hữu tự do phát huy. Diệp Thúy Như đột nhiên đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tức giận. Nhưng Vương Nhất đặt cốc giữ nhiệt xuống, được thôi, nhưng ông phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Nếu ông thua, phải thừa nhận rằng quân thể quyền không yếu như các ông nghĩ. Chắc chắn rồi. La Hữu nhịn nhục hai hiệp, rốt cục có cơ hội chút giận, hắn cười khẩy nói, La Hữu tôi, ngưỡng mộ nhất là kẻ mạnh hơn tôi đương nhiên sẽ thừa nhận. Nhưng anh có thể là đối thủ của hắn sao? La Hữu không tin điều đó. Chẳng mấy chốc, cả hai bước vào võ đài. Vương Nhất không nhịn được cười nói, bôn lôi quyền không phải do võ si sáng tạo, chẳng qua là do ông ấy khiến nó nổi danh mà thôi. Nghe thấy lời Vương Nhất nói, La Hữu biểu lộ càng hưng phấn, hắn ta càng thêm cung kính nhìn Vương Nhất. Ngài Vương là chiến thần nhất mạch ư? Vương Nhất lắc đầu, không phải. Chiến thần nhất mạch vốn là tên gọi chung của thế lực võ đạo do võ si phát triển, không phải do anh quản. La Hữu trông hơi thất vọng. Vương Nhất lại nói, anh chỉ cần hiểu rõ một chuyện, võ học trong thiên hạ, bất luận cái gì đều có giá trị tồn tại, không nên khinh thường bất cứ loại võ công nào. Lấy quân thể quyền này làm ví dụ, bôn lôi quyền này được cải biên từ quân thể quyền đấy. Cảm ơn ngài Vương chỉ giáo. La Hữu hai tay nắm ôm quyền, trầm giọng nói, La Hữu tôi ngưỡng mộ nhất là kẻ mạnh, trước đó là tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Vương Nhất phất phất tay, La Hữu nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Cự Phong. Nhậm Gia Luân cũng muốn rời đi, nhưng giọng nói khe khẽ của Vương Nhất từ phía sau vang lên. Tôi đã cho ông đi đâu? Sắc mặt Nhậm Gia Luân cứng đờ, sau đó ông ta quay người lại, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Cậu không cho tôi đi, cậu muốn làm gì? Tôi cũng đâu có đấu với cậu. Đùa à, ông ta là một thương nhân lịch thiệp có văn hóa, sao có thể thô lỗ như Vương Nhất? Diệp Thúy Như và Lý Mộng Đình cũng ngạc nhiên nhìn Vương Nhất. Đối phương là tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình, Vương Nhất muốn làm gì? Trên mặt anh lộ ra nụ cười hờ hững, ông không thi đấu với tôi, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, ông cũng muốn gây khó dễ cho tôi. Muốn tập đoàn Cự Phong của tôi và tập đoàn Lệ Tinh gia nhập Thương hội Giang Bình. Người Nhậm Gia Luân đột nhiên toát mồ hôi hột. Trông dáng vẻ này là muốn tính sổ rồi đây.
Nhưng ông ta là tổng phụ trách của Thương hội Giang Bình, Nhậm Gia Luân không tin Vương Nhất có thể làm gì ông ta. Gan ông ta lại to lên, ừ, đúng là tôi có ý này, thế thì đã sao? Vương Nhất mỉm cười, lần này tôi bỏ qua, nhưng tôi vẫn muốn cho ông một lời khuyên. Tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh sẽ không thuộc về bất kỳ thương hội nào. Nếu có ai muốn ép buộc họ gia nhập, chỉ cái ghế mà họ đang ngồi chỉ đành phải thay người thôi. Sau khi nghe những lời của Vương Nhất, sắc mặt Nhậm Gia Luân cũng trở nên khó coi. Không ngờ Vương Nhất lại nói thẳng thừng như vậy, không tham gia bất kỳ thương hội nào. Ông ta không nhịn được hỏi, tôi không hiểu nổi là làm vậy thì các người được lợi ích gì. Tham gia thương hội và trở thành thành viên của thương hội không chỉ mở ra các kênh hợp tác trong các trung tâm mua sắm trong tương lai mà nhiều công ty còn phải vật lộn để được vào. Tại sao cậu lại từ chối? Hay cậu coi thường thương hội Giang Bình? Nói tới chuyện này, thái độ của Nhậm Gia Luân đã kìm xuống rất nhiều. Thứ nhất, ông ta sợ thực lực của Vương Nhất. Thứ hai, ông ta thật sự không muốn buông tha hai cục thịt mỡ này. Trong số 8 thương hội lớn cả nước, thương hội Giang Bình đã được xếp hạng ở phía đầu rồi. Trước ông ta, chỉ có thương hội Ma Đô, thương hội Quảng Thâm và thương hội Yên Đô Cửu Vương mà thôi. Thương hội Cửu Vương, đúng như tên gọi. Đó là một thương hội được kiểm soát bởi hoàng tộc của Yên Kinh Cửu Đại Yên Đô. Tuy nhiên, Vương Nhất lắc đầu, không phải. 8 thương hội lớn cả nước đều không có tư cách khiến tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh quy phục. Đây mới là lý do thực sự khiến tôi từ chối. Nói đến đây, ánh mắt Vương Nhất sáng lên. Đừng nói đến Nhậm Gia Luân, ngay cả Diệp Thúy như ở bên cạnh cũng nhìn Vương Nhất với vẻ khó tin. Điên rồi à? Chắc chắn là điên rồi. 8 thương hội lớn cả nước, mỗi thương hội đều có khả năng lật đổ nền kinh tế. Đặc biệt là thương hội Yên Kinh Cửu Vương, ngay cả nhà họ Diệp cô cũng tham gia thương hội Cửu Vương để duy trì chuỗi kinh tế khổng lồ hàng năm của Hoàng gia. Vương Nhất lại cho rằng không có thương hội nào đủ tiêu chuẩn để thu phục tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh. Nói ra phát là biết người này bị điên rồi. Nhậm Gia Luân tức giận, vẻ mặt u ám nhìn Vương Nhất, được, câu này tôi sẽ ghi nhận, ngoại trừ thương hội Hồng Ưng, bây giờ cậu là kẻ thù của 7 thương hội còn lại, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Vương Nhất hạ lệnh đuổi khách, hiện tại, ông có thể đi. Nhậm Gia Luân sắc mặt khó coi, nhưng vẫn hừ một tiếng rồi rời khỏi cao ốc Cự Phong. Diệp Thúy Như cũng đứng lên, tôi sẽ không từ bỏ. Nói xong cô ta cũng rời đi. Vương Nhất biết cô ta đang ám chỉ điều gì, ngay lập tức phá lên cười. Cho dù đến bao nhiêu lần, anh cũng sẽ không tham gia đại hội miền Bắc. Đồng thời, khi La Hữu đang lái xe đến Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Ầm ầm, một chiếc xe tải lớn lao ầm ầm về phía anh ta. Ầm ầm, chiếc xe tải lớn giống như một con quái vật hung dữ, một bóng đen khổng lồ bao phủ anh ta. La Hữu liếc mắt đã thấy chiếc xe tải lớn này có gì đó không ổn, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Anh ta bẻ tay lái. Ầm rầm rầm, các bánh xe đã vẽ những đường cong ác liệt trên đường, các phương tiện xung quanh ào ào tránh xa hai chiếc xe này. Tuy nhiên, chiếc xe tải lớn đó mạnh mẽ bẻ lái qua. Rầm rầm rầm, chiếc xe tải lớn chất đầy hàng lắc lư như con rết. Những vật liệu ống thép xây dựng khổng lồ được đặt ở phía sau đồng loạt lăn xuống, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Ống thép khổng lồ liên tục lăn về phía sau, các phương tiện phía sau nhìn thấy vội đạp phanh. Muốn quay lại, nhưng đã quá muộn. Ống thép lăn tới. Rầm. Một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường. Tiếng nổ, tiếng la hét và tiếng khóc vang lên không dứt. Xuyên qua kính chiếu hậu, La Hữu có thể nhìn thấy thảm cảnh phía sau. Mặt anh càng tối sầm lại. Chiếc xe tải lớn này đang nhắm đến anh ta. Chết tiệt. La Hữu nghiến răng và đạp ga, cố gắng thoát khỏi chiếc xe tải lớn. Tuy nhiên, chiếc xe đó thực sự đã được cải tạo, tốc độ không hề thua kém với chiếc xe của anh ta. Bùm. Xe tải lớn va chạm liên hoàn, thân xe nát bét. Trên đầu chiếc xe tải vẫn còn sót một số ống thép cỡ đại, vụ va chạm trực tiếp làm những ống thép đó rơi xuống. Sắc mặt La Hữu biến đổi cực nhiều. Không nghĩ ngợi gì nữa, anh bỏ xe chạy thoát. Người anh lăn xuống bãi cỏ của một công viên sinh thái và cứ lăn mãi. Bùm! Xe của La Hữu bị một ống thép đâm phải, trực tiếp biến thành một đống đồng nát. Lạo xạo! Chiếc xe tải cũng dừng lại, tài xế là hai bóng người mặc áo choàng đen, đuổi theo anh ta. La Hữu phát hiện ra hai người kia, không chút nghĩ ngợi quay người chạy đi. Hai người đuổi theo như ma đuổi,
La Hữu thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên, nhìn mãi, vốn hai người đột nhiên trở thành một người. Vẫn còn một kẻ khác đang trốn. La Hữu cảm thấy bất an, chạy vào rừng với tốc độ nhanh hơn. Như thể cảm nhận được điều gì đó, anh đột ngột ngẩng đầu lên. Một bóng đen từ trên trời lao xuống, dùng dao đâm mạnh vào đầu anh ta. Phụt! Máu phun ra như suối, anh ta chết ngay tại chỗ. 10 phút sau, Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Hồng Giác Hải đang ngồi trong văn phòng của mình, đi đi lại lại. Ông ta đang đợi La Hữu quay về báo cáo. Trong suy nghĩ của ông ta, mỗi một võ giả đều là thiên tài vạn người mới có một, đều là bảo bối. Tuy nhiên, đã lâu quá rồi mà La Hữu vẫn chưa quay lại. Ngay khi Hồng Giác Hải chuẩn bị ra lệnh cho người đến tập đoàn Cự Phong xem thử, cánh cửa đột nhiên rầm một tiếng mở ra. Một võ giả của hiệp hội hoảng loạn xông vào. Hội trưởng, có chuyện lớn rồi. Hồng Giác Hải trong lòng vốn đã khó chịu, hiện tại lại càng tức giận, chuyện gì mà hoảng hốt như vậy. Võ giả kia trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vừa rồi có hai người áo đen tới hiệp hội, nhìn không rõ mặt, nhưng đều là cường giả hiếm có. Người áo đen? Hồng Giác Hải cau mày thật chặt và hỏi, đến giao hữu à? Việc những người luyện võ học hỏi lẫn nhau là điều tất yếu. Trong số một số phòng tập võ, việc tới khiêu chiến thường xảy ra. Không phải. Võ giả lắc đầu, hai người kia tới đưa đồ. Đưa gì? Hồng Giác Hải càng nhíu mày sâu hơn, trong lòng ông ta vẫn có dự cảm không tốt. Cái này. Người thuộc hạ run rẩy lấy ra một chiếc túi vải dính đầy máu đen. Hồng Giác Hải mở chiếc túi ra nhìn, đột nhiên gào lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chiếc túi trên tay ông ta cũng rơi phịch xuống đất. Một cái đầu người đen thui lăn ra. Đó là La Hữu. A! À, cấp dưới kia tái mặt vì sợ hãi, thét lên một tiếng. Khi anh ta nhận lấy chiếc túi kia, nó dính đầy máu, nhưng không ngờ là một cái đầu. La Hữu! Đôi mắt của Hồng Giác Hải đỏ hoe, đau đớn hét lên. Khoảnh khắc tiếp theo, khắp người ông ta tràn ngập sát khí. Vương Nhất, mày dám giết thành viên của Hiệp hội Võ Đạo tao, tao sẽ không tha cho mày. Trong suy nghĩ của ông ta, nếu La Hữu một mình tới đấu với Vương Nhất chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta, chắc hẳn anh đã giết La Hữu bằng những thủ đoạn đê tiện nhất. Lại còn trả lại cái đầu của La Hữu về, đúng là hiếp người quá đáng. Reng reng reng. Lúc này, điện thoại của Hồng Giác Hải reo lên. Ra là Nhậm Gia Luân gọi. Nhậm Gia Luân. Giọng điệu của Hồng Giác Hải vô cùng tức giận, vừa giật lấy điện thoại là thét to lên. Nhậm Gia Luân đang định báo cáo chuyện thi đấu với Hồng Giác Hải, chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng gầm đầy sát khí của Hồng Giác Hải, dọa ông ta giật nảy mình. Hội trưởng Hồng, làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy? Không phải là chỉ thua một trận đấu thôi à? Việc gì phải tức giận như vậy? Nhậm Gia Luân không biết tin La Hữu đã chết. La Hữu đã chết. Hồng Giác Hải hai mắt đỏ lên, khàn giọng nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra? Có phải là Vương Nhất Di Ba Tê chết La Hữu? Thực lực của La Hữu ở tầng chót trong lớp tinh anh, hiện tại công nghệ tiên tiến như vậy, muốn giết người một cách lặng lẽ là quá dễ dàng. Cái gì, La Hữu đã chết? Nghe vậy, Nhậm Gia Luân cũng tràn đầy sự hoài nghi. Sau đó, ông ta kể với Hồng Giác Hải mọi thứ. Sau khi nghe xong, Hồng Giác Hải càng khó tin hơn. Ông nói cái gì, Vương Nhất kia lại là cao thủ. La Hữu bị một đấm đánh bại. Dầm. Hồng Giác Hải đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn, chiếc bàn gỗ cứng rắn vỡ tan thành từng mảnh. Hồng Giác Hải đã luyện được nội công. Cho nên chính hắn đã giết La Hữu. Nhất định là hắn. Ông ta tức giận đến mức cả căn phòng bao trùm trong luồng sát khí. Nhậm Gia Luân lại nói, nhưng La Hữu đã rời đi trước tôi, Vương Nhất không giết cậu ta. Trừ phi, là sai thuộc hạ làm. Nhậm Gia Luân ngưng lại. Rồi bày tỏ suy đoán của mình. Hồng Giác Hải lúc này đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Đó là, Vương Nhất giết La Hữu. Tôi sẽ khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu, để cho hắn hiểu rõ giết người của Hiệp hội Võ Đạo tôi sẽ có kết cục gì. Hồng Giác Hải cay đắng nói. Nhậm Gia Luân mãi mà vẫn đầu óc mông lung, chỉ biết là Hiệp hội Võ Đạo sẽ ra tay Vương Nhất. Như vậy chẳng phải là nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi à? Một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt của Nhậm Gia Luân. Cùng một lúc, Diệp Thúy Như đến khách sạn tốt nhất ở Giang Thành, Thiên Cung Nguyệt Viên.
Diệp Thúy như đột nhiên cảm thấy hơi mệt nên cô ấy nói với Diệp Vô Lệ, bác Diệp, cháu về phòng nghỉ ngơi trước. Vâng cô chủ. Diệp Vô Lệ gật đầu và nhanh chóng rời khỏi đây. Diệp Thúy như trở lại khách sạn, tắm nước lạnh. Ngay khi cô ta vừa choàng áo choàng tắm màu trắng bước ra ngoài, cửa sổ khách sạn lại bị mở ra một cách kỳ lạ. Vù vù vù. Gió gào thét, thổi bay hai bên rèm cửa trắng xóa. Diệp Thúy như bối rối một lúc. Trước khi tắm, cô nhớ đóng cửa sổ lại rồi. Ngay khi cô định đóng lại, rèm cửa đột nhiên bị kéo ra. Một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng trên mái hiên, lạnh lùng nhìn cô. Không quảng cáo, đọc truyện tại chùm truyện N. A. À, Diệp Thúy như lập tức kêu lên một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất. Cô ta thề rằng ngay cả khi Vương Nhất siết cổ cô và tính mạng của cô bị đe dọa, cô chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ. Vào lúc này, Diệp Thúy như cảm thấy rằng tất cả những cuốn sách cô ta đã đọc trước đây đều vô ích. Thậm chí còn cảm thấy định luật Newton y là sai. Sao mà một người có thể đứng lộn ngược trên mái hiên mà không bị ngã? Anh là ai? Diệp Thúy như cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình tĩnh. Nhưng có thể thấy rằng cô hoàn toàn không thể làm được. Dù thông minh đến đâu, cô ấy vẫn là một người phụ nữ yếu đuối, tay trói gà không chặt. Trước sự sợ hãi, cô thậm chí không thể trốn thoát nổi. Bù! Người đàn ông mặc áo choàng lộn người và nhảy vào khách sạn. Diệp Thúy như nằm trên mặt đất, ôm chặt lấy chiếc khăn tắm trên người. Cô không sợ chết, nhưng cô sợ sống còn tệ hơn chết. Nhưng may mắn thay, người đàn ông kia không làm loại chuyện đó với Diệp Thúy như, thậm chí không có bất kỳ suy nghĩ nào về nó. Điều này khiến Diệp Thúy như lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, rồi tự rót cho mình một ly rượu. Diệp Thúy như cũng nhân cơ hội thay một bộ quần áo cực kỳ bảo thủ, sau đó giả vờ bình tĩnh ngồi xuống trước mặt người đàn ông, bình tĩnh nói, tôi sẽ không báo cảnh sát, nói cho tôi biết anh là ai, làm nghề gì, đột nhập vào phòng của tôi định làm gì. Hai câu hỏi này chính là điều mà Diệp Thúy như muốn biết, nếu đối phương muốn giết cô căn bản trốn không thoát. Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Diệp Thúy như ngay lập tức mà uống hết chai rượu ngoại rồi mới nhìn vào cơ thể của Diệp Thúy như. Diệp Thúy như để hắn ta soi mói. Bất cứ nơi nào ánh mắt của người đàn ông lướt qua, cô lại cảm thấy như bị kiến bò. Cuối cùng, người đàn ông thu hồi ánh mắt, thanh âm cực kỳ khàn khàn, cô có thể gọi tôi là Rơi. Rơi. Con người của Diệp Thúy như đột nhiên co rút lại, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì cô nghe Vương Nhất nhắc đến cái tên này. 5 năm trước, quay đoạn video hoàn chỉnh của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng trong nhà kho, đồng thời âm thầm chôn giấu nhiều quân cờ. Ngay cả Kim Thúy như cô ta cũng bị lợi dụng. Anh chính là Rơi. Diệp Thúy như nhìn người đàn ông mặc đồ đen. Dưới tấm áo choàng là một chiếc mặt nạ sắt hung dữ và đáng sợ, hoàn toàn không nhìn thấy mặt người. Không thể xác định đối phương là ai, Diệp Thúy như đành phải từ bỏ việc dò xét thân phận của hắn mà đi thẳng vào vấn đề. 5 năm trước, chính anh phái người bắt cóc Vương Nhất, sau đó đổ tội cho tôi. Giọng điệu của Diệp Thúy như rất lạnh lùng. Dù biết rằng Rơi rất mạnh nhưng Diệp Thúy như vẫn tức giận vì bị lợi dụng. Từ trước đến nay, chỉ có cô ta lợi dụng người khác, rất ít người có thể lợi dụng cô ta. Bất ngờ, Rơi lại lắc đầu. Không, người cô nhắc đến hẳn là Rơi đời trước và Rơi chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Nghe giọng điệu của Rơi, nó có vẻ như đang cười. Diệp Thúy như rất ngạc nhiên, nhưng cũng có chút lo lắng hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Rơi điềm nhiên nói, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô. Hợp tác gì? Diệp Thúy như cực kỳ cảnh giác. Nhưng Rơi đã đứng dậy, lát nữa tôi sẽ đến nói chuyện với cô chỉ cần hứa với tôi một điều là được. Rơi đến gần Diệp Thúy như và thì thầm điều gì đó vào tai cô. Nghe xong, Diệp Thúy như tái mặt vì sốc, sợ hãi lùi lại một bước. Không thể, tôi không thể hứa với anh. Diệp Thúy như nghiến răng, cảm xúc rất kích động. Hắn đã sớm đoán được Diệp Thúy như sẽ từ chối, Rơi cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi nói. Cô là một kẻ tham vọng, là kẻ mưu đồ việc lớn. Không khó để đoán rằng ông già đi theo cô có vẻ như đang bảo vệ cô, nhưng trên thực tế, ông ta là gián điệp của Diệp Ân Thi được cử đến để theo dõi cô. Vậy thì đã sao? Diệp Thúy như nghiến răng nói. Rơi nhàn nhạt nói. Tôi có thể giúp cô giải quyết ông ta. Không cần. Diệp Thúy như lạnh lùng nói. Cô sẽ đồng ý, còn cụ thể hợp tác cái gì thì chờ sau khi cô đồng ý đã.
Đây là thông tin liên lạc của tôi. Nghĩ thông suốt rồi thì đến tìm tôi. Rơi nói xong liền mở cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống. Diệp Thúy Như vội vàng đến bên cửa sổ để xem. Bên dưới xe cộ đông đúc, nhỏ như con kiến, nào có bóng dáng người nào ở đây. Diệp Thúy Như ngồi phịch xuống đất. Cô ta mơ hồ cảm thấy mình dường như bị cuốn vào một vòng xoáy khủng khiếp. Mà từ 5 năm trước, cô ta đã dấn thân vào vòng xoáy này rồi. Cho dù là Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành hay chuyện đã xảy ra với Diệp Thúy Như, Vương Nhất vẫn không hề biết. Lúc này, có hai tin nhắn trước mặt anh. Sau nhà họ Diệp, nhà họ Lý, nhà họ Vương và nhà họ Tần lần lượt đến Giang Thành. Nhà họ Lý do chính Lý Thế Nhân dẫn đầu. Đại diện nhà họ Vương vẫn là Vương Lâm. Họ Tần do Tần Vũ dẫn dắt, cùng đồng hành có Tần Hồng Long và Tần Nam. Tần Vũ. 3. Miệng Vương Nhất không ngừng lẩm bẩm, khóe miệng nở một nụ cười khe khẽ. Anh rất mong được gặp Lý Thế Nhân và hội ngộ với bạn cũ Tần Hồng Long. Đồng thời, trong lòng anh cũng nhớ tới Tần Vũ. Nhạc si có liên quan đến anh ta. Reng reng reng. Suy nghĩ của Vương Nhất bị kéo lại bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Là Tăng Quốc Vinh gọi. Bên Thiên An có chuyện gì sao? Vương Nhất hỏi. Tăng Quốc Vinh nói, mọi thứ đều ổn, chỉ là mọi thứ đều như cậu dự đoán. Nhà họ Lục đã đến để tìm kiếm sự hợp tác. Thế à? Nghe vậy, khóe miệng Vương Nhất nở một nụ cười nhàn nhạt, kết quả ra sao? Cho dù là nhà họ Lương, nhà họ Tôn hay nhà họ Diệp và nhà họ Đồng, đều tăng gấp đôi điều kiện hợp tác. Bên phía cô chủ Lý còn thẳng tay yêu cầu nhà họ Lục phí hợp tác cao ngất trời, trả tiền xong mới có thể hợp tác, hơn nữa lợi nhuận hợp tác là 8,2. Công ty mẹ Lệ Tinh 8, nhà họ Lục 2. Tăng Quốc Vinh cười đắc ý, nhà họ Lục lần này chảy máu không ít, lại còn muốn tính kế cậu, thật đúng là không biết tốt xấu. Vương Nhất cười nói, bọn họ có lòng tốt gửi tiền cho chúng ta như vậy, chúng ta đương nhiên phải nghênh đón cho chu đáo, cho bọn họ nếm chút ngon ngọt. Vâng. Tăng Quốc Vinh cúp điện thoại và đi làm. Vương Nhất đang ngồi trên ghế, trên khuôn mặt nở nụ cười nắm được toàn cục. Anh đã sớm biết dã tâm của nhà họ Lục, muốn lợi dụng anh để đi lên, nhưng Vương Nhất sao có thể để bọn họ thành công dễ dàng như vậy. Ở phía bên kia, trên đường cao tốc từ Thiên An đến Giang Thành, một chiếc xe thể thao đang phóng với tốc độ cao. Lục Kiệu vừa lái xe, vừa gọi cho ông nội Lục Viên. Lục Kiệu, hợp tác với bên Thiên An như thế nào rồi? Trong điện thoại, Lục Viên rất lo lắng. Nếu có thể thâu tóm được thị trường Thiên An, thực lực nhà họ Lục bọn họ trong thời gian ngắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Lục Kiệu cười nói, hợp tác rất thành công. Không phải con đã nói rồi, chỉ cần nhà họ Lục chúng ta quy phục Vương Nhất, chúng ta muốn gì cũng có thể có được. Chỉ là cái giá phải trả tương đối cao. Lục Kiệu kể hết tất cả tổn thất khi hợp tác với các gia tộc khác. Lục Viên im lặng một lúc, sau đó mắng mỏ. À Lý Khinh Hồng kia miệng to gớm, dám ra điều kiện khắc nghiệt như vậy. Lục Kiệu không quan tâm, không sao, chỉ cần chúng ta có thể hợp tác, nhà họ Lục chúng ta sẽ kiếm được tiền. Sắp tới đại hội miền Bắc rồi, lập tức kêu gọi cao thủ nhà họ Lục ở các thành phố khác lần lượt trở về, gia tộc cần bọn họ đóng góp. Lục Phiên gật đầu, không sai, sau đại hội miền Bắc, nhà họ Lục chúng ta sẽ phất lên, ha ha ha. Mỗi ngày trôi qua, Vương Nhất có thể cảm nhận rõ ràng rằng số lượng người có địa vị ở Giang Thành đang tăng lên từng chút một. Hầu như mỗi ngày đều đang tăng lên với tốc độ trung bình. Vương Nhất đã cảm nhận được điều này vào ngày đầu tiên anh đến Giang Thành. Giang Thành lúc này còn ghê hơn tình hình rồng cá lẫn lộn của Yên Kinh. Ngay cả Vương Nhất cũng nghi ngờ lỡ tay ném một viên gạch là có khi có thể di ba tê chết vài nhân vật chính trị có máu mặt hoặc những người giàu có từ các tỉnh khác nào đó hay không. Hoàng tộc Yên Đô đến Giang Thành chỉ có 4 nhà, nhà họ Lý, nhà họ Tần, nhà họ Vương và nhà họ Diệp, 5 gia tộc kia không tới. Lý Khinh Hồng cầm một bản báo cáo, sắc mặt nghiêm túc nhìn Vương Nhất. Cô mới đến Giang Thành ngày hôm qua, mang theo cả Vương Tử Lam. Vương Nhất không quan tâm có bao nhiêu hoàng tộc Yên Đô đến, chỉ nhẹ nhàng ôm Lý Khinh Hồng. Hửm! Lý Khinh Hồng kêu lên, hai má cô lập tức đỏ bừng, anh đang làm gì vậy? Vương Nhất cười nói, hiếm khi em mới tới Giang Thành, lại nói mấy chuyện công việc này làm gì. Vậy anh muốn nói gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng đỏ bừng, cô không dám nhìn vào mắt Vương Nhất. Với tính cách như vậy, mặc dù hai người đã sớm tới bước cuối cùng, nhưng Lý Khinh Hồng vẫn không thể quen với ánh mắt như thiêu như đốt của Vương Nhất. Em nói xem,
em trai của Tử Lam. Vương Nhất đã nhẹ nhàng cắn vào tai Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng run rẩy, vội nói, lần này, em sẽ không rời đi. Trụ sở chính đã ổn định, em tới để phụ trách chi nhánh. Tử Lam gần đây cũng nghỉ phép, lần này em sẽ ở lại thật lâu, đợi đến buổi tối được không, không phải bây giờ. Lý Khinh Hồng gần như đang cầu xin. Ba, mẹ, con muốn đi công viên giải trí. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Vương Tử Lam hưng phấn xông vào. Tuy nhiên, nhìn thấy cha mẹ đang dính lất nhau, Vương Tử Lam sững người một lúc, sau đó che mắt lại. Con không thấy gì hết nha, ba mẹ tiếp tục đi, ngày mai đi công viên giải trí cũng không sao. Bị con nhóc này phá bĩnh, mặt Lý Khinh Hồng đỏ bừng, cô nhìn anh chằm chằm. Vương Nhất cũng không còn cách nào khác đành phải phẫn uất đứng lên. Lý Khinh Hồng chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm, do dự một lúc lâu rồi mới lấy ra một bản báo cáo và đưa nó cho Vương Nhất. Cái này là cái gì? Vương Nhất bối rối. Mặt Lý Khinh Hồng vẫn đỏ bừng, mở ra sẽ biết. Vương Nhất mở nó ra xem, nhưng chỉ liếc qua một cái, tài liệu rơi xuống đất một cái bộp. Hô hấp Vương Nhất trở nên dồn dập, không thể tin nhìn Lý Khinh Hồng. Khinh Hồng, em, mang thai ư? Giọng anh run rẩy, toàn thân anh khẽ run. Lý Khinh Hồng khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Lần trước sau khi vừa trở về, em liền cảm thấy có chút khó chịu, hơi nôn khan, liền đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em có rồi. Vương Nhất nhẩm tính thời gian, chuẩn không cần chỉnh. Tuyệt quá! Lúc này, ngay cả Vương Nhất cũng không kìm được kích động, vội vàng đỡ Lý Khinh Hồng ngồi xuống. Mau ngồi xuống, về sau đừng động đến chuyện của công ty, yên tâm dưỡng thai đi. Lý Khinh Hồng không thể nhịn cười trước dáng vẻ căng thẳng và phấn khích đó của anh. Em đâu phải mang thai 10 tháng, đi không được nữa đâu, vừa mới có thai thôi mà. Vậy cũng phải chú ý sức khỏe. Vương Nhất vẻ mặt nghiêm túc nói, mang thai là một quá trình dài, cả năm tới anh cũng sẽ không rời xa em. Dạ, trái tim của Lý Khinh Hồng rất ấm áp. 5 năm trước, ký ức về việc mang thai Vương Tử Lam hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô vô cùng cảm thán. Khi đó, cô bối rối và bất lực, vô số lần có suy nghĩ phá nó đi. Nhưng bây giờ, cô không còn cảm thấy như vậy nữa, ngược lại, cô rất bình thản. Bởi vì Vương Nhất đã ở bên cạnh cô. Vương Nhất có tâm trạng rất tốt, gọi Vương Tử Lam, đi, ba sẽ đưa con đi khu vui chơi. Vương Tử Lam rất vui, đột nhiên nhìn Lý Khinh Hồng một lần nữa, mẹ thì sao ạ? Ngay khi Lý Khinh Hồng đang định nói về việc đi cùng nhau, Vương Nhất đã cắt ngang lời cô. Mẹ muốn ở nhà nghỉ ngơi, ba đi với con là được rồi. Lý Khinh Hồng lập tức khó chịu, muốn mắng Vương Nhất, nhưng hai cha con đã đóng cửa và rời đi. Lý Khinh Hồng trông vẫn còn khó chịu, sớm biết thế em không nói anh biết đâu. Nhưng sau khi nghĩ lại, cảm giác được che chở này thực sự rất tốt. Nét tức giận trên mặt Lý Khinh Hồng tan biến, cô cầm một tờ tạp chí tài chính lên đọc. Lúc này, ở Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Hồng Giác Hải ảm đạm nhìn các thành viên của hiệp hội đang xếp hàng bên dưới. Tổng cộng có 10 người, đại diện cho 10 cao thủ hàng đầu của hiệp hội võ đạo. Hồng Giác Hải liếc nhìn họ một cái, rồi nói, tên Vương Nhất kia đã giết thành viên của hiệp hội võ đạo chúng ta, đúng là khinh người quá đáng. Nợ máu phải trả bằng máu. Nợ máu phải trả bằng máu. 10 cao thủ hàng đầu cũng có ánh mắt u ám, đồng thanh giống lên. Hồng Giác Hải lại nói, tin tức từ Nhậm Gia Luân của Thương hội Giang Bình nói rằng Vương Nhất là một cao thủ, mọi người đừng coi thường anh ta. 10 cao thủ đều mang nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt. Một ông lão mặc đồ đường ở ngoài cùng bên trái chậm rãi bước ra, trên mặt mang theo nụ cười khinh khỉnh. Định nghĩa kẻ mạnh của mỗi người mỗi khác. Hội trưởng Nhậm của Thương hội Giang Bình không hiểu võ thuật, cho nên trong suy nghĩ hắn, Vương Nhất là cao thủ, mà chúng ta đều là cao thủ đức cao vọng trọng trong giới võ đạo. Hắn chẳng qua chỉ là tên tép siêu mà thôi. Ông lão mặc đồ đường nói với vẻ mặt khinh thường. Những người khác cũng ào ào hùa theo. Ngài La Văn nói không sai, cái gì gọi là cường giả. Mỗi người mỗi khác. Hội trưởng, La Hữu là con trai của ngài La Văn, cậu ấy là một thần đồng võ thuật, giờ lại ngã xuống như vậy, ông ấy đau lòng biết bao. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, tôi cầu xin, để ngài La Văn tự mình báo thù cho La Hữu. Ta cầu xin. Để ngài La Văn đích thân báo thù cho con trai. Cuối cùng, 9 thanh âm khác đồng thanh như sấm, cùng nhau khẩn cầu. La Văn đứng thẳng người, mặc đồ đường, khắp người toát ra vẻ sát khí. Hồng Giác Hải xua tay, gật đầu đồng ý,
vậy thì khổ cho ngài La phải đi một chuyến, nhân lúc xương thịt La Hữu còn ấm, máu vẫn chưa khô, phải giết tên khốn nạn kia, dùng máu trả nợ máu. La Văn lập tức chắp tay, cảm ơn hội trưởng Hồng. Bên kia, Vương Nhất vẫn không biết nguy hiểm đang đến gần, mang theo Vương Tử Lam đến khu vui chơi chơi các trò chơi. Chơi mệt, Vương Nhất đi mua kem cho Vương Tử Lam. Tuy nhiên, không ngờ khi anh quay lại, Vương Tử Lam đã biến mất. Cách đó không xa, lũ trẻ đang tranh cãi kịch liệt. Mẹ tôi không phải con đĩ, ba tôi cũng không phải phế vật, ba tôi là anh hùng. Vương Nhất tăng nhanh tốc chạy tới, chỉ thấy đã có rất nhiều người tụ tập ở đó, chỉ trỏ bọn trẻ con ở trung tâm. Ở đó, một nhóm nam sinh lớn hơn đang vây xung quanh Vương Tử Lam lăng mạ con bé. Mày là đồ con hoang nhà họ Lý không thèm nhận, mẹ mày bị thứ rác rưởi làm ô uế nên mới sinh ra mày. Vương Tử Lam nắm chặt tay, trừng mắt nhìn bọn chúng, các người không được phép nói như vậy về ba mẹ tôi. Bọn tao không những nói mà còn đánh mày đấy. Nói rồi, một thằng bé giống như ông rời con thực sự giơ tay muốn đánh Vương Tử Lam. Dừng tay. Đột nhiên, một giọng nói tức giận vang lên. Tiếng hét này đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn sang. Một người phụ nữ trông có vẻ đầy học thức với cặp kính mắt nổi giận bước tới. Vóc dáng không cao, chỉ có thể dùng từ nhỏ nhắn để hình dung. Nhan sắc chỉ dừng ở mức thanh tú. Lại là người duy nhất đứng ra ngăn cản. Nhưng điều khiến Vương Nhất kinh ngạc không phải là điều này, mà là thân phận của người phụ nữ ấy. Hồ Vĩnh Như nhà họ Hồ. Thế mà cô ta lại ở đây. Hồ Vĩnh Như đã xuất hiện, Vương Nhất không ra mặt nữa. Có điều bởi vì chuyện này mà ấn tượng của Hồ Vĩnh Như trong lòng anh đã thay đổi một chút. Gì là ai? Thế mà mấy đứa nhỏ kia lại không hề sợ Hồ Vĩnh Như. Đứa nhỏ cầm đầu còn chỉ vào Hồ Vĩnh Như mà hét to. Hồ Vĩnh Như đen hết cả mặt, mấy đứa là con cái nhà ai, cả một đám mà lại bắt nạt một bạn nữ, thật là quá đáng. Bọn tôi là con nhà ai? Mấy đứa nhỏ đều bật cười. Chỉ có đều là cười rất khinh thường. Đứa nhỏ đứng đầu chỉ vào một tên đàn em, nói cho gì ta biết đi, chúng ta là con nhà ai? Sau đó, có một đứa nhỏ nhỏ tuổi hơn bước ra, đi tới trước mặt Hồ Vĩnh Như rồi nói. Dì nghe cho rõ đây, chúng tôi đến từ Yên Kinh, là con cháu của vương tộc Yên Đô, tôi tên là Lý Tử Hàm đến từ Lý Thị. Còn đó là Tần Tuấn đến từ Tần Thị, còn người kia là đến từ Vương Thị. Lý Tử Hàm lại chỉ vào đứa nhỏ đứng đầu lớn tuổi nhất. Ặc, là con cháu vương tộc Yên Đô. Nghe vậy, sắc mặt của Hồ Vĩnh Như liền thay đổi, cô ta vô thức lùi lại một bước. Những người đang vây xem xung quanh cũng hít vào một hơi lạnh. Chẳng trách lại ngang tàn hống hách như thế, hóa ra là con cháu vương tộc Yên Đô. Xem như cô bé kia không may, chọc phải ai không chọc lại chọc phải vương tộc Yên Đô. Mấy đứa nhỏ này tập trung ở một chỗ, nói rõ phụ huynh của bọn nó cũng ở cách đây không xa. Đi nhanh đi, bọn nhỏ này không dễ trêu chọc đâu. Sau khi biết được những đứa nhỏ đó là con của vương tộc Yên Đô, đa số những người đang vây xem đều không dám ngăn cản, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mà xoay người đi ngay. Bọn họ đều là người bình thường, một câu nói của vương tộc Yên Đô liền có thể khiến bọn họ ban nhà nát cửa. Vương Nhất lại nhẹ nhàng giữ chặt một người trung niên, anh cười hỏi, chào chú, làm phiền hỏi một chút, lúc nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Anh muốn biết tại sao Vương Tử Lam lại bị trẻ con vương tộc Yên Đô nhắm vào, thậm chí thiếu chút nữa là bị đánh. Trong mắt của người trung niên có vẻ e dè, tôi cũng không rõ nữa. Hình như là đứa nhỏ đứng đầu tên là Tần Tuấn cùng với đứa bé Lý Thị đang nói chuyện gì đó ở trong nhà của bọn nó, cái gì mà dì út của nó 5 năm trước rời khỏi gia tộc, bị một tên phế vật làm bẩn, sinh ra một đứa con hoang. Sau khi bé gái đó nghe thấy thì không ngừng cãi lại, cuối cùng bị bọn nó bao vây. Nói đến đây, ông ta còn nói thêm, cậu đừng có xen vào chuyện của người khác, mau chóng rời khỏi đây đi, phụ huynh của đám trẻ đó đang ở gần đây, đều đến từ vương tộc ở Yên Kinh đó. Cảm ơn chú. Vương Nhất cười nói cảm ơn, ngay khoảnh khắc anh quay đầu lại, ánh mắt của anh liền trở nên tối đen một mảnh. Dám đánh con gái của anh, muốn chết rồi. Ở một bên khác, những đứa trẻ vừa công khai thân phận của mình đang nhìn Hồ Vĩnh Như với ánh mắt khinh thường. Con nhỏ này chính là con của dì út đê tiện nhà tôi và cái tên phế vật kia, chúng tôi phải dạy dỗ nó một trận. Nếu dì thức thời thì tốt nhất đừng có quan tâm. Mặc dù Tần Tuấn là đứa trẻ đứng đầu cùng với những đứa nhỏ khác không nói chuyện, nhưng bọn nó vẫn cười lạnh mà nhìn Hồ Vĩnh Như. Hồ Vĩnh Như vô cùng phẫn nộ,
cho dù các cháu là con cháu vương tộc Yên Đô thì cũng không thể bắt nạt một bé gái như vậy được, huống hồ chi cô bé còn là. Hồ Vĩnh Như nói không được nữa, quay đầu nhìn Vương Tử Lam. Cô ta đã âm thầm điều tra thông tin của Lý Khinh Hồng, đương nhiên biết Vương Tử Lam là con gái của đàn chị Lý Khinh Hồng. Hồ Vĩnh Như được xem như là một người thông minh ở nhà họ Hồ, lúc này nổi giận tự nhiên mang theo một cổ khí thế. Đám trẻ con vương tộc Yên Đô cũng chỉ là những đứa nhỏ, bọn nó nhanh chóng bị khí thế của Hồ Vĩnh Như hù dọa. Biểu cảm lập tức thay đổi. Dì lại dám xen vào chuyện của người khác. Dì chờ đó cho tôi. Tần Tuấn co chân chạy trước, nhưng lại bị cục đá ở trên đất ngán ngang, bịch một tiếng ngã lăn quay. Mấy đứa nhỏ khác cũng đồng loạt té xuống đất, đầu gối bị rách ra chảy máu. Đau quá. Tần Tuấn bị đau bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó, oà một tiếng rồi khóc to. Tần Tuấn vừa mới khóc, những đứa nhỏ khác cũng khóc theo. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc to rõ này hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Trong số đó, bao gồm cả ba mẹ của bọn nó. Có chuyện gì vậy? Một cặp vợ chồng mặc đồ gấm bước tới, sắc mặt âm trầm lên tiếng hỏi. Chính là ba mẹ của Tần Tuấn. Tử Hàm, con sao vậy? Lại có một cặp vợ chồng đi tới vội vàng ôm lấy Lý Tử Hàm đang té ngã dưới đất. Ai bắt nạt con, nói với ba mẹ sẽ báo thù cho con. Lý Tử Hàm lập tức chỉ vào Hồ Vĩnh Như và Vương Tử Lam, mẹ ơi, ba ơi, hai người không biết đâu, cái con nhỏ đó chính là con gái của dì Út Khinh Hồng và cái tên đàn ông đầu đường xó chợ kia sinh ra, còn cái gì đó đã giúp đỡ đứa con hoang ấy đẩy ngã bọn con xuống đất. Cái gì? Lời này vừa mới nói ra. Sắc mặt của ba mẹ cậu ta liền âm trầm. Cặp ba mẹ họ Tần và họ Vương cũng có biểu cảm y hệt, lạnh lùng nhìn Hồ Vĩnh Như và Vương Tử Lam. Trong đôi mắt của Vương Nhất đứng cách đó không xa lóe lên một tia lạnh lùng. Anh nhìn thấy rất rõ, rõ ràng là mấy đứa nhỏ kia tự mình ngã xuống. Hồ Vĩnh Như vội vàng giải thích, không có, là do bọn nó tự té. Cô nói nhảm, còn chưa nói xong là đã bị ba mẹ Lý Tử Hàm đánh gãy lời. Bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm vào Hồ Vĩnh Như, con trai tôi đã nói như vậy rồi, vậy thì chắc chắn là cô đã đẩy bọn nó, chẳng lẽ bọn nó có thể tự mình ngã xuống à? Tôi thấy chắc cô chán sống rồi, lại dám động tay động chân với con cháu Tần thị chúng tôi, cô là người của gia tộc nào? Sắc mặt của Hồ Vĩnh Như vô cùng khó coi, Vương Tử Lam thì lại không biết nên nói gì, cô bé rất nhớ ba. Con không chịu nói. Mẹ Tần Tuấn bước thẳng tới trước mặt Hồ Vĩnh Như. Hung hăng đánh cô ta một bạt tay. Gương mặt Hồ Vĩnh Như đau rát, cô ta kiên trì nói. Tôi là Giang Thành, người nhà họ Hồ. Trên mặt ba cặp vợ chồng vương tộc Yên Đô tràn đầy khinh thường, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người nhà họ Hồ à. Trước khi đến Giang Thành bọn họ đã tìm hiểu cặn kẽ, biết tất cả tam đại hào môn hiện tại của Giang Thành. Nhà họ Hồ là một trong số đó. Chỉ là nhà họ Hồ nhỏ bé mà lại dám ra tay với con cái vương tộc Yên Đô chúng tôi, đúng là chán sống rồi. Còn không mau kêu cái đứa con hoang đó quỳ xuống với con chúng tôi. Thái độ của các bậc phụ huynh vô cùng phách lối, bọn họ làm như đây là chuyện đúng đắn. Hồ Vĩnh Như che chở cho Vương Tử Lam, cắn chặt môi, không muốn thỏa hiệp. Các cặp ba mẹ vương tộc Yên Đô lại càng nổi giận, không quỳ có đúng không, được thôi. Chờ người của chúng tôi đến nhà họ Hồ thì mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Đừng mà. Hồ Vĩnh Như hoảng hốt, có người lớn của tam đại vương tộc Yên Đô ở đây, ngay cả một người cô ta cũng không thể ngăn cản. Cô ta chỉ có thể thỏa hiệp. Được thôi, tôi quỳ. Hồ Vĩnh Như cắn chặt răng, hai mắt đỏ hoe, bản thân từ từ quỳ xuống. Lý Tử Hàm Tần Tuấn và mấy đứa nhỏ lạnh lùng nở nụ cười. Nhưng một khắc sau, có một bàn tay nhanh như chớp nắm lấy bả vai của cô ta, không cho cô ta quỳ xuống. Hồ Vĩnh Như vừa nhìn thì lập tức như nhìn thấy cứu tinh, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Vương Nhất, ba ơi! Vương Tử Lam cũng rất kích động, trên gương mặt không còn chút e dè nào nữa. Vương Nhất vội vàng đi đến trước mặt bọn họ, lạnh nhạt quét mắt nhìn đám người vương tộc Yên Đô đang ngơ ngác. Từ lúc nào mà con gái của Vương Nhất này đến lượt các người bắt nạt vậy? Vương Nhất! Ba mẹ Lý Tử Hàm kinh ngạc kêu lên, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất lại mang theo chút hoảng sợ. Bởi vì những đứa nhỏ này mà người của tam đại vương tộc, Lý Thị, Tần Thị, Vương Thị đều lần lượt xuất hiện. Nhưng đa phần bọn họ đều không phải là thành viên chủ chốt của gia tộc, đối với chuyện của Lý Khinh Hồng nhà Lý Thị, bọn họ chỉ có nghe nói mà thôi, chứ còn chưa thật sự gặp được Vương Nhất.
nhưng ba mẹ Lý Tử Hàm thì không giống như vậy. Mặc dù bọn họ không phải là người quan trọng của Lý Thị nhưng đã từng gặp Vương Nhất. Một mình Vương Nhất đàn áp toàn bộ Lý Thị, còn dọa Lý Tinh Sở phải trốn vào trong quan tài, đoạn ký ức đó vẫn còn rất mới mẻ đối với bọn họ. Bọn họ còn tưởng rằng người đưa Vương Tử Lam đến khu trò chơi là Lý Khinh Hồng. Bọn họ không sợ Lý Khinh Hồng, nhưng sợ Vương Nhất. Cảm ơn cô đã bảo vệ con gái tôi. Vương Nhất ôm lấy Vương Tử Lam, sau đó nói lời cảm ơn với Hồ Vĩnh Như. Hồ Vĩnh Như lắc đầu, tôi cũng chỉ là trùng hợp phát hiện mà thôi, đứa nhỏ này là con gái của đàn chị Khinh Hồng, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ rồi. Vương Nhất biết rằng xuất phát từ sự sùng bái đối với Lý Khinh Hồng nên Hồ Vĩnh Như mới bảo vệ cho Vương Tử Lam, nhưng Vương Nhất vẫn bày tỏ lòng biết ơn. Vương Nhất lại nhìn đám phụ huynh kia, anh cười nói, nghe nói là các người muốn kêu con bé quỳ xuống. Ba mẹ Lý Tử Hàm không dám lên tiếng nữa, ngược lại là ba mẹ Tần Tuấn biết Vương Nhất chính là người chồng 5 năm trước đã làm vấy bẩn Lý Khinh Hồng, bọn họ vô cùng xem thường. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là thằng chồng của Lý Khinh Hồng đó à, anh Lý, đây chính là cái tên ở rể nhà anh đó hả? Mẹ Tần Tuấn là nhìn về phía ba mẹ Lý Tử Hàm, trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Hai người kia liều mạng ra hiệu cho mẹ Tần Tuấn đừng nói nữa, nhưng mà cô ta làm như không nhìn thấy, miệng vẫn như được gắn súng máy mà bắn liên hồi. Tôi nghe nói chồng có Lý Khinh Hồng là một tên phế vật, ngày hôm nay đã gặp mặt rồi, quả nhiên là y như lời đồn, cậu cùng với con gái của cậu đúng là ba nào con nấy. Nhưng mà cậu tới cũng đúng lúc lắm, ba người các người quỳ xuống hết đi, khi nào con trai tôi tha thứ cho các người thì lúc đó các người mới có thể đứng dậy. Người đàn ông Vương Thị chẳng qua cảm thấy cái tên Vương Nhất nghe khá quen tai, nhưng mà lại không nhớ được, cho nên cũng không để ở trong lòng, vẫn cười lạnh mà nhìn bọn họ. Hồ Vĩnh Như tức giận nhìn bọn họ, Vương Tử Lam vừa ôm cổ Vương Nhất vừa nói những câu không hoàn chỉnh. Ba ơi, bọn họ mắng mẹ đó, còn mắng ba nữa, con bị mắng thì không sao hết, nhưng mà bọn họ không thể mắng ba mẹ được. Khắp gương mặt của cô bé đều là lửa giận. Vương Nhất không để ý đến tiếng la hét của đám người kia, anh chỉ hôn một cái lên gương mặt Vương Tử Lam. Ba biết rồi, chờ một lát nữa bọn họ sẽ phải trả một cái giá đắt. Ha ha ha, lời này vừa mới nói ra, ngoại trừ ba mẹ Lý Tử Hàm thì tất cả mọi người đều bật cười. Trên mặt bọn họ đều mang theo vẻ kiêu ngạo, chúng tôi là người vương tộc Yên Đô, địa vị cao hơn hai ba con các cậu đến mức không thể đếm nổi, cậu có thể làm gì để khiến cho tôi trả giá đắt đây? Trong số đó, mẹ của Tần Tuấn là hung hăng nhất, cũng là người ra vẻ xem thường nhất. Vương Nhất không trả lời, anh chỉ bỗng nhìn về phía gò má trái sưng tấy của Hồ Vĩnh Như, mặt của cô là do cô ta đánh. Hồ Vĩnh Như nhẹ gật đầu, tức giận mà không dám nói gì. Nhưng mà ngay sau đó, Vương Nhất liền nhanh chân bước tới trước mặt mẹ Tần Tuấn, hung hăng đánh một bạt tai thật mạnh. Chát! Một cái tát này tát rất mạnh, ngay cả răng cũng rơi ra hai cái, miệng của cô ta toàn là máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, dù là người Lý Thị, Tần Thị hay là Vương Thị, bọn họ cũng không thể tin nổi mà mở to mắt nhìn. Lúc lấy lại tinh thần, bọn họ vô cùng tức giận. Cậu lại dám ra tay, có biết chúng tôi là ai không hả? Cậu dám đánh tôi muốn các người phải tan nhà nát cửa. Mẹ Tần Tuấn như là bị điên, cho dù miệng chảy máu nhưng vẫn cứ chửi ầm lên với Vương Nhất. Vương Nhất cười nhạt, hoàn toàn không để trong lòng. Ngay cả Vương Lâm, Tần Hồng Long, Lý Tinh Sở nhìn thấy tôi thì còn phải đi đường vòng, các người chỉ là những nhân vật dâu ria không đáng nhắc tới của vương tộc mà cũng dám kêu to gọi nhỏ với tôi. Vừa mới dứt lời, Vương Nhất liền đi về phía bọn họ. Có mẹ của Tần Tuấn làm ví dụ, những người còn lại liền lui về phía sau. Cậu muốn làm cái gì? Bọn họ đều không phải là thành viên chủ chốt của gia tộc, căn bản không có vệ sĩ bảo vệ. Nếu như Vương Nhất muốn động tay động chân với bọn họ chắc chắn sẽ trốn không thoát. Vương Nhất chỉ cười lạnh, không làm gì hết, chỉ là muốn các người quỳ xuống xin lỗi con gái tôi. Ách, lời này vừa mới nói ra, bọn họ liền lộ ra vẻ hãi hùng, lớn tiếng nói, cậu không thể bắt chúng tôi làm như vậy, đây là chuyện giữa mấy đứa trẻ con với nhau, nên để bọn nó tự giải quyết đi. Ngụ ý chính là để sắp nhỏ Vương Tử Lam tự mình giải quyết. Những người còn lại cũng gật đầu lia lịa, đúng vậy, biện pháp này là tốt nhất. Ánh mắt của Hồ Vĩnh như âm trầm hơn, vội vàng nói với Vương Nhất, không nên đồng ý với bọn họ có ý đồ để con của bọn họ đánh con gái anh. Làm sao Vương Nhất có thể không hiểu ý của bọn họ được chứ? Nhưng anh lại suy tư một hồi lâu,
vẫn là gật đầu, các người nói đúng, chuyện giữa trẻ con với nhau thì nên để trẻ con tự giải quyết. Bọn họ liền sửng sốt, thế mà anh lại đồng ý. Sau đó, đám người ấy đều cười lạnh một tiếng. Đám nhóc Tần Tuấn, Lý Tử Hàm cũng nhìn chằm chằm vào Vương Tử Lam. Ánh mắt đó giống như là đang nhìn con mồi. Vương Nhất, anh làm như vậy là đang đẩy con gái mình vào trong hố lửa đó. Khắp khuôn mặt Hồ Vĩnh Như đều là lửa giận. Vương Nhất không để ý đến cô ta, mà là để Vương Tử Lam xuống, nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng. Nghe thấy sẽ để cho bọn nó tự giải quyết với nhau, trên mặt cô bé lập tức có chút sợ hãi, thậm chí còn ôm chặt lấy đùi của Vương Nhất. Ba ơi, con sợ lắm. Vương Nhất cười nói, Tử Lam, ba biết là con sợ, nhưng con phải học được cách kiên cường. Là con gái của Vương Nhất ta, con không thể nhút nhát. Người khác dám mắng con cứ đánh lại, người khác dám đánh con cứ đánh cho bọn họ đầu rơi máu chảy. Xảy ra chuyện gì thì ba gánh. Câu nói này không thể nói là không kiêu ngạo, ngay cả Hồ Vĩnh Như cũng ngơ người. Mặc dù Vương Nhất đang cười, nhưng nụ cười đó lại không hề có chút nhiệt độ. Vết sẹo như vết dao trên mặt cũng mang theo vẻ lãnh khốc. Chắc chắn Hồ Vĩnh Như không biết rằng khi ở biên giới phía Bắc, Vương Nhất cũng dạy quân của anh như thế. Quân của Vương Nhất này, không có một ai là nhút nhát. Những thứ mà ba đã dạy cho con, đây là lúc để con phát huy tác dụng. Vương Nhất vỗ vỗ vào bả vai Vương Tử Lam, ba con ra trận, muốn bảo vệ cho mẹ thì đầu tiên phải bảo đảm mình không bị bắt nạt. Con cứ đánh bọn nó đi, đánh cho bọn nó bầm dập, đến khi nào bọn nó không dám ức hiếp con mới thôi, ba luôn dõi theo con. Mặc dù giọng nói của Vương Nhất trầm thấp, nhưng giống như mang theo một loại ma lực đặc thù, Vương Tử Lam vốn rất sợ hãi lập tức không còn sợ nữa, căm tức nhìn mấy đứa trẻ vương tộc là Tần Tuấn, Lý Tử Hàm. Chẳng ai ngờ rằng Vương Tử Lam lại dám đứng trước mặt nhiều bé trai như thế mà lại không hề hoảng sợ. Đám phụ huynh bên kia vô cùng hoảng hốt. Vương Tử Lam, mày và ba mày đều là con hoang. Tần Tuấn, Lý Tử Hàm cùng với mấy đứa nhóc còn lại đều lộ ra vẻ hung hăng nhào về phía Vương Tử Lam. Bọn nó lớn tuổi hơn Vương Tử Lam, vóc người cũng cao lớn hơn Vương Tử Lam, số lượng cũng nhiều hơn. Nhưng Vương Tử Lam căn bản không hề hoảng sợ. Trong mắt cô bé có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy hừng hực. Tôi là con của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, tôi không cho phép các cậu mắng ba và mẹ tôi. Nổi giận hét to một tiếng, Vương Tử Lam trực tiếp xông tới đánh một đấm vào mặt Tần Tuấn. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba mẹ Tần Tuấn và Lý Tử Hàm kinh ngạc vô cùng. Ngay cả bản thân Tần Tuấn và Lý Tử Hàm cũng giật mình mà nhìn về phía Vương Tử Lam đang xông đến chỗ bọn nó. Bọn nó chiếm ưu thế về số người. Đồng thời tuổi của mỗi người còn lớn hơn cô bé, vóc người của cô bé lại kém hơn nhiều, nhưng lại dám chủ động tấn công. Tần Tuấn, Lý Tử Hàm lấy lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười lạnh. Đúng là không biết sống chết. Hai đứa nhỏ nhìn nhau, sau đó xuất chiêu. Vương Tử Lam chợt dừng bước lại, thân thể nhẹ nhàng lui về phía sau một bước. Tần Tuấn và Lý Tử Hàm không chỉ đánh hụt mà còn bởi vì thiếu chút nữa do quán tính mà ngã sấp xuống. Cái gì? Ba mẹ Tần Tuấn và ba mẹ Lý Tử Hàm kinh ngạc vô cùng. Ngay cả Hồ Vĩnh Như cũng phải mở to mắt mà nhìn. Một cô bé gần 6 tuổi mà lại linh hoạt như thế. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng của Vương Nhất hơi cong lên, xuất hiện một nụ cười nhạt. Vương Tử Lam là con gái của anh, thiên phú còn tốt hơn cả anh. Nếu như được luyện tập từ nhỏ, sau này lớn lên có thể là nữ chiến binh đầu tiên của nước Hát. Vương Tử Lam vốn rất chăm chỉ luyện tập. Cho nên Vương Nhất có đủ lòng tin với cô bé. Bắt tay bọn nó lại. Vương Nhất đứng sau lưng Từ Tốn nói. Vương Tử Lam nghe vậy, bộc một phát bắt lấy cánh tay của Tần Tuấn và Lý Tử Hàm. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Tình huống này làm đám phụ huynh kia chấn động. Tần Tuấn và Lý Tử Hàm bị bắt cánh tay lại cũng có vẻ bối rối. Vương Nhất lại lên tiếng, đánh bọn nó đi. Bốp, nắm tay nhỏ của Vương Tử Lam đánh mỗi người một đấm. Đánh vào mặt của Tần Tuấn và Lý Tử Hàm. Máu mũi lập tức phun trào. Nhưng cơn đau cũng đã khơi dậy sự khát máu của bọn nó. Lại dám đánh tao. Tần Tuấn và Lý Tử Hàm vô cùng tức giận, lại tiếp tục xông về phía Vương Tử Lam. Ngồi xuống, dùng chân đá bọn nó. Vương Nhất thản nhiên nói. Xoẹt. Vương Tử Lam nhanh nhẹn ngồi thấp xuống, duỗi chân ra. Bịch. Tần Tuấn và Lý Tử Hàm lập tức ngã chõng vó. Ngã đến nỗi cả người đều là vết thương. Oa, mẹ ơi!
Tần Tuấn và Lý Tử Hàm đau đến nỗi bật khóc. Mấy đứa nhỏ khác thì nhìn Vương Tử Lam với vẻ mặt hoảng sợ, ngay cả Tần Tuấn và Lý Tử Hàm còn bị đánh thành như vậy chứ đừng nói chi là bọn nó. Tuấn à! Tử Hàm! Sắc mặt của mẹ Tần Tuấn và mẹ Lý Tử Hàm lập tức thay đổi, vội vàng ôm lấy con mình. Đồng thời, ánh mắt của bọn họ trở nên thâm độc mà nhìn Vương Tử Lam. Cái đứa con hoang này lại dám đánh con của bọn tao, tao đánh chết mày. Bọn họ tức giận đến cực điểm, vung tay về phía Vương Tử Lam. Bốp! Nhưng tay còn chưa đến trước mặt Vương Tử Lam thì đã bị một bàn tay khác hất đi. Thân thể hai người giống như con diều bị đứt dây ngã xuống đất, miệng đều là máu. Chẳng biết từ lúc nào Vương Nhất đã đến bên cạnh Vương Tử Lam, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Đây không phải là do các người đã nói à? Mâu thuẫn giữa trẻ con thì để trẻ con tự mình giải quyết, người lớn lại dám nhúng tay vào, tôi cũng không ngại đánh nhau với các người một trận. Mặc dù giọng điệu của Vương Nhất bình thản, nhưng tất cả bọn họ đều cảm nhận được một luồng sát khí ập tới, bọn họ không khỏi run lên. Xuyệt! Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh người vây xem hít một hơi lạnh. Vương Nhất ra tay quá tàn ác. Đối phương là người Vương tộc Yên Đô, thế mà anh lại dám đánh mạnh như vậy. Tần Tuấn và Lý Tử Hàm nhìn mẹ của bọn nó bị đánh bay, sợ đến nỗi hoảng loạn một cử động cũng không dám. Vương Tử Lam thừa cơ đánh ngã bọn nó, tức giận nhìn bọn nó. Các cậu có còn dám nói tới ba mẹ tôi, có còn dám nói tôi không hả? Tần Tuấn và Lý Tử Hàm hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ. Không dám, chúng tôi không dám nữa. Hồ Vĩnh Như sợ đến đơ người. Con gái của Vương Nhất lại lợi hại như thế. Mặc dù có Vương Nhất chỉ đạo vài câu, nhưng nếu như không có bản lĩnh thật sự thì không thể nào đánh bại mấy đứa nhóc này. Lúc này, Vương Nhất ôm lấy Vương Tử Lam, ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người. Nếu như chuyện của bọn trẻ đã được giải quyết, vậy thì cũng đến lượt chúng ta giải quyết với nhau. Vương Nhất lạnh nhạt nhìn bọn họ, giọng nói thờ ơ. Con cái không có giáo dục là tội của ba mẹ. Nếu như con của các người mở miệng một tiếng tiện nhân, một tiếng con hoang, vậy thì điều này đã chứng minh các người sỉ nhục chúng tôi. Tôi muốn tất cả các người phải quỳ xuống và thề rằng từ nay về sau không được sỉ nhục vợ tôi, ngay cả nghĩ cũng đừng có nghĩ. Giọng nói của Vương Nhất lanh lảnh như một chiếc chuông to vang vọng. Đám người lớn Vương tộc Yên Đô ngoại trừ chấn kinh ra, trong lòng chỉ còn lại phẫn nộ. Bọn họ đều đến từ Vương tộc Yên Đô, đi đến đâu cũng được người khác tôn sùng. Nhưng một tên con rể không được Lý Thị thừa nhận lại dám kêu bọn họ quỳ xuống. Dám ra lệnh Vương tộc Yên Đô chúng tôi quỳ xuống, cậu là người đầu tiên. Ba mẹ Tần Tuấn giận quá hóa cười, chỉ vào Vương Nhất rồi quát lên. Anh ta tên là Tần Chiến, được xem như là một người có địa vị cao trong chi nhánh Tần Thị ở Yên Đô, lần này may mắn đi theo Tần Vũ, Tần Hồng Long đến Giang Thành. Đối với anh ta, Vương Nhất vẫn bình tĩnh như cũ. Thật ngại quá. Con người tôi có thể không coi trọng cái gì, duy nhất thứ mà tôi không thể không coi trọng đó chính là vợ và con gái tôi. Các người không chỉ phải quỳ xuống, mà con của các người đã mắng con hoang, tiện nhân bao nhiêu lần thì các người phải đánh bấy nhiêu lần. Lời này vừa mới nói ra, người cầm đầu Vương tộc là Tần Chiến tức giận không thể kiểm soát. Cậu ta bị điên rồi hả? Cho dù là Lý Khinh Hồng ở đây thì cũng không dám nói chuyện với chúng ta như thế. Lẽ nào lại phải làm như vậy? Cậu xem Vương tộc Yên Đô chúng tôi là cái gì? Tiếng cãi vã ở đây đã thu hút một nhóm người vây xem. Nhưng sau khi biết bọn họ đến từ Vương tộc Yên Đô, không có ai là không kiêng kỵ, bọn họ đều cho rằng chàng trai trẻ này bị điên rồi. Vương Nhất hoàn toàn không thèm để ý, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào đám người đó. Nếu như các người đã không muốn quỳ, vậy thì tôi sẽ khiến cho các người phải quỳ. Đều xuất thân từ Lý Thị như Khinh Hồng. Nhưng cái miệng lại độc ác như thế vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ người Lý Thị. Ánh mắt của Vương Nhất bỗng nhiên nhìn về phía ba mẹ Lý Tử Hàm. Ánh mắt bình thản, nhưng bọn họ lại run lên vì lạnh. Bị Vương Nhất tiếp cận, bọn họ có một loại cảm giác như dã thú để mắt đến mình, trong lòng sợ hãi. Vùn vụt, khí thế trên người Vương Nhất tăng lên đến cực hạn, trong vòng 10 mét mà vẫn có thể cảm nhận được luồng sát khí cường đại bộc phát từ trên người anh. Đừng quá tuyệt tình. Đúng lúc này, đột nhiên lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Ở phía sau cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát già nua, lại tràn đầy phẫn nộ. Tiếng quát giận dữ này vừa mới dứt, tất cả mọi người đều chấn động. Màng nhĩ của những người bình thường ở đây đều ứa máu. Vương Nhất che kín lỗ tai của Vương Tử Lam.
Cơ thể đứa nhỏ vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, căn bản không thể chịu nổi tiếng la này. Vương Nhất nheo mắt lại, trong mắt lướt qua một tia sát ý. Quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy trên nóc nhà có một lão già tóc trắng mặc áo trắng bay phấp phới. Khoảng 70 tuổi, nhưng lại tràn trề sinh lực, toát ra khí phách hiên ngang. Vương Nhất thật sự rất kinh ngạc, ở Giang Thành nhỏ bé như thế mà lại có cường giả cấp bậc này. Là trưởng lão La Văn trong Hiệp hội Võ Đạo. Đột nhiên, trong đám đông có người la lên, người đó đã nhận ra ông ta. Hiệp hội Võ Đạo. Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc xung quanh, Vương Nhất nhíu chặt lông mày. Vài ngày trước anh vừa mới gặp một thành viên trong Hiệp hội Võ Đạo, sao bây giờ lại có người đến đây? Nhưng Vương Nhất cũng không thể phủ nhận rằng Hiệp hội Võ Đạo hiện tại không còn tầm thường như trước kia. Điều tra ngọn nguồn, chẳng qua là đại hội biên giới phía Bắc sắp bắt đầu. Quyết định người giành chức quán quân vẫn là Vũ Lực. Đây chính là lĩnh vực mà Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành am hiểu. Mặc dù nói có liên quan đến võ sĩ mà đã có một làn sóng võ thuật trên toàn quốc. Các tỉnh thành lớn đều có Hiệp hội Võ Đạo. Nhưng đại hội biên giới phía Bắc được tổ chức ở Giang Thành, Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành là chủ nhà, đương nhiên những người nhờ và bọn họ cũng tương đối nhiều. Chỉ là Vương Nhất không ngờ rằng tại sao bọn họ lại 5 lần 7 lượt đến tìm mình. Đám người Vương tộc Yên Đô cũng hoảng sợ nhìn La Văn. Cường giả như thế này, cho dù là trong vương tộc của bọn họ thì cũng phải xem như là khách quý. Cậu chính là Vương Nhất. Ánh mắt của La Văn như chim ưng, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương tủy. Là tôi, ông là. Lúc Vương Nhất đang định hỏi lại, La Văn đột nhiên lại trừng to hai mắt, khi Vương Nhất thừa nhận thân phận của mình, ông ta lại đột ngột ra tay. Bộp! La Văn lập tức biến mất, một khắc sau liền xuất hiện trước mặt Vương Nhất, hung hăng đánh một quyền về phía Vương Tử Lam trong ngực Vương Nhất. Vương Nhất đã giết cháu trai La Hữu của ông ta cũng muốn để Vương Nhất phải nếm thử nỗi đau mất con. Muốn chết à? Làm sao Vương Nhất có thể không nhìn ra ý đồ của La Văn? Trong mắt lập tức lóe lên sát ý nặng nề. Anh không có lựa chọn nào khác, anh cần phải bảo vệ Vương Tử Lam trong ngực mình. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nắm đấm của La Văn xẹt ngang bên trái Vương Nhất. Kinh khí mạnh mẽ trực tiếp chém đứt một sợi tóc của Vương Nhất. Rầm. Ngay lập tức, khoảng đất mà Vương Nhất đang đứng lại lõm xuống. Có những khe hở như mạng nhện dần dần lan rộng. Hít. Nhìn thấy năng lực phá hoại kinh khủng như thế, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người vương tộc nhìn thấy cảnh tượng này, ngơ ngác một lúc lâu, trên mặt liền xuất hiện vẻ lạnh lùng. Cao thủ này đến vì Vương Nhất. Căn cứ vào khái niệm kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đương nhiên bọn họ đứng cùng một trận tuyến. Đòn tấn công thất bại, La Văn không hề nhụt chí. Lúc nãy chỉ là thăm dò thực lực của đối phương, đúng như là hội trưởng đã nói. Vương Nhất này không phải là người bình thường. Vương Nhất thả bàn tay đang che mắt Vương Tử Lam. Chỉ về phía Hồ Vĩnh Như rồi nói, Tử Lam, con đi chơi với chị Hồ nha. Vương Tử Lam cũng biết là bọn họ gặp phải nguy hiểm, cô bé ngoan ngoãn gật đầu, vậy ba thì sao ạ? Vương Nhất mỉm cười sờ đầu Vương Tử Lam, ba sẽ trở lại ngay thôi. Vậy được ạ, phải nhanh nha. Cô bé có hơi không nỡ. Vương Nhất giao Vương Tử Lam cho Hồ Vĩnh Như, chăm sóc con gái giúp tôi. Hồ Vĩnh Như gật đầu, sau đó lại nhìn La Văn, cô ta nghiêm túc nói. Sao anh lại chọc phải Hiệp hội Võ Đạo vậy? La Văn đó chính là cao thủ đứng thứ 10 trong Hiệp hội. Vậy à? Vương Nhất kinh ngạc nhìn La Văn. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là anh thật sự khâm phục những chuyện của Giang Thành. Cao thủ xuất hiện lại mạnh như thế, vậy thì những cao thủ đang ẩn mình trong góc tối thì sao đây? Các thế lực đỉnh tiêm lộ ra ở Giang Thành chỉ có Tam Đại Hào Môn, trên thực tế Hiệp hội Võ Đạo được xem như là thế lực lớn thứ tư. 10 cao thủ đứng đầu hiệp hội mỗi một người đều có thực lực tiêu diệt cả một gia tộc. Anh đánh không lại ông ta đâu, vẫn là nên đến nhà họ Hồ với tôi đi. Hồ Vĩnh Như nghiêm túc nói với Vương Nhất. Vương Nhất khẽ cười, tôi còn chưa đến mức phải nhờ nhà họ Hồ các người cứu giúp, đừng nói là người đứng thứ 10, cho dù là người đứng thứ nhất đến đây thì tôi cũng không quan tâm. Hồ Vĩnh Như nhìn anh, chắc chắn là cảm thấy anh bị điên rồi. Mặc dù tôi và anh không ưa gì nhau, nhưng mà tôi cũng không có ghét anh, mong anh còn sống mà trở về, con bé không thể mất ba. Hồ Vĩnh Như nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu rồi nhanh chóng ôm Vương Tử Lam đi khỏi. Muốn chạy à? Trong mắt La Văn lóe lên một tia sát ý, điên cuồng xông tới. Bóng dáng Vương Nhất lướt qua, ngăn cản trước mặt La Văn.
Lúc ngước mắt lên, ánh mắt của anh đã sớm trở nên rét lại. Tôi nói chứ tôi và Hiệp hội Võ đạo Giang Thành các người không có thù hằn gì với nhau, các người cứ 5 lần 7 lượt đến tìm tôi gây phiền phức thì cũng thôi đi, còn muốn ra tay với con gái tôi. Câu nói này của Vương Nhất còn chưa dứt, đôi mắt của La Văn đã đỏ ngầu, hận không thể chém Vương Nhất thành trăm mảnh. Còn nói là không có thù à? Không phải là cậu đã ức hiếp người trong Hiệp hội Võ đạo chúng tôi ư? La Văn lạnh giọng nói, nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống mấy độ. Đám người Vương tộc Yên Đô dùng một ánh mắt thương hại mà nhìn Vương Nhất. Rốt cuộc là cái tên này đã chọc phải bao nhiêu người, ngay cả Hiệp hội Võ đạo Giang Thành cũng hận không thể giết anh ngay lập tức. Vương Nhất nhíu chặt mày, tôi và Hiệp hội Võ đạo các người chỉ đánh nhau một lần, sao lại trở mặt? Còn chống chế? Trên gương mặt già nua của La Văn đều là lửa giận, đứa cháu trai mà tôi tâm đắc nhất đã chết dưới tay cậu. Ồ, lời này vừa mới nói ra, biểu cảm của ba mẹ Tần Tuấn, Lý Tử Hàm trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Vương Nhất đã giết thành viên của Hiệp hội Võ đạo. Người có thể gia nhập vào Hiệp hội Võ đạo đều là cao thủ trên vạn người. Bọn họ cảm thấy may mắn vì mình đã không xảy ra xung đột với Vương Nhất, nếu không thì chết như thế nào còn chưa biết. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Vương Nhất là một người luyện võ thì sao chứ, ai cũng biết là người của Hiệp hội Võ đạo rất bảo vệ người của mình. Anh chết chắc rồi. Trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười lạnh, vì mối thù đã được báo, chờ đợi La Văn ra tay. Vương Nhất lại cau mày, cháu của ông là ai? La Hữu. Nghe thấy cái tên này, ánh mắt của Vương Nhất giật giật. Anh đã nhớ ra là ai? Mặc dù lúc trước La Hữu không coi ai ra gì, nhưng sau khi bị dạy dỗ thì thái độ rất khiêm tốn, Vương Nhất vẫn khá tán dương. Cậu ta chết rồi. Vương Nhất vô cùng kinh ngạc, anh khó mà tin được. Cậu đừng có giả mù sa mưa. La Văn tức tối nhìn Vương Nhất, Hữu chết rất thê thảm, không chỉ đầu và thân mỗi thứ một nơi, mà đầu còn bị để vào trong bao bố gửi đến Hiệp hội Võ đạo, đây là thị uy. Vương Nhất lắc đầu, tôi thật sự không giết La Hữu, ngày hôm đó so tài với tôi xong thì cậu ta liền rời khỏi cao ốc Cự Phong. La Văn thờ ơ nói, cậu không âm thầm phái cao thủ ám sát nó à, nhưng tôi nghe nói rằng bên cạnh cậu có một nữ sát thủ rất thành thạo việc ám sát. Ông ta đang nói tới Lãnh Nhan. Vương Nhất vẫn lắc đầu, cô ta cũng sẽ không làm ra chuyện đó, mặc kệ ông có tin hay không, tôi đã nói là tôi không giết La Hữu, người giết La Hữu là một người hoàn toàn khác, bọn họ chỉ đang đổ tội cho tôi thôi. Không phải là cậu thì còn là ai nữa? Tần Chiến hét lên, chỉ có cậu mới có hiểm nghi lớn nhất, cậu chính là tên tội phạm giết người. Nói xong, Tần Chiến lại nhìn La Văn, ông La, chúng tôi đến từ Vương tộc Yên Đô, lần lượt là Tần Thị, Vương Thị, Lý Thị. Chúng tôi sẵn sàng ra tay hỗ trợ giết chết tên này. Đám người còn lại cũng lạnh lùng nhìn xem. Lời nói này đã khơi dậy sát ý của Vương Nhất. Anh nhìn bọn họ bằng vẻ mặt lạnh lẽo, nếu đã như vậy, tôi phải để các người quỳ xuống trước. Ngay sau đó, anh nhanh chân đi đến phía bọn người Tần Chiến. Vương Nhất bước từng bước đi tới, mỗi khi ánh mắt lạnh lùng ấy đảo qua, đám người Tần Chiến đều có cảm giác sợ hãi trong lòng. Dường như bọn họ chính là một chiếc thuyền nhỏ trên biển rộng bao la, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị con sóng dập làm cho lật nhào. Nhưng ngay sau đó liền truyền đến tiếng hét giận dữ của La Văn. Lại dám đánh người trước mặt tôi, xem như tôi không tồn tại à. La Văn đạp một đạp thật mạnh xuống đất. Nơi nào bị La Văn dậm qua đều xuất hiện một khe hở. Mà ông ta lại giống như một mũi tên nhanh chóng phóng về phía Vương Nhất. Nắm đấm xòe ra, chụp vào đầu Vương Nhất. Là chiêu thức đã làm nên tên tuổi của ông La Văn, dùng tay móc tim. Đám người vây xem đồng loạt kêu lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung rất căng thẳng. Từng có cường giả đã chết vì một chiêu này của La Văn. Lúc đó, năm ngón tay của La Văn đã chụp vào đầu người kia. Da đầu đều bị kéo xuống, cảnh tượng tàn nhẫn đến nỗi không thể tàn nhẫn hơn. Nhưng mà đối mặt với đòn tấn công này, Vương Nhất lại không thèm ngó ngàng. Anh vẫn vững vàng đi về phía Tần Chiến và đám người Vương tộc Yên Đô. Nhìn thấy La Văn sau lưng Vương Nhất, mặc dù trong lòng Tần Chiến hoảng loạn, nhưng càng nhiều hơn lại là hưng phấn. Vẫn còn không ngừng kêu gào. Cho dù cậu có kết hôn với Lý Khinh Hồng thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật cậu chính là một tên vô dung, tôi không tin cậu có thể khiến tôi quỳ xuống. Lúc này, La Văn đã đến gần Vương Nhất. Vương Nhất vẫn như là không nhìn thấy, anh chỉ cười lạnh. Phải không? Âm thanh lạnh nhạt vừa mới dứt, Vương Nhất nhẹ nhàng đá một đá vào đầu gối Tần Chiến.
răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn khiến người khác phải dùng mình đột ngột mang lên. A! À, cùng lúc đó chính là tiếng kêu thảm thiết của Tần Chiến. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bắp chân phải của Tần Chiến bị vặn xoắn lại giống như bị khoang bằng máy điện. Anh ta không khỏi quỳ rạp xuống đất. Mà lúc này, tay La Văn cũng đã đến gần đầu Vương Nhất. Mọi người đều lắc đầu, thậm chí còn có người ngoảnh đầu đi không dám chứng kiến cảnh tượng máu me sắp xảy ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Nhất quá cứng đầu. Cho dù có bị La Văn bẻ gãy đầu thì cũng muốn để Vương tộc Yên Đô quỳ xuống. Lần này thì hay rồi. Người ta chỉ mất thể diện, mà Vương Nhất thì mất cả mạng. Ngay cả trên mặt La Văn cũng xuất hiện một nụ cười dữ tợn. Đi chết đi. Bàn tay ông ta hung hăng chợt vào đầu Vương Nhất. Nhưng lại bắt hụt. Theo quán tính mạnh mẽ, thiếu chút nữa là ông ta đã ngã xuống đất. Cái gì? Chiến thần La Văn lại thất bại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn tròn cả mắt. La Văn tay móc tim được mệnh danh là chiến thần lại chụp hụt. Không thể tin nổi. Bản thân La Văn cũng khó tin mà nhìn bàn tay mình. Rõ ràng là lúc nãy ông ta đã chụp vào đầu Vương Nhất. Vương Nhất ngay trước mặt ông ta, vỏn vẹn chỉ cách mấy bước chân. Nhưng La Văn lại cảm thấy cả hai cách xa nhau tận chân trời góc biển. Chẳng lẽ lúc nãy là cái bóng của cậu ta? Tốc độ của cậu ta còn hơn mình. Suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến La Văn vô cùng kinh hoàng. Nhưng suy nghĩ này chỉ kéo dài một giây liền bị La Văn ném đi. Không có khả năng. Trên đời này không thể có một ai như vậy xuất hiện. Cho dù là Hồng Thiên Nhai là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo. Còn lâu mới đạt đến cấp độ này. Con người ai cũng có thất bại, có lẽ là do mình hụt tay mà thôi. La Văn tự an ủi mình như thế. Bịch bịch bịch. Mà đổi thành một bên, có Tần Chiến làm gương, gần như là tất cả người lớn Vương tộc Yên Đô đều quỳ xuống đất. Đồng thời, đầu gối của bọn họ đều bị cong vẹo với một độ cong đáng sợ, dường như còn có thể nhìn thấy cả xương trắng. Đó là kết quả sau một cú đá của Vương Nhất. Vương Nhất đã nương tay, nếu không thì nửa người dưới của bọn họ sẽ phải tàn phế. Nhìn một vòng, đám người Vương tộc Yên Đô đều quỳ dưới đất, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Các người cứ quỳ gối ở đây mà nhận lỗi đi. Vương Nhất quay đầu nhìn chằm chằm vào La Văn, bỗng nhiên lại nở một nụ cười trêu tức, nghe nói bọn họ gọi ông là chiến thần. La Văn giật mình, nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh mà nói, đúng vậy, bọn họ đều gọi tôi là chiến thần. Những võ giả có biệt danh riêng đều là võ giả mạnh. Đó là danh hiệu mà mọi người dựa vào đặc điểm của ông ta để đặt cho ông ta. Biệt danh của La Văn chính là chiến thần. Vương Nhất cười nói, trùng hợp lắm, mọi người cũng gọi tôi là chiến thần, không biết là cấp bậc chiến thần của ông cao hay là cấp bậc chiến thần của tôi cao đây. La Văn ngẩn ra, rồi sau đó khinh thường mà cười nhạo, từ nhỏ tôi đã luyện võ, bây giờ đã 70 tuổi, cường giả chết trong tay tôi tổng cộng hơn 100 người, thằng nhóc nhà cậu lông còn chưa mọc đủ mà lại dám so sánh với tôi à. Nhiều như vậy ư? Vương Nhất cười, tôi xuất thân từ biên giới phía Bắc, chỉ luyện võ mới 5 năm, người chết dưới tay tôi phải xếp một hàng dài hơn cả triệu người. Ha ha ha! Nghe thấy câu nói của Vương Nhất, La Văn liên tục cười to. Ông ta cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra. Thằng nhóc kia, cậu là đang xem thường ông đây chưa từng đi lính à? Cho dù như vậy thì tôi cũng biết biên giới phía Bắc là nơi nguy hiểm nhất ở nước Hát, nhưng cũng là nơi mạnh nhất ở nước Hát. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là có ẩn chủ giữ gìn biên giới phía Bắc. Ẩn chủ còn không dám tuyên bố mình giết cả triệu người, cậu chỉ là một thằng nhóc tham gia quân đội được 5 năm thế mà lại dám nói bừa như thế. Dừng một chút, La Văn lại hỏi. Nếu như cậu đã là người luyện võ, vậy thì tôi hỏi cậu, có bao nhiêu cường giả chết trong tay cậu? Cường giả? Vương Nhất suy nghĩ một hồi, anh liền nói ra một con số. Có 9 người. Phốc! Vừa mới nói con số này xong, La Văn lại cười to. Chỉ có 9 người mà thôi, cậu không thấy ngại khi lấy ra so sánh với tôi à? Cậu mà coi là chiến thần cái gì chứ, tự xưng hả? Biểu cảm của La Văn rất hào hứng. Những người đang vây xem cũng lắc đầu. Cái gì gọi là nói khoác? Chính là đây. Vương Nhất cười cười không giải thích. Dưới chí tôn đều là sâu bọ. Trong mắt anh, chỉ có người trên chí tôn mới xứng đáng được gọi là cường giả. 9 người mà Vương Nhất đã giết đều là cường giả cửu đại chí tôn đến từ các cường quốc phương Tây. Vượt qua 4 đại dương và thực hiện kế hoạch đồ long. Một mình Vương Nhất đứng trên núi Hằng Sơn tiếp đón. Một đêm đại chiến,
cửu đại chí tôn bỏ mạng, ẩn chủ nước Hát thắng trận. Đừng có nói nhảm nữa, cho dù cậu có là ông trời, đã giết cháu của tôi thì tôi cũng phải lấy mạng cậu. La Văn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, vẻ mặt nghiêm túc. Trong mắt ông ta, Vương Nhất chỉ là một cái xác. Ông ta chỉ sai lầm một lần, lần tiếp theo chính là lúc mà đầu và thân Vương Nhất phải lìa xa. Vương Nhất bình tĩnh nói, được thôi, tôi sẽ để cho ông chiêm ngưỡng như thế nào là chiến thần chân chính. Vương Nhất đứng yên bất động, một tay thả lỏng đặt ở phía sau, lạnh lùng nhìn La Văn. La Văn kinh ngạc, cậu định làm cái gì? Vương Nhất cười khẽ, không phải là ông đã nói tôi giết chết cháu trai của ông à, tôi sẽ để cho ông biết rằng cách nói này của ông ngu ngốc tới cỡ nào, bởi vì cường giả chân chính khinh thường việc giết người yếu hơn mình nhiều. Tôi đứng ở đây chấp ông một tay, ông có thể kiên trì đánh một hiệp với tôi không? Âm thanh của Vương Nhất vang dội, giống như chiếc chuông ngân vang, màng nhĩ của những người ở đây đều bị chấn động kịch liệt. Giờ phút này, tầm mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung vào Vương Nhất. Lời nói của anh quá kiêu căng. Kiêu căng đến nỗi không hề xem trọng chiến thần La Văn. Không chỉ đứng yên bất động mà còn chấp La Văn một tay. Làm như vậy là sỉ nhục La Văn trần trụi. Sắc mặt La Văn âm trầm, nhìn chằm chằm Vương Nhất. Trong mắt của ông ta không ngừng có sát khí phun trào. Ngay cả bọn người Vương tộc Yên Đô Tần Chiến đang quỳ ở dưới đất cũng cảm thấy Vương Nhất đã điên rồi. Cậu cho rằng cậu là ai, lại dám nói chuyện với ông La như thế, đúng là chán sống mà. Ông La, cậu ta dám không coi ông ra gì. Bọn họ ồn ào lên tiếng, ý đồ muốn kích thích lửa giận của La Văn. Trên thực tế căn bản không cần bọn họ phải thổi gió, chỉ dựa vào lời nói này của Vương Nhất là đã đủ kích thích ngọn lửa giận trong La Văn. Thằng nhóc này, nếu cậu đã muốn chết, thế thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. La Văn hung tợn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương hại mà nhìn Vương Nhất. Trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù Vương Nhất có dùng cả tay lẫn chân thì cũng không thể nào chạy thoát khỏi La Văn. Chứ đừng nói chi là anh chấp một tay sau lưng, gắn gượng đánh một hiệp. Có lẽ là đến lúc đó người không thể kiên trì nổi một hiệp là anh mới đúng. Vương Nhất vẫn rất bình tĩnh, đứng thẳng như một cây sậy. Tay trái vẫn chấp sau lưng. Anh nói được thì làm được, nói là nhường một tay thì sẽ nhường một tay. Muốn chết rồi. La Văn hét to một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất, sau đó xuất hiện trước mặt Vương Nhất giống như một bóng ma. Năm ngón tay giang rộng tóm lấy cổ chân Vương Nhất. Vẫn là tay móc tim. Đám người lắc đầu, đã đoán được thảm kịch của Vương Nhất. La Văn có thể sai lầm một lần, nhưng sẽ không sai lầm lần thứ hai. Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe thấy bộp một tiếng, tay phải của Vương Nhất bắt lấy cổ tay La Văn một cách chính xác. Có chuyện gì? Sắc mặt của La Văn liền thay đổi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Chuyện này sao có thể? Cảnh tượng này cũng khiến đám người Vương tộc Yên Đô Tần Chiến rung động sâu sắc, trong mắt đầy vẻ khó tin. Vương Nhất lại có thể dùng một tay bắt lấy cổ tay La Văn, rét. Nhưng sự kinh ngạc vẫn chưa dừng lại ở đây. Chỉ nhìn thấy Vương Nhất bỗng nhiên dùng sức. Răng rắc, tiếng xương gãy khiến người khác hoảng sợ lại vang lên. Cổ tay của La Văn bị vặn cong 180 độ, còn có thể nhìn thấy cả xương ở bên trong. Rầm. Sau đó, Vương Nhất đá chân thật mạnh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể La Văn giống như con diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài. Dọc đường còn đụng ngã một cây đại thụ, thân cây bị cắt ngang giữa, ngã xuống mặt đất. Bụi bay tung tóe. Phốc, cổ họng La Văn tanh tưởi, phun ra một ngụm máu tươi. Tôi đã nói rồi, đối phó với ông không cần phải dùng tay dùng chân, một cái tay là đủ. Vương Nhất thì rất bình tĩnh, trông như anh đang làm một chuyện nhỏ nhặt không có ý nghĩa. Lần này La Văn không còn vẻ khinh thường và mỉa mai như lúc nãy nữa. Bây giờ chỉ còn lại sự hoảng sợ và chấn động sâu sắc. Còn nhóm Vương tộc Yên Đô, điển hình là Tần Chiến luôn kêu gào hô hoán để La Văn giết Vương Nhất, lúc này miệng căm như hến, hoảng sợ không dám thở mạnh. Trong số đó, người sợ hãi nhất là ba mẹ Lý Tử Hàm. Bọn họ vốn là người Lý Thị. Những chuyện mà trước đó Vương Nhất đã làm ở Lý Thị, bọn họ biết rõ mồn một. Nỗi sợ tăng lên gấp bội. Không, tôi không tin. Trên gương mặt già nua của La Văn đầy vẻ bàng hoàng, biểu cảm vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ mà nhìn Vương Nhất. Lúc nói ra lời này, thân thể ông ta run rẩy dữ dội. Ông ta không thể kiềm chế được nỗi sợ của mình. Chỉ bởi vì ông ta nổi danh đã lâu,
không muốn nhìn thẳng vào cảm giác sợ hãi này. Vương Nhất lạnh nhạt cười nói, không tin thì ông có thể thử thêm một lần nữa, tôi cho ông thêm cơ hội khiêu chiến với tôi. Mỗi một hành động đều mang theo cảm giác khinh thường, như người trên nhìn kẻ dưới. Dường như anh mới chính là cường giả, mà La Văn chỉ là sâu bọ vô nghĩa. La Văn vừa phẫn nộ lại sợ hãi, không hề do dự mà đứng dậy lại vọt về phía Vương Nhất một lần nữa. Bộp! Nhưng kết quả vẫn vậy, Vương Nhất nắm chặt cổ tay. Chỉ có điều lần này Vương Nhất lựa chọn phản công. Anh hung hăng đạp một đạp thật mạnh vào cơ thể gầy gò của La Văn, cả người bị đau nằm rạp dưới đất. Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy một luồng gió bắn ra bốn phương tám hướng. Dưới tình thế cấp bách, La Văn thế mà lại hoảng sợ nhắm tịt mắt. Trong khoảnh khắc này, ông ta cảm thấy cái chết đang đến gần mình. Vương Nhất muốn giết ông ta chẳng qua chỉ là chuyện một cái đá. Nhưng mà một hồi lâu sau, bàn chân đủ để lấy mạng ông ta vẫn chậm chạp chưa rơi xuống. La Văn không khỏi mở mắt. Lúc mở mắt ra, ông ta run rẩy toàn thân. Chỉ nhìn thấy bàn chân của Vương Nhất như dán vào mặt ông ta, cách mặt ông ta chưa tới một cm. Chỉ cần Vương Nhất đạp xuống một chút nữa thì ông ta sẽ bị giẫm chết tươi. Khoảnh khắc này, thời gian như đứng im, Vương tộc Yên Đô đứng cách đó không xa nhìn đến ngây người, hoàn toàn không thể tin nổi. Thân thể của bọn họ cũng run rẩy theo. Bọn họ đã chứng kiến thực lực của Vương Nhất. Bọn họ nghĩ rằng đây chính là thực lực chân chính của Vương Nhất. Cậu! La Văn hoảng sợ nhìn Vương Nhất, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Vương Nhất đứng từ trên cao nhìn ông ta. Bây giờ ông đã tin tưởng tôi không phải là hung thủ giết chết cháu trai ông chưa? Anh lạnh nhạt hỏi. Cổ họng La Văn giật giật. Trong nháy mắt khi nãy, ông ta quả thật cảm thấy cái chết đang đến gần mình. La Văn liên tục gật đầu. Cuối cùng, ông ta cũng đã tin tưởng hung thủ giết chết cháu trai của ông ta là một người khác. Lúc này, Vương Nhất mới thu chân lại, thản nhiên nói, tôi sinh ra là Vương, không phải bất cứ người nào cũng đáng để tôi giết. Đừng nói là La Hữu, cho dù là ông thì cũng không có tư cách chết dưới tay tôi. La Văn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt nhìn Vương Nhất mang theo vẻ phức tạp. Hung thủ sát hại La Hữu quả thật không phải là Vương Nhất. Bởi vì đối với anh mà nói, La Hữu quá yếu. Vương Nhất không thèm giết anh ta. Cường giả có sự kiêu ngạo của cường giả, quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra loại chuyện ám sát được chứ? Tại sao lại không giết tôi? La Văn kìm lòng không được mà hỏi. Vương Nhất đứng thẳng, quay đầu nhìn ông ta, ông báo thù cho cháu trai, tại sao ta lại phải muốn giết ông? Chỉ là bởi vì ông hành xử quá thô lỗ nên dễ dàng bị người khác lợi dụng. Nói xong, anh lại tiếp tục đi về phía đám vương tộc Yên Đô Tần Chiến. Bọn người Tần Chiến bị dọa sắp ngất tới nơi. Còn có mấy người không có gan sợ đến nỗi tè cả ra quần. Anh Vương! Xưng hô với Vương Nhất cũng đã thay đổi. Vương Nhất lại tát một tát vào mặt bọn họ, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Sau này, các người có còn dám mắng vợ và con gái của tôi không? Vương Nhất cười hỏi. Bọn họ lắc đầu, không dám, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý Khinh Hồng gả cho anh chính là quyết định sáng suốt nhất. Có một người chồng có thực lực mạnh như thế, đời này đã đủ rồi. Vương Nhất lại lắc đầu, phản bác. Sai, tôi kết hôn với cô ấy chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời này của tôi. Các người tiếp tục quỳ ở đó đi, tôi phải đi đón con gái tôi. Vương Nhất xoay người rời đi. Cùng lúc đó ở nhà họ Hồ, có một chiếc xe thương vụ lao vùn vụt chậm rãi đậu lại, Hồ Vĩnh Như ôm Vương Tử Lam bước xuống xe. Cô bé nhìn tới nhìn lui một hồi, nhìn tòa kiến trúc lạ lẫm, cô bé rụt rè hỏi, chị Hồ ơi, ở đây là đâu vậy ạ? Hồ Vĩnh Như cười nói, đây là nhà của chị, hôm nay là sinh nhật của ông chị, em cứ ở đây đi, cứ đợi ở đây chờ ba đến đón em, có được không nào? Vâng ạ. Vương Tử Lam nhỏ giọng đáp lời. Cô bé vẫn còn sợ người lạ, có lẽ là đợi đến lúc cô bé lớn hơn một chút nữa thì tốt rồi. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, ở nhà họ Hồ không có ai, Hồ Vĩnh Như dẫn Vương Tử Lam đi vào trong một căn phòng. Vương Tử Lam rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, vào nhà người khác cũng không chạy lung tung giống như trong nhà mình, cô bé cứ thu mình trong một góc xem chuyện cổ tích. Hồ Vĩnh Như cũng ở một bên. Không biết tại sao Hồ Vĩnh Như lại thích Vương Tử Lam vô cùng. Đường nét trên gương mặt của Vương Tử Lam giống Lý Khinh Hồng, rất xinh đẹp, không khỏi để hình dung sau khi Vương Tử Lam lớn lên thì sẽ tuyệt sắc đến cỡ nào.
nhưng để Hồ Vĩnh Như yêu thích không phải là ở điểm này, mà là sự ngoan ngoãn khéo hiểu lòng người của đứa nhỏ. Vì vẻ ngoan ngoãn ấy mà tình mẹ trong Hồ Vĩnh Như trỗi dậy. Cô ta bất giác nghĩ tới tuổi mình cũng không còn nhỏ nữa. Đã đến lúc nên có một tình yêu không cần phải oanh oanh liệt liệt, chỉ cần êm ái, sau đó sinh ra một đứa nhỏ mập mạp đáng yêu là được. Bất chi bất giác, khóe miệng Hồ Vĩnh Như xuất hiện nụ cười. Cô ta rũ mắt xuống, đi đến ngồi cạnh Vương Tử Lam. Đang xem cái gì đó? Cô ta cười hỏi. Chuyện cổ tích Andersen. Vương Tử Lam chỉ vào bìa sách rồi nói. Để chị đọc cho em nghe nha, có được không? Hồ Vĩnh Như cẩn thận hỏi. Một đứa nhỏ chỉ mới 5-6 tuổi mà đã có khả năng phân biệt đúng sai. Cô ta muốn biết là trong mắt Vương Tử Lam, mình là người tốt hay người xấu. Vương Tử Lam ngẩng đầu lên nhìn cô ta, sau đó lại nheo mắt nở nụ cười, dạ được. Sau đó liền đưa quyển truyện cổ tích cho Hồ Vĩnh Như. Hồ Vĩnh Như vui vẻ đọc hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Rất nhanh sau đó, Vương Tử Lam xoa xoa mắt, cảm thấy hơi buồn ngủ. Sao ba vẫn còn chưa đến nữa? Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Không vội mà, ba sắp đến đón em về nhà rồi. Trong đôi mắt nhìn Vương Tử Lam của Hồ Vĩnh Như tràn đầy cương triều. Nhưng sâu trong đôi mắt lại là vẻ lo lắng nồng đậm. Mặc dù cô ta và Vương Nhất là mối quan hệ thù địch, nhưng đứng ở lập trường của mình, cô ta không hy vọng Vương Nhất không xảy ra chuyện gì. Nhất định phải sống sót trở về. Cô ta cầu nguyện trong lòng. Vương Tử Lam khoác tay, không nghe chuyện cổ tích nữa đâu, trước khi đi ngủ ba không có kể chuyện cổ tích cho em nghe. Hồ Vĩnh Như tò mò hỏi, vậy bình thường ba em kể cho em nghe cái gì? Kể chuyện của ba ạ. Nhắc đến chuyện này, Vương Tử Lam lại cười tươi hơn. Ba có rất nhiều câu chuyện cũ, ba là một anh hùng vĩ đại. Lời này vừa mới nói ra, trong lòng Hồ Vĩnh Như liền nhộn nhạo, nhịn không được mà hỏi, vậy Tử Lam có còn nhớ rõ không ba của em có những trải nghiệm gì? Vương Tử Lam nghiêng đầu suy nghĩ, có cái quên mà cũng có cái nhớ. Vậy thì nói cho chị nghe những gì mà em nhớ đi. Trái tim của Hồ Vĩnh Như bỗng nhiên đập thình thịch. Vâng ạ. Vương Tử Lam lập tức nói. 3 năm trước ba đi lính đã giết rất nhiều kẻ thù trên chiến trường. Cô bé hớn hở kể, cảm giác buồn ngủ trước đó đã bay sạch sành sanh. Hồ Vĩnh Như nghiêm túc lắng nghe. Nghe một hồi, hai mắt cô ta nhìn không được mà mở to, trong lòng nhấc lên vô vàn con sóng lớn. Lúc còn đang du học ở nước ngoài thì cô ta đã biết tới truyền thuyết của người kia. Trong đầu hiện lên hết từ ngữ này đến từ ngữ khác. Tham gia quân ngũ 5 năm, chiến công vô số. Là chiến thần hộ quốc trẻ tuổi nhất kể từ khi xây dựng quốc gia đến nay. Anh đứng trên vạn người. Danh hiệu ẩn chủ. Ẩn chủ là Vương Nhất. Hồ Vĩnh Như trợn tròn mắt. Mặc dù có chút thay đổi nhỏ trong câu chuyện của Vương Tử Lam đã kể, nhưng mọi chuyện đều hoàn toàn trùng khớp với ẩn chủ biên giới phía Bắc. Nhưng câu nói tiếp theo của Vương Tử Lam đã hoàn toàn dập tắt suy đoán của Hồ Vĩnh Như. Nhưng mà những câu chuyện ba em kể, em đã từng xem trong phim tài liệu ở trường. Áp lực trên người Hồ Vĩnh Như giảm bớt, trên mặt mang theo vẻ tự diễu. Những câu chuyện này của Vương Nhất chắc chắn được xem từ những bộ phim tài liệu về ẩn chủ. Về phần Vương Tử Lam nói đây là chuyện tình cũ của ba, chắc chắn là vì Vương Nhất muốn dỗ con gái ngủ nên cố ý tạo hình tượng ẩn chủ cho mình. Dù sao thì bất cứ người ba nào cũng hy vọng hình tượng của mình sẽ vĩ đại trong lòng con cái. Cạch! Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Hồ Vĩnh Hiên mặc đồ tây. Mang giày ra bước vào, vừa định hỏi cái gì đó, bỗng nhiên lại nhìn thấy Vương Tử Lam trong ngực Hồ Vĩnh Như, hai mắt lập tức mở to. Con bé này là ai vậy? Hồ Vĩnh Như cười nói, là con gái có một đàn chị nọ, em vừa mới gặp con bé nên mang về nhà, một lát nữa đợi ba nó đến đón nó. À con gái của đàn chị em à? Hồ Vĩnh Hiên thở phào một hơi, vừa định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lại ngây ra một lúc. Ngay sau đó, sắc mặt của anh ta liền thay đổi. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hồ Vĩnh Như, con gái của đàn chị em, không phải là Lý Khinh Hồng à. Hồ Vĩnh Hiên lại nhìn Vương Tử Lam, nó là con gái của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Hồ Vĩnh Như gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì thế? Oanh! Lúc mà Hồ Vĩnh Như gật đầu, đầu óc Hồ Vĩnh Hiên như nổ tung, có một loại cảm giác muốn ngất đi. Nó là con gái của Vương Nhất. Sau khi Hồ Vĩnh Hiên nói ra câu nói này, bầu không khí vui vẻ rôm rã lập tức trở nên ngượng ngùng. Tất cả những người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, trên mặt mang theo vẻ khó tin mà xì xào bàn tán. Không thể nào,
là con gái của Vương Nhất à? Tôi nghe nói đúng là Vương Nhất có một đứa con gái, chắc là đứa nhỏ này nhỉ? Sao con gái của cậu ta lại xuất hiện ở nhà họ Hồ chúng ta vậy? Hôm nay là tiệc thọ yến của ông nội, mang xúc sinh này đến đây không phải là đang khiến cho ông nội phải khó chịu à? Xung quanh truyền đến tiếng nghị luận, tất cả mọi người đều nhìn Hồ Vĩnh Như bằng ánh mắt quái dị. Bản thân Hồ Vĩnh Như cũng bất ngờ, đôi mắt xinh đẹp trừng to nhìn chằm chằm vào Hồ Vĩnh Hiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì không biết Hồ Vĩnh Hiên đã chết bao nhiêu lần. Anh à, anh! Có làm như thế nào Hồ Vĩnh Như cũng không ngờ rằng người đâm cô ta một nhát lại là anh trai sinh đôi của cô ta. Tại sao? Hồ Vĩnh Như lấy lại tinh thần, cô ta phẫn nộ chất vấn. Hồ Vĩnh Hiên cũng nhìn Hồ Vĩnh Như, trên mặt mang theo nụ cười lạnh. Anh làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi. Chúng ta đều là người nhà họ Hồ, phải phân rõ lập trường, ai là kẻ thù, ai là người một nhà, không được đảo loạn lập trường. Hồ Vĩnh Như vô cùng phẫn nộ. Em không có đảo loạn lập trường, em và Vương Nhất vẫn là kẻ thù, nhưng mà đứa nhỏ thì vô tội. Hồ Vĩnh Hiên thở dài lắc đầu, anh nể tình hai chúng ta là anh em sinh đôi cho nên mới vạch trần em, không thể để em tiếp tục mắc sai lầm. Nhưng hình như em lại không chịu nghe lời anh, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể để ông nội quyết định. Sau đó, Hồ Vĩnh Hiên nhìn Hồ Cương, ông nội à, em cháu đã đưa con gái của Vương Nhất đến đây làm hỏng tâm trạng của ông, mong ông tha tội cho. Lúc này, sắc mặt của Hồ Cương đã đen như đáy nồi, giận dữ hét lên với Hồ Vĩnh Như, rốt cuộc thì chuyện này là sao hả? Biểu cảm hung dữ của Hồ Cương đã dọa Vương Tử Lam trong ngực. Bọn họ là ai thế, thật là đáng sợ. Cô bé ôm chặt lấy cổ Hồ Vĩnh Như. Hồ Vĩnh Như vội vàng dỗ dành, Tử Lam không sợ, có chị ở đây. Sau đó lại nhìn Hồ Cương, cũng không nói ra nguyên nhân tại sao mình lại ôm Vương Tử Lam đến đây, mà là nói. Ông nội! Cho dù con bé là con gái của Vương Nhất thì con bé cũng là vô tội, mọi người đã lớn hết rồi, chẳng lẽ không thể bỏ qua cho một đứa nhỏ được ư? Còn dám cãi lại ông nội? Hồ Minh Chính hét to một tiếng. Anh ta hận Vương Nhất đến tận xương tủy, lúc này nhìn thấy con gái Vương Nhất, hận không thể muốn giết chết cô bé. Ông nội, cháu cảm thấy em họ Vĩnh Như đưa con gái của tên phế vật ấy đến đây chính là muốn gây khó dễ cho ông, cho dù năng lực của Vĩnh Như ưu tú. Địa vị lại cao, nhưng mà cũng không nên vượt mặt ông. Có câu nói này của Hồ Minh Chính, mọi người lập tức phụ họa theo. Đúng vậy, huống hồ gì ngày hôm nay còn là tiệc mừng thọ ông, càng không nên để con nhỏ xúc sinh này làm hỏng tâm trạng. Ném nó ra ngoài đi. Ném ra ngoài. Ném ra ngoài đi. Trong lúc nhất thời, tất cả đám người nhà họ Hồ đều lớn tiếng gầm thét, ai cũng muốn đuổi Vương Tử Lam ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, cô bé bị dọa sợ không nói nổi tiếng nào. Những khách khứa đến đây tham gia tiệc mừng thọ cũng đã nghe thấy chuyện nhà tổ nhà họ Hồ bị một người trẻ tuổi tên là Vương Nhất phá dở. Bọn họ cũng hùa theo. Gia chủ Hồ, thể diện của gia tộc quan trọng hơn bất cứ thứ gì, bây giờ con của kẻ thù đang trong tay các người, ông không định làm gì à? Sắc mặt của Hồ Cương ngày càng âm trầm, trong mắt lóe ra sự lạnh lẽo. Thấy tình hình này, Hồ Vĩnh Hiên thừa cơ nói, ông nội, nghe nói là trước đó ông đã có suy nghĩ muốn chuyển vị trí gia chủ lại cho em cháu, có phải là thật như vậy không? Bây giờ lại nhắc tới chuyện này, lại càng là đổ dầu vào lửa. Hồ Cương nổi giận rồi. Đúng là lúc trước ông ta đã có suy nghĩ này. Mà suy nghĩ này còn rất mãnh liệt. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như thế, Hồ Cương đã hoàn toàn dẹp bỏ suy nghĩ này. Cho dù năng lực của Hồ Vĩnh như có ưu tú, thân phận có cao đến đâu, nhưng lại đưa con của kẻ thù đến gia tộc. Mà còn đưa đến vào ngày mừng thọ của ông ta, đây chính là đại nghịch bất đạo. Hồ Cương tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nói hưu nói vượn, ông nói như vậy khi nào hả? Hồ Cương trừng mắt nhíu mày, trên gương mặt già nua tràn đầy lửa giận, trợn nhìn Hồ Vĩnh Hiên. Hồ Vĩnh Hiên không chỉ không sợ, ngược lại trong lòng còn phấn khởi, rèn sắt khi còn nóng mà nói, nếu như em gái đã không nằm trong phạm vi được cân nhắc, vậy thì ông sẽ lựa chọn ai để kế thừa vị trí gia chủ? Làm sao Hồ Cương có thể nghe không ra ý tứ trong câu nói của Hồ Vĩnh Hiên, ông ta nheo mắt quan sát anh ta thật cẩn thận. Hồ Vĩnh Hiên và Hồ Vĩnh Như là anh em, đều du học từ nước ngoài trở về. Mặc dù năng lực của Hồ Vĩnh Hiên không xuất chúng bằng Hồ Vĩnh Như, nhưng thắng ở chỗ có dã tâm, làm việc gì cũng có mục đích mãnh liệt. Trong số những người trẻ tuổi, chỉ có anh ta là thích hợp nhất. Có vẻ như cũng không có ai có thể chọn. Hồ Cương chỉ có thể nói,
nếu như cháu đã hỏi, vậy thì ông cũng mượn cơ hội để công bố chuyện này luôn. Hồ Cương liếc nhìn toàn trường, giọng nói lanh lảnh. Tôi đã già rồi, qua bữa tiệc mừng thọ 70 tuổi ngày hôm nay tôi sẽ đến độ tuổi hưởng thọ, nhà họ Hồ vẫn chưa thành công vang dội, cần phải tìm một người thừa kế vị trí gia chủ đời tiếp theo để dẫn dắt nhà họ Hồ đi đến thắng lợi huy hoàng. Oanh! Lời này vừa mới nói ra, biểu cảm của tất cả những người có mặt ở đây đều trở nên kích động vô cùng, thậm chí gương mặt còn đỏ bừng. Ứng cử viên cho vị trí gia chủ nhà họ Hồ đời tiếp theo sắp được công bố rồi ư? Biểu cảm của Hồ Vĩnh Hiên cũng trở nên phấn khích. Rốt cuộc thì thời khắc lịch sử này cũng đã đến. Chỉ nghe thấy Hồ Cương ho một tiếng rồi chậm rãi nói, một người phù hợp với vị trí gia chủ, ngoại trừ năng lực xuất chúng thì còn phải nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tất cả người nhà họ Hồ, mỗi người một phiếu, chọn ra người mà các người cảm thấy thích hợp nhất, người này chính là gia chủ đời tiếp theo. Ánh mắt của đám người nhà họ Hồ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồ Vĩnh Hiên lại lộ ra nụ cười đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bọn người Hồ Minh Chính, Hồ Khánh Vinh, Hồ Thanh Thanh lập tức nhìn về phía Hồ Vĩnh Hiên. Cháu chọn anh họ Vĩnh Hiên. Cháu cũng chọn anh họ Vĩnh Hiên. Bọn người Hồ Minh Chính và Hồ Khánh Vinh lần lượt cho thấy mình lựa chọn Hồ Vĩnh Hiên. Rất nhanh, ngoại trừ Hồ Vĩnh Như không có ý kiến thì tất cả mọi người đều lựa chọn Hồ Vĩnh Hiên. Không một người nào lựa chọn Hồ Vĩnh Như. Nhìn thấy kết quả này, Hồ Cương liền tuyên bố quyết định sau cùng. Hồ Vĩnh Hiên sẽ là người đảm nhiệm vị trí gia chủ nhà họ Hồ đời tiếp theo. Bôm bốp, cả khoảng sân liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người ủng hộ Hồ Vĩnh Hiên vui mừng không thôi. Dường như bọn họ mới chính là gia chủ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi chuyện đang diễn ra, nếu như lúc này mà còn không hiểu có chuyện gì thì Hồ Vĩnh Như chính là kẻ ngốc. Chỉ là lúc này trong lòng cô ta lạnh buốt vô cùng, giống như trái tim bị người khác đâm mạnh một dao. Người âm thầm tập hợp tất cả người nhà họ Hồ để đối đầu với em chính là anh đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hồ Vĩnh Như nhìn Hồ Vĩnh Hiên đang tràn đầy phấn khởi, lạnh lùng hỏi. Hồ Vĩnh Như và Hồ Vĩnh Hiên là anh em sinh đôi, không có ai là đèn đã cạn dầu. Chỉ là so sánh với Hồ Vĩnh Như, hào quang của Hồ Vĩnh Hiên bị che lấp nhiều hơn. Cách đây không lâu, Hồ Vĩnh Hiên đã từng đề cập một chuyện với Hồ Vĩnh Như. Đó là trong nhà họ Hồ có người không phục thành tựu của cô ta, âm thầm tập trung tất cả những người nhà họ Hồ lại để đối đầu với cô ta, có ý đồ muốn kéo cô ta xuống nước. Hồ Vĩnh Như chẳng thèm quan tâm tới chuyện này. Thứ nhất là vì kiêu ngạo. Tính tình Hồ Vĩnh Như tự cao tự đại, ngoại trừ hai đàn chị Lý Khinh Hồng và Kim Thúy Như ra, so về âm mưu quỷ kế thì không có ai là đối thủ của cô ta. Nhưng Hồ Vĩnh Như lại không ngờ rằng anh trai mình chính là người không phục mình nhất. Cũng chính là kẻ đứng sau kêu gọi tất cả người nhà họ Hồ chống đối mình. Điều này nằm ngoài suy đoán, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng hợp tình hợp lý. Hồ Vĩnh Hiên mỉm cười với Hồ Vĩnh Như, em gái ngoan của anh, rốt cuộc em cũng đã ý thức được rồi. Nhưng mà đã trễ, ông nội đã giao vị trí gia chủ lại cho anh. Ánh mắt của Hồ Vĩnh Như dần dần lạnh xuống, không phải là em đã nói với anh ít nhất một lần à? Em sẽ không tranh giành với anh, bởi vì em không có hứng thú với vị trí gia chủ nhà họ Hồ, tại sao anh lại hãm hại em như thế? Nói xong câu nói cuối cùng, trên mặt Hồ Vĩnh Như đều là biểu cảm phẫn nộ, còn có vẻ khó tin. Đến bây giờ cô ta cũng không dám tin Hồ Vĩnh Hiên chính là người đứng sau lưng mà đâm cô ta một nhát. Đó chính là anh trai ruột cùng một mẹ với cô ta. Khác chứng tanh lòng, cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện tính toán anh mình, không ngờ lại bị anh mình tính kế trước. Bây giờ, Hồ Vĩnh Như đã hoàn toàn mất đi khí thế. Hồ Vĩnh Hiên cười lạnh, đó là do người khác cảm thấy, còn anh thì mãi mãi không cảm thấy như vậy, bởi vì người đó là em, thà rằng tin tưởng những lời hứa hẹn của chính khách chứ anh không tin vào lời đảm bảo của em. Lời nói của Hồ Vĩnh Hiên như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Hồ Vĩnh Như. Cô ta lạnh buốt cả người, thân thể run rẩy dữ dội. Anh, hận em. Hồ Vĩnh Như không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lúc này, cô ta lại nhìn thấy được sự hận thù từ trong đôi mắt lạnh lẽo của Hồ Vĩnh Hiên. Anh ta hận em gái ruột của mình. Hồ Vĩnh Như thực sự rất bất ngờ, vẻ mặt mông lung. Là hận à? Hồ Vĩnh Hiên cũng đang gặm nhắm loại cảm xúc này, sau đó nhếch miệng cười nói, vậy thì tạm thời gọi là hận đi. Em rõ ràng là em gái của anh, nhưng từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng thông minh hơn anh, em chính là mục tiêu mà anh muốn theo đuổi, vĩnh viễn luôn đi phía trước anh.
Anh đã từng nhắc đi nhắc lại với mình rất nhiều lần rằng đây chính là em gái của mày đó, nó ưu tú mày nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, nhưng mà dần dần lớn lên, anh phát hiện đây chỉ là đang tự an ủi bản thân mình mà thôi, căn bản không làm được gì. Biểu cảm của Hồ Vĩnh Hiên bỗng nhiên vặn vẹo, hung ác nhìn Hồ Vĩnh Như. Anh là một người đàn ông, còn là một người anh trai, nào có chuyện em gái lại tài giỏi hơn anh trai mình chứ? Em có biết cảm giác này không, thật sự rất mất mặt. Em là vật cản chân anh, đương nhiên anh phải tiêu diệt em. Nói đến đây, biểu cảm của Hồ Vĩnh Hiên đã trở nên bình tĩnh như thường, đồng thời còn lắc đầu với Hồ Vĩnh Như. Cho nên anh đã đề nghị chúng ta cùng nhau trở về nước, ở thành phố Uôn, nơi đó chính là nơi mà em thoải mái tung cánh, anh chỉ có thể đi theo sau lưng em, nhưng mà ở trong nước thì không giống. Trong nước chú trọng đạo lý đối nhân xử thế, về điểm này anh thành thạo hơn em nhiều, em đắc tội với nhiều người, mà anh thì kết thân với nhiều người. Em cũng không biết cách lôi kéo người khác, bởi vì em khinh thường. Nhưng cho dù một cá nhân có mạnh đến đâu đi nữa thì làm sao có thể so bì với một tập thể cơ chứ? Hồ Vĩnh Hiên chỉ vào một nhóm người trẻ tuổi, trong đó có Hồ Minh Chính, Hồ Khánh Vinh, nhìn thấy không, bọn nó đều là người ủng hộ anh và chán ghét em. Vốn dĩ anh nghĩ rằng rất khó để đối phó với em, xem ra là do anh đánh giá cao em rồi. Hồ Vĩnh Hiên khinh thường cười nói. Nếu như chỉ dựa vào những thứ này thì chưa chắc anh sẽ thắng em, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt em lại đi một bước cờ hỏng, thế mà lại ôm con gái của Vương Nhất đến đây, không phải là em đang tự tìm cái chết đó à? Nghe đến đó, Hồ Vĩnh Như hít sâu một hơi. Cô ta chấp nhận hiện thực tàn khốc. Đây mới chính là bộ mặt thật sự của anh trai mình. Ngày hôm đó, lúc Vương Nhất muốn giết anh em đã không nên cứu anh. Giọng nói của Hồ Vĩnh Như vẫn rất phẫn nộ. Hồ Vĩnh Hiên chào phúng trả lời, sai lầm lớn nhất của em đó chính là không phòng bị người thân. Em nên học hỏi đàn chị Kim Thúy Như nhiều hơn đi, chính là bởi vì cô ta không quan tâm đến thân thích, nên cô ta mới đủ mạnh. Thế nhưng cô ta cũng đã phải trả giá cho hành vi của mình, cô ta sống một cuộc sống rất cô độc. Hồ Vĩnh Như vô cảm phản bác, không có người nào hiểu chị ấy, người duy nhất hiểu chị ấy chính là kẻ thù, chị ấy là một cô gái đáng thương. Đàn chị Lý Khinh Hồng mới chính là mục tiêu mà em theo đuổi. Vậy à, nhưng mà hiện tại em đã mất hết khí thế rồi, còn ôm đứa con của kẻ thù đến tham gia tiệc mừng thọ ông nội, đúng là tự tìm đường chết. Hồ Vĩnh Hiên cười lạnh nói, sau đó lại nhìn Hồ Cương đang mang vẻ mặt âm trầm. Ông nội, cái con nhỏ xúc sinh này phải xử lý như thế nào đây, mời ông quyết định. Hồ Cương nhìn Vương Tử Lam, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Hồ Minh Chính nói thẳng, ông nội, cái tên Vương Nhất đó không chỉ làm hại nhà họ Hồ chúng ta mà còn cướp đi tập đoàn Cự Phong vốn dĩ nên thuộc về nhà họ Hồ. Bây giờ con gái của cậu ta đang ở trong tay chúng ta, nhất định không thể bỏ qua cho nó. Đúng vậy gia chủ Hồ, không bằng cứ giao xúc sinh này cho tôi xử lý đi, tôi sẽ khiến ba mẹ nó phải hối hận. Đột nhiên trong đám khách lại vang lên một tiếng nói thâm độc của người phụ nữ. Đám người nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô ta lạnh lùng như con rắn độc. Ánh mắt nhìn Vương Tử Lam đầy vẻ tàn nhẫn. Hồ Cương ngây ra một lúc, cô không phải là phó tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh à? Đúng vậy, nhờ ơn của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng mà tôi mới sa sút đến tình trạng như vậy. Nếu như có Vương Nhất ở đây thì chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì cô ta chính là Thành Trâm, là một trong ba phó tổng giám đốc tập đoàn Lệ Tinh. Có lẽ là đã nhìn ra vẻ hung ác trong mắt đối phương, Hồ Cương nhẹ gật đầu. Được. Vậy thì giao cho cô xử lý. Bỗng nhiên lại nói, nhưng ngày hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của tôi, không nên nhìn thấy máu, cô đưa cái con xúc sinh đó đi đi, đến lúc đó cô muốn làm như thế nào thì làm như thế đó, chỉ cần đừng chơi chết là được rồi. Nghe vậy, Thành Trâm vô cùng phấn khích. Cảm ơn gia chủ Hồ, chúc gia chủ Hồ thọ tỷ Nam Sơn. Nói xong, cô ta nhanh chân đi về phía Hồ Vĩnh Như đang ôm Vương Tử Lam trong ngực. Vương Tử Lam hoảng sợ dúi đầu vào ngực Hồ Vĩnh Như. Hồ Vĩnh Như cảnh giác nhìn Thành Trâm, cô muốn làm cái gì? Đưa nó cho tôi. Thành Trâm hung hãn nói, đưa tay muốn giành lấy cô bé. Nằm mơ đi. Hồ Vĩnh Như ôm chặt lấy Vương Tử Lam. Chỉ là lúc này, trong lòng cô ta dâng lên một loại cảm giác bất lực. Cô ta hối hận vì đã đưa Vương Tử Lam đến đây. Bốp! Thành Trâm lập tức tát một bàn tay vào má Hồ Vĩnh Như. Đánh bay cả mắt kính trên mặt cô ta, khóe miệng cũng bị rỉ máu. Đây chính là mệnh lệnh của gia chủ Hồ, chẳng lẽ cô muốn chống lại mệnh lệnh của ông nội cô à? Thành Trâm giận dữ nói.
Chị Hồ ơi! Vương Tử Lam khóc không thành tiếng. Vừa khóc vừa nhìn Hồ Vĩnh Như, chị Hồ ơi, chị không sao chứ? Chị không sao đâu. Hồ Vĩnh Như lau vết máu bên khóe miệng. Lau máu xong lại mỉm cười với Vương Tử Lam, yên tâm đi, có chị ở đây, chị sẽ không để cho bọn họ đưa em đi đâu. Lúc này, cô ta có cảm giác như mình được làm mẹ. Đối mặt với nhiều người như thế, Hồ Vĩnh Như tuyệt nhiên không e ngại. Có lẽ cái được gọi là tình yêu vĩ đại chính là như thế. Em gái, đừng càn quấy nữa. Hồ Vĩnh Hiên lập tức hét lớn. Mặc dù anh ta tính kế Hồ Vĩnh Như, nhưng nói thế nào thì Hồ Vĩnh Như cũng là em gái song sinh của mình, anh ta không thể trơ mắt nhìn Hồ Vĩnh Như đứng ở phe đối lập với gia tộc. Cô bé chỉ là con gái của Vương Nhất, vì một cô bé mà liều mạng như vậy, có đáng giá không? Hồ Vĩnh Hiên lạnh lùng nói, hơn nữa, đây là mệnh lệnh của ông nội, không thể làm trái. Vĩnh Như, ngay cả lời của ông mà cháu cũng không nghe sao? Hồ Cương tức giận hét lớn, mau vứt tiểu súc sinh đó đi, quay lại bên cạnh ông. Hồ Vĩnh Như lau sạch vết máu ở khóe miệng, cố chấp nghiến răng, lắc đầu nói, cháu đã đồng ý với anh ấy, phải bảo vệ tốt con gái của anh ấy, kiên trì cho đến khi anh ấy đến, cháu nói được thì phải làm được. Hồ Vĩnh Như, Hồ Vĩnh Hiên vô cùng giận dữ, trừng mắt nhìn cô ta. Hồ Minh Chính và đám người Hồ Khánh Vinh đã không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm, ông nội, nếu nó không muốn giao tiểu súc sinh kia ra thì cứ cưỡng ép tách họ ra, không phải tốt hơn sao? Nghe vậy, Hồ Cương cũng gật đầu, lập tức gọi vệ sĩ đến. Tách hai đứa nó ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, các vệ sĩ của nhà họ Hồ nhanh chóng xông vào, bao vây lấy Hồ Vĩnh Như và Vương Tử Lam. Thành Trâm lập tức lùi sang một bên để tránh làm tổn thương đến người vô tội. Ánh mắt Hồ Vĩnh Như nhìn chằm chằm Hồ Cương, ông nội, chẳng lẽ ngay cả một cô bé mà ông cũng không buông tha? Đây là khí khái và lòng dạ mà một gia chủ nên có sao? Sau này truyền đến hậu thế thì mặt mũi của ông đặt ở đâu? Còn dám uy hiếp ông? Hồ Cương tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, hét lớn một tiếng, còn không mau ra tay. Tất cả vệ sĩ đều lao về phía Hồ Vĩnh Như, chuẩn bị dùng vũ lực để tách cô ta ra khỏi Vương Tử Lam. Đừng bước lại đây. Hồ Vĩnh Như đột nhiên hét lên, không biết từ đâu lấy ra một cây kéo, mạnh mẽ kề sát vào chiếc cổ thon dài của mình. Bởi vì quá kích động, những đường gân xanh chậm rãi nổi rõ trên cổ, giống như những con rắn nhỏ không ngừng ngọ nguậy, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bị cây kéo cắt đứt. Hồ Vĩnh Hiên giống lên một tiếng, tất cả đứng lại. Các vệ sĩ của nhà họ Hồ cũng vô cùng sợ hãi. Không ai dám tiến thêm bước nữa. Sắc mặt Hồ Cương tối sầm lại, trầm giọng hỏi. Vĩnh Như, vì tiểu súc sinh này mà cháu bằng lòng hy sinh cả tính mạng của mình sao? Hồ Vĩnh Như một tay ôm Vương Tử Lam, một tay cầm cây kéo kề sát vào cổ, không ngừng lùi về sau, hét lớn, đừng ép buộc cháu. Cháu chỉ muốn rời khỏi đây. Ông nội, nếu như ông lại gọi người tiến tới nữa thì cháu sẽ chết trước mặt ông. Cháu là hội viên của Thương hội Giang Bình, còn được đích thân hội trưởng nhậm mời. Nếu bức tử cháu thì nhà họ Hồ cũng sẽ không thể tồn tại. Ông xác định phải làm vậy sao? Lúc này, Hồ Vĩnh Như còn có thể giữ đầu óc tỉnh táo, dùng tính mạng của bản thân như một quân bài để mặc cả, quả thực dũng khí rất đáng khâm phục. Lúc này, Hồ Cương có hơi do dự, nhìn chằm chằm Hồ Vĩnh Như, khuôn mặt tái mét. Mặc dù nhà họ Hồ là một trong ba gia tộc hùng mạnh nhất, nhưng nếu so sánh với Thương hội Giang Bình thì chỉ là hạt muối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Nếu một hội viên trung cấp qua đời thì tổn thất thật sự rất lớn. Một khi Nhậm Gia Luân nổi giận, niêm phong kiểm tra tất cả công ty dưới trướng của nhà họ Hồ thì bọn họ xem như xong đời. Giọng điệu của Hồ Cương có chút hòa hoãn, Vĩnh Như, cháu đừng kích động, bỏ cây kéo xuống trước đã, có chuyện thì cứ từ từ nói thôi. Ông thả chúng cháu trước đi. Thái độ của Hồ Vĩnh Như rất cứng rắn. Nhưng Hồ Vĩnh Hiên đột nhiên tiến lên một bước, mỉm cười nhìn cô ta. Em gái! Em thật sự cho rằng chỉ cần uy hiếp tính mạng của bản thân thì có thể bảo toàn được mạng sống của hai người sao? Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Hồ Vĩnh Hiên chậm rãi đi về phía Hồ Vĩnh Như. Nếu như muốn tự sát thì cứ làm đi, nhưng con gái của Vương Nhất chắc chắn sẽ rất thảm hại. Em có biết cô bé sẽ đón nhận kết cục gì không? Nó không chỉ bị đánh đập dã man mà chúng ta còn sẽ liên hệ với những tên buôn người, lừa bán nó đi. Có thể lần sau gặp lại. Cô bé sẽ trở thành một tên ăn xin cụt tay cụt chân trên đường phố. Mỗi một câu nói của Hồ Vĩnh Hiên vang lên, Hồ Vĩnh Như đều run rẩy. Vương Tử Lam nằm trong lòng càng khóc dữ dội hơn. Em không muốn bị bán,
em không muốn làm ăn xin, em muốn ba, em muốn mẹ. Hồ Vĩnh Hiên bật cười ha hả nói, thế nào, em còn muốn tự sát không? Đừng nói nữa, anh im miệng đi. Sắc mặt Hồ Vĩnh như tái nhợt, đánh rơi cây kéo trong tay nghe loảng xoảng, ôm chặt Vương Tử Lam vào lòng. Không sao hết, Tử Lam, ba em sẽ lập tức đến đây đón em. Chỉ có thể nói một câu như vậy, Hồ Vĩnh như cũng không thể nói thêm được nữa. Cô ta chỉ là một cô gái bình thường, hiện tại lại đứng ở phe đối lập với nhà họ Hồ, cô ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Vào khoảnh khắc Hồ Vĩnh như vứt bỏ cây kéo, nụ cười trên mặt Hồ Vĩnh Hiên lập tức biến mất, anh ta phất tay ra hiệu. Ra tay. Ngay sau đó, tất cả vệ sĩ đồng loạt xông đến, tách Vương Tử Lam và Hồ Vĩnh như ra. Vương Tử Lam nhất thời bật khóc lớn. Đừng, Tử Lam, các người mau dừng tay. Hồ Vĩnh như dường như cũng phát điên, tức giận lao về phía Vương Tử Lam. Chẳng qua vệ sĩ của nhà họ Hồ đã nắm chặt hai tay của cô ta, hơn nữa còn dùng phương thức nhục nhã đè Hồ Vĩnh như xuống đất. Chị, những tên xấu xa này, không được bắt nạt chị. Vương Tử Lam khóc lớn. Vệ sĩ giao Vương Tử Lam cho Thành Trâm. Lúc Thành Trâm nhận người, cô ta lập tức nhéo mạnh vào mặt Vương Tử Lam khiến cô bé hét lớn vì đau đớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Vĩnh như đang bị ấn đầu xuống đất cũng phải chảy nước mắt. Cô ta nhìn về phía Hồ Vĩnh Hiên, anh, em cầu xin anh thả con bé ra đi, con bé vẫn còn là một đứa nhỏ thôi. Hồ Vĩnh Hiên không giao rộng, phất phất tay, dẫn cô chủ xuống nghỉ ngơi. Vâng. Hồ Vĩnh như vùng vẫy kịch liệt, nhưng vẫn không ngăn được thảm kịch xảy ra. Đến cuối cùng, đôi mắt của cô ta đỏ rực lên, cô ta hét lớn với Hồ Cương và đám người Hồ Vĩnh Hiên đang đứng ở xa. Ba của cô bé là ẩn chủ Bắc Cảnh, bảo vệ đại hạ. Nếu như các người đối xử với con gái của anh ấy như vậy thì anh ấy nhất định sẽ không buông tha cho các người đâu. Tiếng hét nhỏ dần, Hồ Vĩnh Hiên không thèm để ý, lại nhìn về phía Thành Trâm, buổi tiệc thọ của ông nội sắp được tổ chức rồi, cô mau chóng mang tiểu súc sinh này tới nhốt trong phòng tối ở tầng hầm đi. Vâng, cậu Hồ. Thành Trâm ôm Vương Tử Lam đi về phía căn hầm của tổ trạch nhà họ Hồ. Vương Tử Lam khóc rất nhiều. Tôi không muốn đến phòng tối, tôi xin lỗi, hãy tha cho tôi đi. Thành Trâm tát mạnh vào mặt Vương Tử Lam lập tức thành thật. Trong lòng Thành Trâm dâng lên một cảm giác sảng khoái vì đã báo được thù, lạnh lùng cười nói, mày không sai, muốn trách thì trách ba mẹ của mày đi, nợ của bọn họ sẽ do mày trả. Ba ơi! Vương Tử Lam kêu lên một tiếng nức nở, sau đó bị Thành Trâm mang đến tầng hầm. Trong đại viện nhà họ Hồ, bữa tiệc linh đình, một mảnh cát tường. Ở bên kia, xe của Vương Nhất đã đến ngoại thành. Anh cũng không biết hiện tại nhà họ Hồ đang ở đâu, chỉ có thể gọi điện cho Hồ Vĩnh Như. Nhưng không ai bắt máy. Vương Nhất không hề hay biết, lúc này Hồ Vĩnh Như đã bị nhà họ Hồ khống chế, không chỉ bị nhốt trong phòng, bị người thân giam cầm, mà ngay cả điện thoại di động và các thiết bị liên lạc khác cũng đã bị tịch thu. Vương Nhất liên tục gọi điện mấy lần cũng không có người bắt máy, cuối cùng dứt khoát tắt máy. Anh lập tức biết đã xảy ra chuyện không ổn. Do dự một lúc, Vương Nhất bấm số gọi cho Hồ Hoàng Việt. Bíp bíp bíp. Điện thoại vang lên mấy tiếng, sau đó nhanh chóng được Hồ Hoàng Việt bắt máy. Ngài Vương, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Hồ Hoàng Việt trầm thấp, có thể nhận ra tâm trạng của ông ta không tốt lắm. Vương Nhất dò hỏi, bây giờ ông đang ở đâu? Hồ Hoàng Việt đáp, bây giờ tôi còn đang ở tập đoàn Cự Phong, sắp tan tầm rồi. Vương Nhất trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, hôm nay tâm trạng của ông không được tốt lắm. Hồ Hoàng Việt cũng không giấu giếm điều gì, thành thật nói hôm nay là đại thọ 70 tuổi của Hồ Cương. Nghe vậy, ánh mắt của Vương Nhất lộ vẻ kinh ngạc, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của Hồ Cương. Phải. Hồ Hoàng Việt nói, không chỉ tất cả mọi người trong nhà họ Hồ đều phải có mặt, mà những nhân vật nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp ở Giang Thành cũng sẽ đến dự. Giọng nói của Hồ Hoàng Việt trầm thấp, mang theo chút phiền muộn, dường như đang có tâm sự. Vương Nhất đương nhiên biết vì sao Hồ Hoàng Việt lại sầu não như vậy. Nhà họ Hồ chính là một gia tộc được tôn trọng vì sự cường giả, không có chút tình cảm gia đình hay tình người nào tồn tại trong đó. Nhà họ Hồ đã hại vợ con ông ta ly tán, thậm chí còn vứt bỏ ông ta, phải nói trong lòng ông ta không thể nào không oán hận họ. Nhưng tất cả oán hận đều đã tan thành mây khói vì lần quỳ gối trước của Hồ Cương. Suy cho cùng thì Hồ Cương cũng là ba của Hồ Hoàng Việt. Đại thọ 70 tuổi của cha già, ông ta là con trai nhưng không thể đi,
có thể tưởng tượng được trong lòng ông ta rối rắm như thế nào. Nhưng vào giờ phút này, Vương Nhất không có thời gian quan tâm đến tâm trạng của Hồ Hoàng Việt, anh trực tiếp hỏi, nếu tất cả các thành viên của nhà họ Hồ đều có mặt thì Hồ Vĩnh Như cũng sẽ tham dự, đúng không? Đương nhiên. Hồ Hoàng Việt gật đầu một cái, đột nhiên như nhớ ra điều gì, giọng nói của ông ta trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngài Vương, có phải Hồ Vĩnh Như đã chọc giận ngài không? Không có, tôi chỉ nhờ cô ấy chăm sóc Tử Lam, nhưng tôi lại không thể liên lạc được với cô ấy. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt của Hồ Hoàng Việt cũng thay đổi rõ rệt, ngài nghi ngờ con gái mình đang ở nhà họ Hồ. Không sai, địa chỉ hiện tại của tổ trạch nhà họ Hồ ở đâu? Vương Nhất hỏi. Hồ Hoàng Việt lập tức nói địa chỉ, Vương Nhất nhanh chóng đạp chân ga chạy như bay. Vừa lái xe vừa nói với Hồ Hoàng Việt, tôi biết trong lòng ông nghĩ gì, muốn trở về nhà họ Hồ một chuyến thì dẫn theo con gái của ông đi cùng. Hồ Hoàng Việt nhếch môi cười, vẫn là ngài Vương hiểu tôi. Trước đó, ông ta còn đang do dự, đại thọ 70 tuổi của Hồ Cương, ông ta có nên dẫn Tô Thắm cùng về không? Có lời nói này của ngài Vương, trong lòng ông ta lập tức đã có câu trả lời. Cho dù là vì con gái mình hay vì ngài Vương thì ông ta cũng nên đi một chuyến đến đó. Vì bản thân mình nhiều hơn. Lát nữa lại đây một chuyến, đừng quên quà mừng thọ, nhất định phải vừa dày vừa nặng. Giọng nói của Vương Nhất cực kỳ lạnh lùng. Nếu như lão già Hồ Cương kia đã tự mình tìm đường chết thì tôi sẽ thành toàn cho ông ta. Vâng, ngài Vương. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Vương Nhất trở nên lạnh lùng. Điện thoại của Hồ Vĩnh Như đổ chuông nhưng không ai trả lời, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Hồ Vĩnh Như không thể tự mình ra tay với Tử Lam được. Vậy thì chỉ còn lại mấy người trong nhà họ Hồ kia. Anh gọi Lãnh Nhan tới. Cùng lúc đó, ở đại viện nhà họ Hồ, những nhân vật nổi tiếng từ mọi tầng lớp ở Giang Thành đều lần lượt chúc mừng Hồ Cương. Hồ Vĩnh Hiên cũng giống như mặt trăng được các vì sao bao lấy, được rất nhiều người trẻ tuổi của nhà họ Hồ vây quanh. Vẫn là anh họ Vĩnh Hiên lợi hại, sử dụng chút mẹo nhỏ đã có thể khống chế người phụ nữ Hồ Vĩnh như kia. Vĩnh Hiên mới là người thừa kế chính thống nhất của nhà họ Hồ, ả phụ nữ đầu hàng kẻ địch kia làm sao xứng đáng chứ? Tất cả mọi người đều a dua nịnh nọt, cố gắng lấy lòng Hồ Vĩnh Hiên. Thậm chí có không ít người bắt đầu khoe khoang con gái của mình, rất nhiều phụ nữ với dung mạo xinh đẹp quyến rũ nhìn về phía Hồ Vĩnh Hiên, ánh mắt dịu dàng như có thể nhỏ ra nước. Dù sao Hồ Vĩnh Hiên cũng là gia chủ tương lai của nhà họ Hồ, được gia chủ tương lai nhà họ Hồ để ý cũng đủ mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc mình. Bản thân Hồ Vĩnh Hiên cũng có chút lâng lâng. Dầm. Tuy nhiên ngay sau đó, cánh cổng đại viện đang đóng chặt của nhà họ Hồ bị hất tung lên không trung. Một chiếc xe jeep màu xanh quân đội bọc sắt đâm thẳng vào rồi ngừng lại trong sân đậu, mấy chiếc xe hơi sang trọng đều bị cán nát như tờ giấy. Ma Tha mới mua của tôi. Chiếc xe jeep kia ở đâu tới vậy? Tất cả mọi người đều tức giận hét lớn. Ngay cả Hồ Cương và Hồ Vĩnh Hiên cũng rất tức giận. Vừa định lên tiếng mắng chửi thì nhìn thấy bảng số xe, toàn bộ hiện trường nhất thời yên tĩnh. Giang Chiến 00001. Đây chính là bảng số xe vô cùng hiếm hoi. Biển số xe đặc biệt của chiến vực Giang Thành. Hơn nữa nhìn những con số ở mặt sau, chỉ có người có giữ chức vụ cao trong chiến vực Giang Thành mới xứng đáng với biển số vô giá như vậy. Đây là lão đại nào trong chiến vực đây? Những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp ở Giang Thành đều trợn tròn mắt, há hốc miệng. Một số người kính nể nhìn về phía Hồ Cương. Không hổ là gia chủ của nhà họ Hồ, ngay cả nhân vật lớn của chiến vực cũng có thể mời tới, thật có thể diện. Nhưng sắc mặt của Hồ Cương lại thẫn thờ, thậm chí đầu óc còn hơi choáng váng. Tôi không mời người của chiến vực. Lần trước, suýt chút nữa đã bị thủ lĩnh Tiêu Hồng Cương của chiến vực Giang Thành buộc tội phản quốc, nhà họ Hồ của ông ta nhìn thấy người của chiến vực giống như chuột thấy mèo, làm sao dám mở tiệc mời người của chiến vực đến dự chứ? Không phải gia chủ nhà họ Hồ mời thì chiếc xe kia tới đây làm gì? Mọi người đều cảm thấy bối rối. Lạch cạch. Đúng lúc này, cửa xe jeep mở ra. Một đôi chân thon dài xinh đẹp trong bộ đồ bó sát màu đen bước ra. Đôi mắt của những người đàn ông có mặt tại đây đều nhìn thẳng. Trong chiến vực Giang Thành còn có phụ nữ sao? Nhưng chờ khi người nọ hoàn toàn bước ra thì hầu hết những đàn ông có mặt đều như phát điên. Lãnh Nhan mặc một chiếc áo da màu đen bó sát càng làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo nhất. Gương mặt trái xoan cũng thỏa mãn tất cả ảo tưởng của đám đàn ông. Một người phụ nữ như vậy thật sự chính là cực phẩm.
nhưng sắc mặt của các thành viên trong nhà họ Hồ đều thay đổi kịch liệt. Là cô ta. Ngay cả Hồ Cương, Hồ Vĩnh Hiên cũng bị dọa sợ hết hồn. Bọn họ nhận ra Lãnh Nhan, nhưng những người nổi tiếng ở Giang Thành có mặt tại đây lại không biết cô ta. Bọn họ còn tưởng rằng Lãnh Nhan đang chơi cosplay. Có người lập tức bước đến với khuôn mặt tươi cười. Người đẹp, ăn mặc gợi cảm như vậy sao? Người đàn ông kia theo bản năng ôm lấy bả vai của Lãnh Nhan. Cảm giác mềm mại của chiếc áo da càng khiến anh ta yêu thích không nỡ buông tay, cũng càng thích Lãnh Nhan hơn. Trái tim của tất cả thành viên trong nhà họ Hồ đều sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Trong lúc nhất thời, không người nào lên tiếng nhắc nhở về tính nguy hiểm của Lãnh Nhan. Ngoài dự đoán, Lãnh Nhan lại không lập tức ra tay. Cô ta ngước mắt lên, đôi mắt ngấn máu tươi thản nhiên liếc nhìn đối phương. Người đàn ông kia ngây người nhìn. 3 giây sau, nụ cười trên mặt anh ta càng sâu hơn. Còn đeo cả kính áp tròng huyết sắc, cũng biết chơi lắm đấy. Người đàn ông vươn tay ra chạm vào má của Lãnh Nhan. Lãnh Nhan cũng chỉ khẽ cười, ngăn cản anh ta, tôi khuyên anh không nên làm như vậy, trừ phi anh không cần tay của mình nữa. Người đàn ông hơi sững người, ngọn lửa tà ác trong lòng càng khó kiềm chế được. Đủ mạnh, tôi thích. Bàn tay của người đàn ông vươn tới gò má của Lãnh Nhan. Ngay khi anh ta định chạm vào thì Lãnh Nhan đột nhiên nắm chặt cổ tay anh ta. Cùng lúc đó, tay còn lại nắm chặt cánh tay của anh ta, lập tức dùng lực. Răng rắc, toàn bộ cánh tay của người đàn ông bị Lãnh Nhan bẻ gãy ngay tại chỗ. A! À, tiếng hét chói tai thảm thiết như mổ heo vang vọng giữa bầu trời đêm đen tối. Toàn bộ đại viện nhà họ Hồ vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cánh tay của người đàn ông vừa tán tỉnh Lãnh Nhan đã bị gãy hết xương, thậm chí cánh tay còn bị uốn cong thành một hình vòng cung vô cùng méo mó. Ngay cả một số người vây xem cũng không nhìn được há hốc mồm, như thể cánh tay của họ cũng bị bẻ gãy như vậy. Cùng lúc đó, ánh mắt những người có mặt tại đây nhìn Lãnh Nhan đều trở nên cực kỳ kinh sợ. Hiển nhiên, người phụ nữ này không phải đang chơi cosplay, cô ta thật sự giết người không gớm tay. Cô ta thật sự là người của chiến vực sao? Người của chiến vực sẽ không xuống tay tàn nhẫn như vậy chứ? Thân thủ của cô ta còn mạnh hơn nhiều so với một số cao thủ trong chiến vực. Cô ta đến nhà họ Hồ chắc hẳn để gây rối rồi. Trong đầu nghĩ đến hai câu này, những vị khách có mặt nhát gan sợ phiền phức không dám nán lại lâu. Dù sao người đến cũng là người của chiến vực. Không thể trêu chọc. Hồ gia chủ, nếu đã gửi quà mừng thọ, rượu chúc thọ cũng uống xong rồi thì chúng tôi cũng nên xin phép từ biệt. Tôi cũng vậy, ông Hồ, ngài chậm rãi uống. Một số nhân vật có tiếng tăm đều lần lượt cáo từ. Lúc rời đi, bọn họ còn đi vòng qua Lãnh Nhan, rất sợ Lãnh Nhan sẽ đột nhiên ra tay với bọn họ. Chẳng mấy chốc, đại viện nhà họ Hồ đã vắng vẻ hơn, trừ một số người của nhà họ Hồ thì chỉ có một ít khách khứa ở lại xem náo nhiệt. Mặc dù Lãnh Nhan đã thể hiện ra thực lực cường đại của mình, nhưng bọn họ vẫn không tin Lãnh Nhan có thể bình an vô sự mà rút lui khỏi đây. Dù sao nhà họ Hồ cũng là một gia đình giàu có ở Giang Thành. Hơn nữa, hai gia tộc lớn như nhà họ Hạ và nhà họ Lục còn chưa đến. Cập nhật chuyện nhanh tại Trơm.vn, Việt Nam. Mà mọi người trong nhà họ Hồ lúc này cũng đã kịp thời phản ứng lại, căm giận trừng mắt nhìn Lãnh Nhan. Cô thật sự to gan lắm, chỉ là một vệ sĩ tầm thường mà cũng dám tới nhà họ Hồ của tôi gây chuyện. Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của ông nội tôi, không nên thấy máu tanh, nếu như không đưa ra một lời giải thích hợp lý thì cô đừng hòng rời khỏi đây. Hồ Vĩnh Hiên cũng tức giận gầm lên. Ông nội vừa mới giao lại vị trí gia chủ đời sau cho anh ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Lãnh Nhan thản nhiên liếc nhìn đối phương. Bị đôi mắt đỏ rực của Lãnh Nhan nhìn chằm chằm, Hồ Vĩnh Hiên thật sự có cảm giác như bị dã thú hung tàn nhìn thẳng. Giải thích, được, tôi cho anh. Lãnh Nhan lạnh lùng bật cười, bóng dáng của cô ta lập tức biến mất ngay tại chỗ. Dưới ánh mắt hoảng sợ của nhiều người, cô ta xuất hiện trước mặt Hồ Vĩnh Hiên như một bóng ma. Sắc mặt Hồ Vĩnh Hiên đại biến, người đâu, mau bảo vệ tôi. Nhưng mà đã quá muộn. Lãnh Nhan đã tát một cái thật mạnh vào mặt Hồ Vĩnh Hiên, trực tiếp đánh bay anh ta, máu thịt văng khắp nơi. Lời giải thích này đã đủ chưa? Không đủ thì còn nữa. Lãnh Nhan thản nhiên cầm tờ khăn lau trắng trên bàn của tân khách lên, ung dung lau chùi vết máu trên tay. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều chết lặng, như thể bọn họ đã mất khả năng nói chuyện. Hồ Vĩnh Hiên chân trước vừa nhậm chức gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Hồ,
chân sau đã bị Lãnh Nhan đánh như một con chó chết. Khuôn mặt già nua của Hồ Cương tràn đầy tức giận. Con đàn bà thối kia, hôm nay là đại thọ 70 tuổi của tôi nhưng cô lại tới đây gây chuyện, bây giờ mặc kệ có ai tới ứng cứu, cô cũng không thể rời đi. Đi, lão già kia, ông quá đề cao bản thân rồi. Lãnh Nhan liên tục cười lạnh, hôm nay ông cũng đừng hòng trải qua được buổi thọ yến này, không bằng tổ chức tang yến đi. Bùm! Ngay khi lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chết lặng ngay tại chỗ. Vào giờ khắc này, cuối cùng bọn họ cũng biết Lãnh Nhan lái chiếc jeep của chiến vực đến để làm gì. Chính là tới giết chết Hồ gia chủ. Ngay sau đó, Lãnh Nhan lại nhìn về phía chiếc xe jeep chiến vực kia và cất cao giọng nói. Thiếu chủ, không thấy tung tích của Tử Lam đâu cả, chúng ta có nên dùng chút thủ đoạn phi thường không? Sau đó, tất cả mọi người đều thấy một dáng người mơ hồ ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe jeep. Anh vẫn bình tĩnh thản nhiên khoát tay, rõ ràng ngầm đồng ý. Những người có mặt tại đây đều trợn mắt há hốc mồm. Một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy mà chỉ là một vệ sĩ thôi, vậy thì người mà cô ta gọi là thiếu chủ còn có thực lực mạnh mẽ đến thế nào? Mọi người trong nhà họ Hồ run bần bật. Người có thể khiến Lãnh Nhan cung kính gọi một tiếng thiếu chủ chỉ có duy nhất một người. Cha của Vương Tử Lam. Vương Nhất. Anh đến tìm con gái mình. Bùm. Một khắc sau, đôi mắt Lãnh Nhan trở nên lạnh lùng, trực tiếp lao thẳng đến trước mặt Hồ Cương, nắm chặt cổ họng ông ta, nâng toàn bộ lên. Nói, các người đã giấu con gái của thiếu chủ ở đâu? Nếu không nói thì đêm nay tôi cũng không ngại giết sạch cả nhà họ Hồ đâu. Giọng nói của Lãnh Nhan lạnh thấu xương, tràn ngập sát khí, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. Cô, buông ra, buông tay. Hồ Cương bị Lãnh Nhan bóp cổ giống như chó chết, cả người gần như không thể hô hấp được. Hai chân quẫy đạp loạn xạ, giống như người chết đuối mắc kẹt trong bùn lầy. Buông ông nội ra. Nơi này là nhà họ Hồ, cô dám động thủ với gia chủ sao, quả thực chán sống rồi. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong nhà họ Hồ đều vô cùng hoảng sợ. Nhưng bọn họ vẫn nôn nóng gào lên, cố gắng dùng sức ảnh hưởng của gia tộc để đe dọa đối phương. Trên mặt Lãnh Nhan cũng lộ ra sát khí, xem ra các người rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Nếu đã muốn chết thì để tôi thành toàn. Ngay sau đó, Lãnh Nhan dùng sức ném mạnh Hồ Cương ra khỏi tay mình. Cơ thể của Hồ Cương lập tức đập vào vách tường như con diều bị đứt dây. Trang phục tượng trưng cho đồ thọ trên người cũng bị máu tươi đỏ thấm nhuộm dần. Ông nội! Tức khắc, tất cả mọi người đều chạy đến bên cạnh Hồ Cương, đỡ ông ta đứng dậy. Ngay cả Hồ Vĩnh Hiên cũng cực kỳ phẫn nộ nhìn Lãnh Nhan, cô thật là độc ác, ngay cả ông lão cũng ra tay. Lãnh Nhan càng cười lạnh lùng hơn, Tử Lam cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi mà các người lại nỡ xuống tay, tại sao tôi không thể động thủ được chứ? Cô! Hồ Vĩnh Hiên nghẹn họng không đáp trả được. Đột nhiên anh ta cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm với Vương Tử Lam trước đây. Nhưng tại thời điểm này, hoàn toàn không được thừa nhận. Anh ta tức giận chất vấn, cô có chứng cứ gì chứng minh rằng nhà họ Hồ đã bắt cóc con gái của Vương Nhất? Không có chứng cứ. Lãnh Nhan nghiêm mặt nói. Hồ Vĩnh Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của Lãnh Nhan đã khiến anh ta trực tiếp rơi vào tuyệt vọng. Thiếu chủ từng nói, chuyện liên quan đến con gái ngài ấy, thà giết lầm ngàn người cũng không thể bỏ sót bất cứ ai. Toàn bộ hiện trường không ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều câm như hến, trở nên chột dạ. Đây chính là muốn đại khai sát giới rồi. Nếu không tìm được con gái của Vương Nhất trở về, cho dù Giang Thành có trở thành một tòa thành chết thì anh cũng sẽ không chút tiếc nuối. Nếu như Vương Nhất thật sự hiểu lầm thì coi như không có gì, nhưng anh nhất định không tìm lầm, đứa nhỏ kia đang ở ngay tại nhà họ Hồ. Đúng là tìm đường chết mà. Còn không mau đề cao cảnh giác, gọi tất cả vệ sĩ tập hợp, mang theo súng ống. Hồ Vĩnh Hiên tức giận quát lớn, nhanh chóng gọi vệ sĩ đến đây. Ngay lập tức, Lãnh Nhan và chiếc xe jeep kia đều bị bao vây. Hồ Vĩnh Hiên nhìn Lãnh Nhan nói, cho dù cô rất mạnh, nhưng cô chỉ có một người, tuyệt đối không thể thắng nổi nhiều tinh anh như vậy của nhà họ Hồ chúng tôi, huống hồ chúng tôi còn có súng. Đối với những vệ sĩ của nhà họ Hồ này, Lãnh Nhan căn bản không thèm đếm xỉa, thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn họ. Cô ta đi thẳng đến chiếc xe jeep kia. Thiếu chủ, ngài ngồi một lát, tôi đi giải quyết bọn họ. Cửa kính xe được kéo xuống, để lộ sườn mặt sắc bén như dao của một người đàn ông. Thật sự là Vương Nhất. Giải quyết trong vòng một phút, tôi không có nhiều thời gian như vậy.
Vương Nhất thản nhiên dặn dò một câu. Nói xong, anh kéo cửa kính lên, hoàn toàn không có ý định bước xuống xe. Không những thế, anh còn nhắm hai mắt dưỡng thần. Như thể anh đã sớm biết trước được kết quả. Tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Nhất điên rồi. Bọn họ đều biết chuyện Vương Nhất phá hủy tổ trạch nhà họ Hồ. Nhưng sự việc này cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhà họ Hồ, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê cao thủ và vệ sĩ chất lượng. Hiện tại, mỗi vệ sĩ có mặt tại đây đều rất mạnh mẽ, dáng người cường tráng, sức lực rất mạnh. Nếu muốn giải quyết trong vòng một phút là chuyện không thể nào. Chưa kể thủ lĩnh của bọn họ còn là một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng. Anh ta nói bằng chút tiếng Trung sứt sẹo của mình, chủ nhân của cô chỉ là một bệnh phu, chỉ biết trốn trong xe, để một mình cô xung trận chiến đấu. Những người khác cũng cảm thấy như vậy. Tin đồn về việc Vương Nhất hùng mạnh thế nào cuối cùng hóa ra cũng chỉ là tin đồn. Hiện tại, bọn họ đã nhìn thấy người, nhưng anh lại làm một con rùa rụt cổ, chỉ biết trốn trong xe để cho nữ vệ sĩ một mình xông pha ra trận. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ liệu lần trước có phải Lãnh Nhan đã phá hủy tổ trạch nhà họ Hồ hay không. Nhưng sau đó lại đặt hết công lao lên người Vương Nhất. Dù sao thì tất cả mọi người trong nhà họ Hồ khi nhìn thấy Lãnh Nhan cũng giống như chuột thấy mèo vậy. Lãnh Nhan không tức giận, chỉ liếc nhìn tên thủ lĩnh người nước ngoài và nói, đám binh tôm tướng cá các người thì cần gì đích thân thiếu chủ phải ra tay. Làm như vậy chỉ bẩn tay của ngài ấy thôi. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Các thành viên trong gia tộc họ Hồ thậm chí còn tức điên hơn. Hồ Vĩnh Hiên giận dữ bật cười, khẩu khí cũng lớn lắm, cô có biết Hanh là ai không? Anh ta là cựu đội trưởng của Thủy quân lục chiến đế quốc Anh. Còn cô có danh hiệu gì? Lãnh Nhan không nhịn được bật cười, cũng không có chút hứng thú nói chuyện. Hanh nói với Lãnh Nhan, xuất phát là một quý ông của giới quý tộc Anh, tôi không đánh phụ nữ, vậy để người của tôi thao luyện. Chơi đùa với cô chút đi. Anh ta cực kỳ xem thường Lãnh Nhan. Bởi vì Lãnh Nhan là phụ nữ. Vốn dĩ không cần anh ta ra tay thì cũng sẽ bị đánh bại thôi. Đương nhiên, anh ta càng xem thường Vương Nhất. Ngoài trừ Hanh, tất cả vệ sĩ của nhà họ Hồ đều đồng loạt xông về phía Lãnh Nhan. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Lãnh Nhan hiện lên một nụ cười khát máu. Cũng may nơi này không phải chiến trường, nếu không các người đã sớm mất mạng rồi. Vừa dứt lời, Lãnh Nhan lao về phía đám đông như hổ dữ xông vào bầy cừu. Tàn sát. Đơn phương tàn sát. Bọn họ thậm chí không có cơ hội nổ súng. Lãnh Nhan lập tức hạ gục tất cả vệ sĩ của nhà họ Hồ. Chỉ còn lại duy nhất Hanh. Hanh trợn mắt há hốc mồm, nhìn Lãnh Nhan như thể nhìn thấy quỷ. Ngay cả một số huấn luyện viên cũng không có loại sức mạnh này. Đúng lúc này, cửa kính sau của chiếc xe Jeep hạ xuống. Vương Nhất thò đầu ra. Gật đầu với Lãnh Nhan. Không tồi, 57 giây, có tiến bộ. Lãnh Nhan lập tức kích động, đỏ bừng mặt, cảm ơn thiếu chủ. Đột nhiên, Vương Nhất lại nhìn về phía Hanh và khẽ nhíu mày, tại sao vẫn còn một người? Lãnh Nhan đang muốn giải thích thì Vương Nhất đột nhiên liếc nhẹ Hanh. Chỉ một cái liếc mắt thản nhiên này đã khiến trái tim Hanh chịu một cú đả kích vô cùng mạnh. Anh ta. Hanh nhìn chằm chằm sườn mặt của Vương Nhất. Như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, cả người đột nhiên run bần bật. Là ẩn. Đôi môi của Hanh mím chặt lại, từng mảng mồ hôi lạnh chảy dài từ trên trán xuống. Anh ta rất muốn nói hoàn chỉnh một câu, nhưng nỗi sợ hãi mãnh liệt kia thật sự khiến ngay cả việc nói chuyện cũng trở nên xa xỉ đối với anh ta. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên nhìn Hanh. Làm sao thế, tại sao vừa nhìn thấy Vương Nhất thì lại giống như nhìn thấy quỷ dữ vậy? Bọn họ vĩnh viễn không bao giờ biết được Hanh là cựu đội trưởng của Thủy quân lục chiến đế quốc Anh. Mấy năm trước, một cuộc chiến quy mô nhỏ đã bùng nổ. Người đối đầu với bọn họ chính là chiến đội Long Tức của nước Hát. Và thủ lĩnh dẫn dắt đám người kia chính là ẩn chủ Trấn Bắc của Bắc Cảnh. Trong trận chiến ấy, toàn quân của Hanh đã bị tiêu diệt, chỉ còn mỗi mình anh ta sống sót. Trong khi bên phía Bắc Cảnh lại không có bất cứ thương vong nào. Trận chiến đó vĩnh viễn trở thành ác mộng của Hanh. Lúc ở trên chiến trường, anh ta đã từng liếc nhìn từ xa và thấy được sườn mặt của Trấn Bắc ẩn chủ. Giống hệt với người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe Jeep kia. Anh chính là ẩn chủ. Hanh gần như sắp không thể thở nổi. Đặc biệt là khi Vương Nhất liếc mắt nhìn mình, trái tim anh ta suýt chút nữa đã ngừng đập. Thình thịch, một cựu đội trưởng của Thủy quân lục chiến Anh như Hanh vừa bị Vương Nhất liếc nhìn một cái đã sợ đến mức choáng váng.
Một màn này đã gây sốc nặng tới tất cả mọi người. Đám người thuộc dòng chính của nhà họ Hồ như Hồ Cương, Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Minh Chính đều ngơ ra luôn. Trong mắt của mỗi người đều ánh lên sự kinh sợ, còn có người bị dọa cầm không nổi đôi đũa trong tay, rơi cạch một tiếng xuống đất. Từ sau chuyện nhà tổ của nhà họ Hồ bị đập phá diễn ra vào lần trước, nhà họ Hồ trở nên coi trọng lực lượng cảnh vệ của nhà mình. Bảo vệ biên chế lại, ai cũng là toàn năng mọi mặt, không những thực lực mạnh mẽ, khả năng phản trinh sát cũng rất giỏi. Thậm chí không tiếc tốn tiền, mời Hanh, cựu đội trưởng đội lục chiến hải quân. Mỗi năm số tiền mà bọn họ tiêu vào những vệ sĩ này, mỗi người vượt $1 triệu. Đây là một con số trên trời. Vì thế hy vọng khi có kẻ địch mạnh tới xâm phạm nữa, bọn họ có thể thể hiện thực lực không tồi, bảo vệ thể diện của nhà họ Hồ. Kết quả chỉ một nữ tài xế lái xe thì đánh cho bọn họ lăn nóc, không có sức đánh trả. Mà Hanh thủ lĩnh của bọn họ thì càng tệ. Bị Vương Nhất lạnh nhạt liếc một cái thì bị dọa ngất. Kết quả này đừng nói nhà họ Hồ không thể chấp nhận, ngay tới một vị khách ở đây cũng không thể chấp nhận. Đây là vệ sĩ, tinh anh, mỗi năm tốn hàng triệu đô la mời tới sao? Quá sỉ nhục hai chữ, tinh anh, rồi. Bọn họ cảm thấy sửng sốt, đồng thời cảm thấy sợ hãi. Một lãnh nhan thì giết cho nhà họ Hồ không còn manh giáp. Trong xe còn một Vương Nhất chưa ra tay đó. Tất cả khách khứa đến tham gia tiệc mừng thọ của nhà họ Hồ lũ lượt đứng dậy cáo từ. Khụ khụ, Hồ gia chủ, tốt đột nhiên nhớ ra trong nhà có tí việc, hôm khác sẽ tới viếng thăm sau. Vợ tôi đã về nhà nấu cơm, tôi về nhà ăn. Hồ gia chủ, ông tự cầu nhiều phúc đi. Tất cả khách khứa lũ lượt rời đi. Bọn họ không những sợ thực lực đáng sợ mà thủ hạ của Vương Nhất thể hiện, còn vì bọn họ nhận ra thân phận của Vương Nhất. Chủ tịch của tập đoàn Cự Phong, người đứng đầu ở chi nhánh Giang Thành của tập đoàn Lệ Tinh. Chỉ hai thân phận này thôi thì đủ khiến những khách khứa đó dừng bước. Dù sao trong số khách mời, có khá nhiều các ông trùm của thương giới. Bọn họ và nhà họ Hồ nhiều nhất chỉ là qua lại trong việc kinh doanh, không có thù hận ở mặt bản chất với Vương Nhất, nếu do nhà họ Hồ, cùng lúc đắc tội với hai xí nghiệp cực lớn như tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh, điều này có hơi được không bằng mất. Sắc mặt của Hồ Cương cực kỳ khó coi, vội vàng níu kéo. Các vị xin dừng bước, hôm nay là đại thọ 70 của tôi cực cả tôn nghiêm của nhà họ Hồ, tuyệt đối không cho phép có ai phá hỏng niềm vinh dự này. Chuyện này là nỗi nhục của nhà họ Hồ tôi, về sau truyền ra ngoài, tôi có mặt mũi gì đứng vững ở Giang Thành. Vậy nên tối nay không phải cậu ta chết thì là ta chết. Giọng nói của Hồ Cương vang dội, mang theo sự phẫn nộ cực đoan, văng vẳng ở trong biệt thự của nhà họ Hồ. Các khách khứa của nhà họ Hồ vừa định đi, lúc này lại dừng bước. Bọn họ cũng muốn biết nhà họ Hồ dựa vào đâu mà chặn Vương Nhất dựa vào đâu mà tới khiêu chiến một đại hào môn. Vương Nhất. Ngay sau đó, giọng của Vương Nhất nâng lên quãng tám, tức giận chiếc jeep đó. Nếu cậu muốn gây sự, vậy thì xuống xe, trốn ở trong xe làm rùa rụt cổ, tính là đàn ông gì chứ? Ông muốn chết. Lãnh Nhan nổi giận, muốn một đao kết thúc ông ta. Trong xe lại truyền ra tiếng quát trầm thấp. Lùi xuống. Giọng nói rền vang, tất cả mọi người có mặt ở đây lập tức thay đổi. Đây là ở trong xe đó. Giọng của Vương Nhất xuyên qua cửa sổ xe truyền ra bên ngoài, nhưng vẫn giống như sấm sét vang dội, có thể thấy lực xuyên thủng mạnh cỡ nào. Lãnh Nhan giết người như ngoé, sau khi nghe thấy tiếng quát này, vậy mà ngoan ngoãn như cừu con, lùi sang một bên. Giọng của Vương Nhất lại truyền ra. Kêu tôi xuống xe thì đại biểu tôi đích thân giải quyết chuyện này, ông có lá gan này không? Tâm thần của tất cả mọi người run rẩy. Vẻ mặt Hồ Cương cực kỳ khinh thường, chỉ là một thằng ở rể, có gì đáng sợ? Xuống xe cho tôi. Cạch. Hồ Cương vừa dứt lời, cửa xe của chiếc xe jeep mở ra. Một bóng người từ từ đi xuống. Trăng treo trên cao, ánh sáng vạn trượng. Cái bóng của Vương Nhất bị kéo dài vô hạn, anh như u linh trong đêm tối, từ từ cất bước. Tất cả mọi người đều nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sát ý. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Vương Nhất. Lãnh Nhan lùi sang một bên, cũng như hộ vệ trung thành nhất, bước theo bước chân của Vương Nhất, cùng đi tới. Ngay lập tức, sát ý vô tận ập tới. Phàm là ai bị ánh mắt của Vương Nhất quét trúng thì tay chân đều cứng ngắc, tới cử động cũng không dám cử động. Ánh mắt Hồ Cương hốt hoảng, sau đó hoàn hồn lại, trên mặt sát ý đằng đằng. Vương Nhất,
lần trước cậu đập nhà tổ của tôi, khiến nhà họ Hồ tôi trở thành trò cười của cả Giang Thành, lần này cậu lại gây sự trong ngày đại thọ 70 của tôi, thật sự coi nhà họ Hồ tôi là quả hồng mềm à. Đám tiểu bối của nhà họ Hồ như Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Minh Chính, Hồ Khánh Vinh cũng tức giận nhìn Vương Nhất. Vương Nhất lại trực tiếp phớt lờ, giọng điệu lạnh nhạt. Con gái của tôi đang ở đâu? Vương Nhất, con trai của anh không ở chỗ tôi, nếu anh cũng tới chúc thọ cho ông nội tôi hoan nghênh, nhưng nếu anh tới gây chuyện nhà họ Hồ tôi không để bụng thể hiện thực lực ở trước mặt anh đâu. Trong lòng Hồ Vĩnh Hiên rất tự tin. Không chỉ vì nhà họ Hồ vốn rất mạnh, còn vì anh ta là gia chủ đời tiếp theo. Tuy nhiên Vương Nhất vẫn không quan tâm, lạnh nhạt nhắc lại một câu. Con gái của tôi đang ở đâu? Ngay lập tức mặt mày Hồ Vĩnh Hiên rất tức giận, anh vậy mà phớt lờ tôi. Vương Nhất nói với vẻ không cảm xúc, tôi cho các người thời gian nửa tiếng, trả con gái của tôi lại cho tôi tha cho nhà họ Hồ một con đường sống. Nếu không tất cả bồi táng. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người sốc. Mỗi người có mặt tại đâu đều có thể cảm nhận rõ được sự giận dữ và sát ý của Vương Nhất. Không khó nghi ngờ, anh thật sự tới tìm con gái. Nhưng nhà họ Hồ không thể thừa nhận. Trước đó bọn họ đã nói, Vương Tử Lam không ở chỗ bọn họ, nếu lại sửa lời, như này không phải là vả mặt hay sao? Khẩu khí thật lớn, tôi ngược lại nhìn xem cậu lấy cái gì khiến cho tất cả người của nhà họ Hồ tôi bồi táng. Hồ Cương tức giận nói, cậu cho rằng những vệ sĩ vừa rồi là toàn bộ lực lượng của nhà họ Hồ tôi hay sao? Sai rồi. Hồ Cương chuyển đổi lời nói, nhìn Vương Nhất nói, vệ sĩ và hộ vệ chỉ là lực lượng thể hiện cho người ngoài nhìn, không có một hào môn lại giao sinh tử tồn tại vào những vệ sĩ này. Cường giả mới là chỗ dựa của hào môn, thời khắc sinh tử đủ để thay đổi đại cục. Nghe thấy lời nói cực kỳ kiêu ngạo của Hồ Cương, Vương Nhất mỉm cười, lẽ nào ông muốn kêu cường giả của nhà họ Hồ ông ra ngoài? Không sai. Trên mặt Hồ Cương nở nụ cười lạnh, nếu cậu còn không rời đi, tôi không để bụng để bọn họ ra tay một lần, tới lúc đó cái không bảo đảm được chính là cái mạng nhỏ của cậu. Vừa dứt lời thì ông ta phất tay. Vụt. Ngay sau đó, gần như tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cơn gió lạnh rợn người nổi tới đây. Bọn họ nổi hết gai ốc. Tuy nhiên rất nhanh thì bọn họ nhìn sang hai bên trái phải theo phản xạ có điều kiện. Lập tức đồng tử co rút. Chỉ thấy hai góc trái phải của ngôi biệt thự có thêm hai người. Bọn họ như u linh ma quỷ không sờ được, không biết xuất hiện ở trong biệt thự của nhà họ Hồ từ khi nào. Hai người trông gần như giống hệt nhau, chỉ có điều một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen. Trong lòng đều ôm một thanh trường đao yêu dị, hai mắt nhắm chặt. Tuy bọn họ nhắm mắt, nhưng ai cũng có loại cảm giác bọn họ vẫn có thể phát giác dấu vết của mọi người ở đây. Vương Nhất cũng nheo mắt, đánh giá hai người này. Lãnh Nhan càng như gặp phải kẻ địch mạnh, đã rút ra dao găm, sẵn sàng chờ đợi. Có thể khiến Lãnh Nhan có loại phản ứng lại, cơ bản có thể coi như cường giả hiếm có. Là Nam Bắc song đao. Đột nhiên ở đây có người thốt lên, giọng điệu kèm theo sự run rẩy kinh hãi. Rất nhanh lại có người giải thích kỹ hơn. Nam Bắc song đao, quanh năm lăn lộn ở các thành phố của thành phố G, chỉ cần có tiền, đơn hàng của ai cũng nhận. Bọn họ là song thai. Nghe nói có giao tình khá sâu với hội trưởng Hồng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành, khi không giết người thì mắt nhắm. Ánh mắt của Vương Nhất lại dừng trên người bọn họ, nhìn khoảng 2,3 giây thì mất đi hứng thú. Lãnh Nhan ở một bên lại có vẻ mặt nghiêm nghị. Cao thủ bình thường có thể khiến ánh mắt của thiếu chủ dừng lại hơn một giây thì đều là những người xuất sắc. Mà Nam Bắc song đao này lại nhìn tới 2,3 giây. Tuy lúc này Nam Bắc song đao hiện thân nhưng không có ra tay. Thậm chí ngồi khoanh chân ở trên nóc nhà, chưa động đao, thậm chí chưa từng mở mắt. Bọn họ cảm nhận được khí tức của Vương Nhất, chỉ là một người bình thường. Nhìn thấy Nam Bắc song đao, Hồ Cương cũng cười ha hả. Như thế nào, Vương Nhất, có phải bị dọa sợ vỡ mật rồi không? Nam Bắc song đao này là cao thủ nhà họ Hồ tôi tự mình bồi dưỡng, chỉ là được phái ra ngoài, quanh năm lăn lộn ở các nơi của thành phố G. Vừa kiếm tiền cũng vừa thăm dò tình hình của các hào môn khác. Nhà họ Thẩm của Thiên An, là diễn ra như vậy. Vương Nhất ngộ ra, trên mặt nở nụ cười mỉa mai. Chẳng trách tập đoàn cự phong của nhà họ Thẩm lại bị nhà họ Hồ các người tú hú chiếm tổ, không ngờ là dựa vào hai quân bài trắng đen này. Hỗn láo! Nghe thấy nhận xét của Vương Nhất, Hồ Cương nổi giận, nhưng vẫn không kêu hắc bạch song đao ra tay. Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông ta, là một ngày tốt.
bất luận là người mình thấy máu, hay là người của đối phương thấy máu, đều không cắt tường. Cho nên có thể không động thủ thì Hồ Cương tuyệt đối sẽ không động thủ. Dọa cho Vương Nhất rời đi, như vậy là tốt nhất. Vương Nhất, hôm nay là ngày đại thọ của tôi không so đo với cậu, dẫn vệ sĩ của cậu mau chóng cút, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Vương Nhất vẫn không nhúc nhích, thậm chí cười trào phúng, ông muốn tha cho tôi nhưng tôi không muốn tha cho ông, Lãnh Nhan có câu nói không sai, hay là tiệc mừng thọ hôm nay của ông đừng tổ chức nữa, tổ chức đám tang đi. Câu nói này triệt để gợi lên sát ý trong lòng Hồ Cương. Một số khách mời ở đây cũng cảm thấy Vương Nhất điên rồi. Nam Bắc Song Đao đã xuất hiện, Vương Nhất vậy mà còn dám nói năng ngông cuồng như vậy, không cần mạng nữa sao? Vương Nhất, anh thật to gan, còn không mau quỳ xuống xin lỗi ông nội tôi, như vậy mới có thể tha cho anh rời đi. Hồ Minh Chính đột nhiên chỉ vào Vương Nhất quát. Có Hồ Minh Chính dẫn đầu, đám tiểu bối như Hồ Khánh Vinh, Hồ Liễu Liễu cũng lũ lượt lên tiếng. Cho dù là vợ anh Lý Khinh Hồng cũng không dám ngông cuồng đối địch với nhà họ Hồ. Ông nội, dứt khoát một không làm hai không dừng, giết anh ta đi. Bởi vì có Nam Bắc Song Đao ở đây, các tiểu bối của nhà họ Hồ không sợ gì hết. Tuy nhiên Nam Bắc Song Đao là một người bảo thủ, xem trọng thể hiện của mình hơn tính mạng. Đại thọ 70 cả đời chỉ có một lần, ông ta không muốn kết thúc qua loa như vậy. Vương Nhất, con gái của cậu thật sự không ở đây, cậu mau rời đi. Tôi không làm khó cậu. Hồ Cương tức giận nhìn Vương Nhất, quát. Đừng vì chuyện không có mà kéo cả mạng của mình vào. Hồ Vĩnh Hiên cũng thuận theo lời của Hồ Cương mà nói. Tuy anh ta cũng rất muốn giết Vương Nhất, nhưng anh ta biết, anh ta chỉ là gia chủ thế hệ sau của nhà họ Hồ. Trước khi Hồ Cương chưa thoái vị, anh ta chỉ là gia chủ của đời sau. Vị trí này sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào, anh ta buộc phải lấy lòng ông nội. Nụ cười trên mặt Vương Nhất thu lại từng chút, thay vào đó là sự nghiêm nghị. Tôi giao con gái cho Hồ Vĩnh Như, nhưng tới chỗ các người thì điện thoại của cô ta không gọi được, nói cho tôi biết Hồ Vĩnh Như đang ở đâu thì tôi rời đi. Giọng nói của Vương Nhất lạnh lùng, không cho cơ hội mặc cả. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ do Hồ Cương lần đầu đều nổi giận. Hồ Vĩnh Như đã bị bọn họ giam lỏng, giao ra Hồ Vĩnh Như thì chẳng phải đại biểu Vương Tử Lam cũng ở đây hay sao? Giấu đầu lòi đuôi. Bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận. Xem ra cậu là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hồ Cương không trả lời câu của Vương Nhất, hơn nữa trong mắt lóe lên hàn quang nghiêm nghị. Sự nhẫn nại của ông ta đã mài mòn hết. Vương Nhất không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn sang bọn họ càng thêm âm trầm. Phản ứng của nhà họ Hồ khiến anh càng thêm chắc chắn, Hồ Vĩnh Như và Vương Tử Lam ở đây. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Vương Nhất mặt mày không cảm xúc nói, sau đêm nay, Giang Thành không còn nhà họ Hồ nữa. Không ai nghi ngờ lời của Vương Nhất. Ai cũng biết vinh nhục hương suy của bốn đại hào môn ở Thiên An đều có liên quan tới Vương Nhất. Nhưng là dựa vào sức ảnh hưởng của Lý Khinh Hồng. Chỉ dựa vào một mình Vương Nhất, bọn họ thật sự không nghĩ ra dựa vào đâu mà tiêu diệt được nhà họ Hồ. Trên gương mặt già nua của Hồ Cương đầy phẫn nộ, còn mang theo vẻ khinh thường. Vương Nhất. Nếu cậu cố chấp muốn chết thì tôi khiến tập đoàn Cự Phong và chi nhánh tập đoàn Lệ Tinh của cậu phá sản. Trái tim của mọi người rung lên, thương giới của Giang Thành sắp xảy ra động đất rồi sao? Tập đoàn Cự Phong đứng sừng sững nhiều năm không đổ ở Giang Thành, rất nhiều công ty tập đoàn dựa vào tập đoàn Cự Phong mà sinh ra. Tập đoàn Lệ Tinh càng không cần nói, tập đoàn bản địa của Thiên An, dạo gần đây mới khai thác thị trường Giang Thành, coi như trở thành vị khách quý mới của thương giới Giang Thành. Nhà họ Hồ phẫn nộ, cuối cùng muốn ra tay với hai cự bá này rồi sao? Hồ Vĩnh Hiên lại biết nguyên nhân ông nội nói như vậy. Cho dù tới bước này, ông ta vẫn không muốn thấy máu ở đại thọ 70 tuổi của mình. Ngay cả Hồ Vĩnh Hiên cũng bắt đầu có hơi sốt ruột, hận không thể nhanh chóng khiến Vương Nhất chết ở đây. Mọi người muốn xem phản ứng của Vương Nhất. Tuy nhiên trên mặt Vương Nhất không có vẻ hoảng hốt gì cả, thậm chí còn mang một chút mỉa mai. Ông chắc chắn là tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh của tôi phá sản không? Chứ không phải là tập đoàn của nhà họ Hồ ông. Ha ha ha. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người của nhà họ Hồ phát ra một tràng tiếng điên cuồng. Giống như nghe thấy câu chuyện nực cười nhất trên đời, vẻ mặt ai cũng đầy ý mỉa mai. Ngay cả Hồ Cương cũng cười. Cậu không biết sự cường thịnh của nhà họ Hồ tôi ở Giang Thành, chuyện ngay cả nhà họ Hạ, nhà họ Lục cũng không làm được.
chỉ dựa vào tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh của cậu thì có thể cắt đứt chuỗi kinh tế của nhà họ Hồ tôi ư? Ông nội, anh ta đâu phải người Giang Thành, không biết sức ảnh hưởng của nhà họ Hồ chúng ta ở Giang Thành, hào môn của Thiên An đều là đồ bỏ đi, sao có thể so sánh với hào môn ở Giang Thành của chúng ta chứ? Trên mặt Hồ Vĩnh Hiên nở nụ cười, nói. Ngay cả một số khách khứa ở đây cũng không tin. Tuy tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh là xí nghiệp lớn, nhưng muốn cắt đứt chuỗi kinh tế của nhà họ Hồ, đâu có dễ như vậy. Gần như không thể. Vương Nhất cũng khẽ mỉm cười, một khoảng thời gian trước, bất luận là nhà họ Kim, hay nhà họ Thẩm cũng giống như các người, khinh thường tôi, mà bây giờ nhà bọn họ bị lật đổ, một nhà đã bị tiêu vong. Tiếng cười im bặt. Hồ Cương, Hồ Vĩnh Hiên cảm thấy bị mạo phạm, mặt mày đầy sự phẫn nộ. Đó là do hào môn của Thiên An các cậu quá yếu, nhà họ Hồ tôi không thể đi theo vết xe đổ của bọn họ. Trong lời nói của Hồ Cương tràn đầy tự tin, các khách mời khác cũng cảm thấy không thể. Cùng là vùng đất ở thành phố G, Thiên An chỉ là nơi phất lên sau, Giang Thành lại là tỉnh thành. Hào môn của hai nơi đương nhiên không thể so sánh. Tổng thể lại mà nói, hào môn của Giang Thành mạnh hơn hào môn của Thiên An. Cùng một chuyện, không thể xuất hiện ở trên người của nhà họ Hồ. Vậy sao? Vương Nhất lại không hề lo lắng, hờ hững hỏi ngược một câu. Xem ra ông vẫn cố chấp theo ý của mình. Trên mặt Hồ Cương nở ý cười lạnh. Ông ta rút điện thoại của mình ra, có tin một cuộc điện thoại của tôi, bất luận là tập đoàn Cự Phong hay tập đoàn Lệ Tinh, ngày mai đều sẽ chìm vào bùn lầy không? Khách khứa ở đây mặt mày hết sức sửng sốt. Thương trường chìm nổi, nếu khiến tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh phá sản, vậy thì đả kích là rất lớn. Giết người không thấy máu. Vương Nhất mỉm cười lắc đầu. Được, tôi cho cậu nhìn xem tôi có thể làm được hay không. Hồ Cương lập tức gọi vào một dãy số. Trái tim của tất cả mọi người đều treo ngược lên. Tuy nhiên vào lúc này lại một chiếc Lincoln dáng dài lao thẳng vào biệt thự của nhà họ Hồ. Động tĩnh mãnh liệt cũng thu hút sự chú ý của Hồ Cương. Cũng không thực hiện cuộc gọi nữa. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm chiếc xe đó. Lúc này từ trong xe truyền tới tiếng chất vấn vang dội của một người đàn ông. Là lão già nào dám nói khiến tập đoàn Cự Phong phá sản? Giọng nói này là... Ngay lập tức, vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên sững sờ. Sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ Hồ càng vô cùng đặc sắc. Khóe miệng của Vương Nhất lại hơi cong lên, nở nụ cười. Một người trung niên mặc vest bước xuống, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu đen đi theo. Hồ Hoàng Việt. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm ông ta. Vậy mà là kẻ bị nhà họ Hồ vứt bỏ. Hồ Minh Chính, Hồ Vĩnh Hiên mặt mày thay đổi. Cơ mặt Hồ Cương thậm chí còn co giật, trong mắt lan ra tơ máu. Kẻ bị vứt bỏ không được công nhận này của nhà họ Hồ, không ai cảm thấy ông ta sẽ tới, không ngờ ông ta tới thật. Ông ta vì ai mà tới? Mày còn có mặt mũi tới? Hồ Cương tức giận nhìn Hồ Hoàng Việt. So với dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, muốn ăn Hồ Hoàng Việt của Hồ Cương thì sắc mặt của Hồ Hoàng Việt lại bình tĩnh hơn nhiều. Mọi người đều nói người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm, hôm nay là ngày đại thọ 70 của ông, tôi sao có thể không tới. Về lại nhà họ Hồ, Hồ Hoàng Việt cũng vô cùng cảm khái. Người của nhà họ Hồ cực kỳ tức giận, biết ông ta trở về thì không có chuyện tốt gì rồi. Quả nhiên, câu đầu tiên nói khi trở về đã khiến người khác tăng huyết áp. Ánh mắt của Hồ Cương nhìn chằm chằm vào cô gái ở bên cạnh Hồ Cương. Đây là ai? Ánh mắt Hồ Hoàng Việt đầy dịu dàng liếc nhìn Tô Thắm, giọng nói vang dội. Nó là con gái của tôi. Oanh! Lời này vừa dứt, đồng tử của tất cả mọi người đều co rút. Ai cũng biết, 20 năm trước, cái đêm Hồ Hoàng Việt bị đuổi khỏi nhà họ Hồ, vợ của ông ta đã chết trong vụ tai nạn xe. Con gái của ông ta và ông ta lạc mất nhau. Không ngờ là cô gái này. Hơn nữa đã lớn như vậy rồi. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều có vẻ mặt rất khó coi. Hồ Cương còn đanh giọng chất vấn, mày và nhà họ Hồ tao sớm đã không còn quan hệ, còn trở về làm cái gì? Hồ Hoàng Việt liếc nhìn Vương Nhất, cười lớn nói. Lần này trở về, tôi có ba việc. Cứu con gái của cậu Vương. Cướp lại chức gia chủ. Cuối cùng, lo liệu ma chay cho ông. Giọng của Hồ Hoàng Việt đầy rõ ràng, giống như tiếng sấm. Vang vọng ở trong khắp biệt thự của nhà họ Hồ. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều đưa ra, không dám tin mà trợn to mắt.
Lời nói của Hồ Hoàng Việt quá mức sắc bén, đừng nói những người khác của nhà họ Hồ, dù là Hồ Cương cũng sửng sốt, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn Hồ Hoàng Việt. Hoàn hồn trở lại, Hồ Cương giống như thấy ma, nhìn chằm chằm Hồ Hoàng Việt, tức tới mức cả người đều run rẩy. Mày nói cái gì? To gan! Hồ Vĩnh Hiên cũng mặt mày phẫn nộ quát lớn một tiếng, tức giận nhìn Hồ Hoàng Việt. Anh ta cũng tức giận. Ba việc mà Hồ Hoàng Việt nói, việc này đại nghịch bất đạo hơn việc kia, việc này quá đáng hơn việc kia. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều có vẻ mặt phẫn nộ. Đặc biệt là anh ta, Hồ Vĩnh Hiên. Không dễ gì mới thiết kế kéo được Hồ Vĩnh như xuống ngựa, bây giờ lại lòi ra một Hồ Hoàng Việt. Thật sự là không để anh ta vào trong mắt. Hồ Hoàng Việt, ông chẳng qua chỉ là một kẻ bị nhà họ Hồ vứt bỏ, có tư cách gì bước chân vào cửa lớn của nhà họ Hồ chứ? Hồ Minh Chính nhìn Hồ Hoàng Việt tức giận quát. Anh ta còn nhớ Vương Nhất cướp đi tập đoàn Cự Phong, Hồ Hoàng Việt lại là thủ hạ của Vương Nhất, cho nên cùng chút giận lên người bọn họ. Không chỉ ông tới, còn mang theo con gái tiện chủng đó của ông cùng tới, ông là một lòng muốn làm ông nội tức chết đúng không? Hồ Khánh Vinh cũng vô cùng tức giận nhìn Hồ Hoàng Việt. Nghe thấy những lời này, Tô Thắm không nhịn được mà rụt ở đằng sau Hồ Hoàng Việt. Trước khi tới nhà họ Hồ, Hồ Hoàng Việt đã nói thân phận thật sự của cô ta. Cô ta thật ra không phải tên Tô Thắm, mà có tên Hồ Thắm, là công chúa nhỏ của nhà họ Hồ. Tối nay tới nhà họ Hồ là đi khôi phục thân phận. Nhưng từ sự mắng mỏ và mỉa mai của mọi người nhà họ Hồ thì thấy, cô ta không những không phải công chúa nhỏ của nhà họ Hồ, còn bị coi là tiện chủng. Trong mắt Hồ Hoàng Việt xẹt qua hàn quang, chỉ vào Hồ Minh Chính và Hồ Khánh Vinh. Người đâu, vả miệng. Vệ sĩ ở đằng sau lập tức đi tới, tát mạnh vào miệng Hồ Khánh Vinh và Hồ Minh Chính một trận. Cả biệt thự của nhà họ Hồ đều là tiếng tát bốp bốp, khiến mọi người sợ hãi. Rất nhanh hai người bọn họ bị tát tới máu thịt mơ hồ, ngay cả răng máu cũng bê ắn ra. Hồ Vĩnh Hiên thì càng tức giận mà quát, Hồ Hoàng Việt, ông dám động thủ. Hồ Hoàng Việt mặt mày lạnh tanh, mỉm cười không chút hơi ấm. Thắm là con gái của tôi, há là người để các người có thể mắng chửi, tôi thấy các người mới là một đám tiện chủng. Ông nói cái gì? Hỗn láo! Lời này vừa dứt, cả nhà họ Hồ đều bùng nổ. Khách khứa mà nhà họ Hồ mời tới cũng sốc mất quá nửa, chỉ còn lại vài người to gan, tiếp tục xem. Bất luận sự việc cuối cùng ra sao, đại thọ 70 tuổi này của Hồ Cương đã không tổ chức được nữa. Lẽ nào không phải sao? Hồ Hoàng Việt cười lạnh nói, các người không phải vẫn cho rằng tôi là Hồ Hoàng Việt của trước kia chứ? Tôi sớm đã muốn làm vậy rồi, là cậu Vương cho tôi cơ hội này. Hồ Hoàng Việt nhìn sang Vương Nhất hờ hững gật đầu với ông ta. Hồ Hoàng Việt tiếp tục nói, bắt đầu từ bây giờ, không có sự cho phép của tôi, các người ai dám nói thêm một câu, bất luận nam hay nữ, vả miệng đang chờ. Những lời này không chỉ bá đạo, căn bản không để nhà họ Hồ vào trong mắt. Hồ Cương đột nhiên xua tay, mặt mày âm trầm nhìn Hồ Hoàng Việt. Từ lần cắt đứt quan hệ trước, chúng ta đã không còn quan hệ, mày lấy thân phận gì lo liệu ma chay cho tao. Hồ Cương dùng chuyện cắt đứt quan hệ ba con để đuổi Hồ Hoàng Việt đi. Không ngờ Hồ Cương căn bản không nhúc nhích, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai. Ông còn tưởng tôi dùng thân phận của nhà họ Hồ quay trở lại nơi này ư? Sai rồi, tôi là dùng thân phận thủ hạ của cậu Vương quay lại nơi này. Các người giấu con gái của cậu Vương, hôm nay còn muốn sống rời đi sao? Ánh mắt của Hồ Hoàng Việt quét qua mọi người, giọng nói đanh thép. Tối nay, không chỉ nhà họ Hồ phải diệt, tất cả người tham gia sẽ vì chuyện này mà mất đi tính mạng. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người trong biệt thự đều run rẩy cơ thể, nhìn Hồ Hoàng Việt với ánh mắt khó tin. Mà người của nhà họ Hồ đã ra tay với Hồ Vĩnh Như và Vương Tử Lam như Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Minh Chính, Hồ Khánh Vinh thì không khỏi tâm thần run rẩy. Một giây vừa rồi, cả người bọn họ đều đang run rẩy. Bọn họ nghe ra ý trong lời Hồ Hoàng Việt, nhà họ Hồ tối nay buộc phải máu chảy thành sông. Mà ông ta là tiên phong, xông lên làm việc cho Vương Nhất. Đây không phải là Vương Nhất lợi dụng ông ta, ngược lại là cho ông ta toại nguyện, cho ông ta cơ hội. Ông ta muốn làm như vậy từ lâu. Những hình ảnh trong quá khứ giống như cưỡi ngựa xem hoa hiện ra trước mắt Hồ Hoàng Việt. Cho dù là ông ta cũng không nhịn được run rẩy cơ thể. Vợ, tối nay tôi có thể báo thù thay cho bà rồi. Hai mắt Hồ Hoàng Việt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn cất lên.
Vô số đêm ông ta giật mình tỉnh từ trong giấc mơ, trong đầu đều là hình ảnh vợ của ông ta nằm trong vũng máu. Bây giờ đại thù cuối cùng sắp được báo rồi. Nhưng Hồ Cương căn bản không để trong lòng, thậm chí vẻ mặt hết sức khinh thường. Hồ Hoàng Việt, cho dù mày bây giờ dám quay về Giang Thành, còn là chủ tịch đại diện của tập đoàn Cự Phong, vậy thì như nào chứ, mày là đối đầu với nhà họ Hồ một trong ba đại hào môn của Giang Thành, mày chắc chắn muốn vì một thằng ở rể của vương tộc Yên Đô còn con mà cược cả tính mạng của mày và con gái mày vào không? Có Nam Bắc song đao ở đây, Hồ Cương căn bản không sợ. Hồ Hoàng Việt có dẫn theo nhiều vệ sĩ hơn nữa cũng sẽ bị Nam Bắc song đao giải quyết trong nháy mắt. Nhưng hôm nay là đại thọ 70 của ông ta vẫn không muốn thấy máu. Biểu cảm trên mặt Hồ Cương dịu đi một chút, nhìn Hồ Hoàng Việt nói. Hồ Hoàng Việt, tao cho mày một cơ hội rời đi, chỉ cần bây giờ mày rời đi, tao coi như mày chưa từng tới, như thế nào? Hồ Vĩnh Hiên cũng lạnh lùng nhìn ông ta. Ha ha ha, cái đáp lại ông ta là tiếng cười điên cuồng của Hồ Hoàng Việt. Cười đủ rồi, ông ta nhìn Hồ Cương với vẻ mặt khinh thường. Cậu Vương không đi, tôi sao có thể rời đi trước chứ? Ngay lập tức, sự kiên nhẫn của Hồ Cương cũng bị mài mòn hết. Nếu mày cũng muốn chết, vậy thì đừng trách tao, trước tiên khiến tập đoàn Cự Phong phá sản, tao xem mày lấy đâu ra tự tin đó. Hồ Cương mặt mày tức giận quát to, nói xong thì gọi một cuộc điện thoại. Không ngờ Hồ Hoàng Việt lại tranh trước Hồ Cương một bước, gọi một cuộc điện thoại. Ông ta chỉ nói hai từ ngắn gọn. Ra tay. Thì cúp máy. Hồ Cương bị chọc tức tới bật cười, sao hả, mày còn chuẩn bị lá bài gì sao? Hồ Hoàng Việt mỉm cười, tôi tới giúp cậu Vương trợ trận, nếu không có tí chiêu bài, làm sao dám tới? Hồ Cương lắc đầu, căn bản không tin Hồ Hoàng Việt có bản lĩnh và lực lượng để lay động nhà họ Hồ. Ông ta phất tay, đang muốn hạ lệnh Nam Bắc song đao có thể ra tay. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Hồ Cương nghe máy. Chỉ có điều mặt mày cực kỳ bực tức. Tôi không phải nói rồi hay sao, hôm nay không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi. Cái gì? Chỉ nghe thấy âm lượng của Hồ Cương lập tức nâng lên quãng 8, nét tự giận trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hãi. Sao lại như vậy, tập đoàn Viễn Dương tại sao muốn đưa chúng ta vào danh sách đen? Nghe thấy lời của Hồ Cương, những người khác của nhà họ Hồ cũng đều thay đổi sắc mặt. Tập đoàn Viễn Dương có thể nói là đối tác hợp tác lớn nhất của nhà họ Hồ. Hợp tác của hai nhà cũng duy trì mấy năm. Không ngờ lại bị đứt. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều có vẻ mặt chưa sắp đón ngày tận thế. Trên mặt Hồ Cương cũng mang theo vẻ sửng sốt. Nhà họ Hồ có thể leo tới độ cao của hào môn, ngoài hành vi đen ăn đen của nhà họ Hồ, còn có một điểm rất quan trọng. Đó chính là dựa vào tập đoàn Viễn Dương. Tập đoàn Viễn Dương là chi nhánh của Diệp Thị. Vương tộc Yên Đô ở Giang Thành. Tấm tựa vương tộc Diệp Thị, tuy chỉ là một công ty con, nhưng khái niệm đầu gà đuôi phượng lại có sức ảnh hưởng rất lớn ở Giang Thành. Giống như tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh, tập đoàn Viễn Dương không phụ thuộc về bất cứ một thương hội nào. Nhưng tại sao thương hội Giang Bình dám ép bức tập đoàn Cự Phong và tập đoàn Lệ Tinh như thế, lại không dám ra lệnh cho tập đoàn Viễn Dương? Bởi vì hậu đài, trừ thương hội Yên Đô ra, bảy đại thương hội khác có ai dám ra tay với xí nghiệp của vương tộc Diệp Thị chứ? Cho dù chỉ là một công ty con. Vội vàng gọi điện, Hồ Cương chủ động gọi vào số điện thoại của người phụ trách tập đoàn Viễn Dương, Diệp Phú Quý. Diệp Tổng, tôi là gia chủ của nhà họ Hồ, Hồ Cương, chúng ta đang hợp tác tốt đẹp, tại sao lại đột nhiên cắt đứt hợp tác, còn muốn kéo vào danh sách đen nữa? Hồ Cương nghĩ nát óc cũng không thông. Diệp Phú Quý cười lạnh một tiếng. Trước đó chúng ta hợp tác rất tốt, nhưng sau khi phát hiện tiền án của nhà họ Hồ các ông thì tôi đột nhiên không muốn hợp tác với các ông nữa. Hồ Cương nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Đen ăn đen sao, Diệp Tổng, chuyện này nói từ đâu ra chứ? Trước kia nhà họ Hồ đen ăn đen là không sai, nhưng đó là chuyện của rất lâu trước kia, nhà họ Hồ hiện nay sớm đã không làm những chuyện này nữa. Diệp Phú Quý nói rất khí khái. Chúng tôi phát hiện nhà họ Hồ các ông trước đây không chỉ thôn tính công ty của các nhà hợp tác chung, nhà họ Hồ các ông cũng vì vậy mà phát triển hơn. Nếu tôi và tập đoàn Viễn Dương tiếp tục hợp tác với các ông cũng thôn tính cả tập đoàn Viễn Dương thì phải làm sao? Mặt mày Hồ Cương khó coi như ăn phải mướp đắng, vội vàng giải thích. Diệp Tổng, nhà họ Hồ chúng tôi tuyệt đối không dám làm loại chuyện này, tóm lại, chúng tôi cũng không có lá gan này.
thôn tính công ty dưới trướng Diệp thị. Trừ phi chán sống rồi. Diệp tổng, chúng ta cũng có giao tình cũ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì cậu nói thẳng, không cần quanh co. Hồ Cương tin chắc đằng sau nhất định có ẩn tình. Diệp Phú Quý trầm mặc một lúc, thở dài, lão Hồ à, chúng tôi cũng không muốn làm như vậy, tôi tưởng các ông biết nguyên nhân trong này. Diệp Phú Quý ngập ngừng. Hồ Cương lập tức không nhịn nổi nữa, Diệp tổng, tôi không hiểu. Diệp Phú Quý chỉ có thể nói thật. Lão Hồ, ông nghĩ kỹ lại có phải mình đã làm chuyện gì đắc tội với cô chủ của Diệp thị chúng tôi không? Cô ấy suýt nữa kêu tôi tiêu diệt nhà họ Hồ các ông. Cô chủ của Diệp thị. Bụp một tiếng, cả người Hồ Cương vậy mà sụi lơ trên đất, sắc mặt trắng bệch. Ông nội. Hồ Vĩnh Hiên vội vàng đi tới đỡ. Khách khứa cũng trợn to mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hồ gia chủ sao lại giống như nhà họ Hồ bị tiêu diệt thế? Hồ Cương khẽ xua tay, ý bảo mình không sao, nghiêm túc nghe tiếp. Diệp Phú Quý trầm giọng nói, đắc tội tôi, một khoảng thời gian đợi tôi bất giận thì chuyện nên hợp tác vẫn sẽ hợp tác, nhưng đắc tội cô chủ của Diệp thị, thần tiên cũng khó cứu. Nhưng tôi căn bản không quen biết cô chủ gì đó của Diệp thị. Hồ Cương kêu oan, người duy nhất tôi biết của vương tộc Diệp thị, chỉ có cậu. Nhưng tôi chỉ là một quản gia người hầu của Diệp thị. Diệp Phú Quý tức giận nói. Hồ Cương hỏi, xin hỏi cô chủ đó của Diệp thị tên là gì? Diệp Phú Quý nói, bây giờ cô chủ cũng ở Giang Thành, tên là Diệp Thúy Như. Diệp Thúy Như. Hồ Cương sững sờ. Ông ta căn bản chưa từng nghe tới cái tên này. Vương Nhất lại lập tức hiểu được, quay đầu kinh ngạc liếc nhìn Hồ Hoàng Việt. Không ngờ Hồ Hoàng Việt lại vịn vào quan hệ với Diệp Thúy Như. Hồ Hoàng Việt cười ngại ngùng, đi tới bên cạnh Vương Nhất, đè thấp giọng, nhỏ tiếng nói. Vẫn phải nhờ quan hệ của cậu Vương. Hồ Hoàng Việt nói ra một lượt đầu đuôi sự việc. Thì ra Hồ Hoàng Việt từ rất lâu đã móc nối quan hệ với Diệp Thúy Như, cũng biết trước kia Diệp Thúy Như là Kim Thúy Như của nhà họ Kim. Móc được quan hệ, còn nể mặt của Vương Nhất. Dù sao cô chủ lệnh cho tôi hủy bỏ hợp tác với các ông, tôi không dám kháng lệnh. Diệp Phú Quý nói. Sắc mặt Hồ Cương rất khó coi, vậy hợp tác giữa chúng ta duy trì lâu như vậy, dự án của các người phải làm sao? Chuyện này ông đừng quan tâm, tôi đã có ứng viên thích hợp. Diệp Phú Quý nói ra tên của một công ty, do tập đoàn Cự Phong làm. Nói xong thì cúp máy. Hồ Cương ngây ra như khúc gỗ nắm chặt điện thoại, giống như hiểu được cái gì đó, ông ta nhìn chằm chằm Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt, là mày. Hồ Hoàng Việt cười hờ hững, đương nhiên là tôi, đừng vội, đây chỉ là cái bắt đầu. Reng reng reng. Cuối cùng, tiếng của Hồ Cương gấp gáp vang lên. Có chuyện của tập đoàn Viễn Dương, khả năng chịu đựng của ông ta rất mạnh. Không có gì bất ngờ, tất cả sẽ giải trừ hợp đồng với nhà họ Hồ. Sắc mặt của Hồ Cương vô cùng tái nhợt, cả người lảo đảo. Nghe thấy tin tức, đám người Hồ Vĩnh Hiên cũng có vẻ mặt khó coi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Hồ Hoàng Việt. Hồ Hoàng Việt, nhà họ Hồ tốt xấu gì cũng là nơi nuôi mày lớn, mày muốn động vào căn cơ của nhà họ Hồ, mày nhẫn tâm sao? Hồ Hoàng Việt cười lạnh một tiếng. Tại sao không nhẫn tâm? Từ khoảnh khắc vợ tôi bị các người đâm chết, tôi không có ba chữ, không nhẫn tâm, với các người. Với lại, các người chọc giận cậu Vương, còn muốn sống ư? Hồ Hoàng Việt khựng lại rồi càng cười mỉa, đắc tội với tôi thì có thể sống, đắc tội với cậu Vương thì không thể sống. Hồ Cương hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồ Hoàng Việt. Tốt, rất tốt, Hồ Hoàng Việt, mày không hổ là con trai của tao. Lúc đầu tao không nên nương tay mềm lòng với mày, nên đâm chết mày. Hồ Hoàng Việt cười những đáy mắt không cười, không biết tại sao nhìn thấy ông tức giận như vậy thì tôi rất vui. Hồ Cương lại gầm lên một tiếng, nhưng mày tưởng rằng chỉ dựa vào những điều này thì muốn tiêu diệt nhà họ Hồ của tao ư. Hồ Hoàng Việt mỉm cười, đừng vội, hôm nay là ngày đại thọ 70 của ông, tôi còn chuẩn bị quà mừng thọ cho ông nữa. Quà mừng thọ gì? Không biết tại sao trong lòng Hồ Cương cực kỳ bất an. Hồ Hoàng Việt cười lớn, sau đó vỗ tay, đưa lên. 4,5 vệ sĩ ở đằng sau đi tới xe ở ngoài cổng, khiêng một bóng đen khổng lồ đi vào. Thứ này hình như rất nặng, cần 4,5 người khỏe mạnh hợp sức mới có thể di chuyển. Khi bọn họ tới gần, mọi người mới nhìn rõ đây là thứ gì. Lập tức toàn trường trở nên xôn xao. Vậy mà là một cái chuông Tây Dương. Quà mừng thọ lại tặng chuông. Ý là đưa tang. Có ý gì, không cần nói cũng biết. To gan.
vậy mà dám tặng chuông cho ông nội. Tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều đồng loạt gầm lên. Hồ Hoàng Việt lại cười to một tiếng, gõ chuông báo tang. Trong tay vệ sĩ đều cầm một cái gậy, gõ mạnh vào cái chuông. Keng, keng, keng. Tiếng chuông inh tai nhức óc vang vọng trong khắp biệt thự của nhà họ Hồ. Lúc này nghe thì không thần thánh trang nghiêm như vậy, ngược lại ở dưới phong nền đêm lạnh như cắt, rõ ràng có hơi quỷ dị. Tất cả mọi người ở đây đều trợn to mắt không dám tin. Không ai ngờ được, Hồ Hoàng Việt không chỉ tham gia tiệc mừng thọ 70 của Hồ Cương, còn tặng quà mừng thọ. Chỉ có điều là một cái chuông. Dưới tiếng chuông vang dội, tất cả mọi người của nhà họ Hồ vậy mà đều có loại cảm giác, không chỉ ngày tận của ông cụ Hồ tới, ngày tận của cả nhà họ Hồ đã tới. Ha ha ha! Hồ Hoàng Việt thoải mái cười to, nhìn bầu trời đêm đen kịt, đanh giọng nói, vợ à, bà nghe thấy không? Lão già hại chết bà sắp đi chết rồi. Chỉ có điều, bà là lên thiên đường, ông ta là rơi xuống địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh. Hồ Hoàng Việt vừa khóc vừa cười, giống như bị điên. Tô Thắm ở một bên nghe tiếng chuông này, vườn mắt cũng hơi đỏ, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô ta đã biết thân thế của cô ta, cũng biết tin mẹ cô ta sinh ra cô ta thì không lâu sau chết trong vụ tai nạn xe của nhà họ Hồ. Giờ phút này cô ta nói không ra được cảm giác như nào. Báo được đại thù. Không phải. Dù giết thêm nhiều người nữa, người đã chết cũng sẽ không sống lại. Bọn họ chỉ có thể mang theo tiếc nuối tiếp tục sống. Nhưng trong lòng bọn họ không còn đè nén nữa, sau này tới bia mộ của mẹ, có thể thoải mái nói ra câu, thật sự buông bỏ được đoạn quá khứ đó. Keng, keng, keng. Chuông vẫn đang được gõ, nhưng người ở đây đều cảm nhận được một loại cảm giác khác thường lan ra bên trong. Giờ phút này Hồ Hoàng Việt đã lau sạch nước mắt, đứng thẳng người, đối mặt với tất cả mọi người của nhà họ Hồ. Đây là lần đầu tiên ông ta có tự tin đối với nhà họ Hồ. Cho dù là Vương Nhất cũng hình như lần đầu thấy Hồ Hoàng Việt như này. Hồ Hoàng Việt, mày dám tặng chuông cho tao, tao phải giết mày. Hồ Cương hoàn toàn nổi giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn Hồ Hoàng Việt. Hồ Vĩnh Hiên lập tức phất tay, người đâu, đập cái chuông này. Bụp bụp bụp. Số vệ sĩ còn lại của nhà họ Hồ xông lên, đập nát cái chuông Tây Dương này. Hồ Hoàng Việt không ngăn cản, mà cười lạnh nhìn. Chuông đã gõ, cho dù bây giờ hủy chuông cũng vô dụng. Hôm nay nhà họ Hồ phải chết. Trong mắt Hồ Hoàng Việt mang theo sự tự tin. Chỉ dựa vào ông ư. Hồ Vĩnh Hiên mặt mày u ám nhìn ông ta. Lúc này tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều cảm nhận được nguy cơ. Cái tên năm đó bị nhà họ Hồ đuổi đi, hiện nay đã uy hiếp tới căn cơ của nhà họ Hồ. Buộc phải loại bỏ. Trên mặt Hồ Hoàng Việt vẫn nở nụ cười hờ hững. Như vậy thì đã tức giận rồi, so với những việc mà 20 năm trước các người mang tới cho tôi còn kém xa đấy. Hồ Hoàng Việt giơ ra ba ngón tay, nói mau, con gái của cậu Vương đang ở đâu? Nếu không tôi đánh sập kinh tế của nhà họ Hồ. Rất nhanh 3 tiếng qua đi, không một ai lên tiếng. Vương Nhất lập tức liếc nhìn Hồ Hoàng Việt, Hồ Hoàng Việt hiểu ý, lập tức gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, các phương diện của nhà họ Hồ đều chịu đả kích. Toàn bộ lịch sử đen ăn đen trước kia của nhà họ Hồ bị vạch trần, hơn nữa gửi cho truyền thông. Trên mạng đều là những tiếng chửi bới nhà họ Hồ. Danh vọng của nhà họ Hồ tụt xuống đáy. Hồ Hoàng Việt, mau dừng tay cho tao. Hồ Cương nhìn Hồ Hoàng Việt tức giận gầm lên. Ông ta thật sự sắp tức điên rồi. Hồ Hoàng Việt cười lạnh, muốn tôi dừng tay cũng được, giao con gái của cậu Vương ra, sau đó tất cả mọi người quỳ xuống trước mặt cậu Vương xin lỗi. Mày nằm mơ. Hồ Cương cực kỳ tức giận. Ông ta dù có chết cũng không thể quỳ xuống dập đầu trước Vương Nhất. Vậy thì hết cách, nhà họ Hồ ông đợi bị diệt vong đi. Hồ Hoàng Việt lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho sự ngu si của nhà họ Hồ. Hồ Vĩnh Hiên nhìn Vương Nhất và Hồ Hoàng Việt, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, cười lạnh một tiếng. Hồ Hoàng Việt, ông tưởng cục diện bây giờ vẫn là ông chiếm thế thượng phong sao? Hồ Hoàng Việt không hề sợ hãi, lẽ nào không phải sao? Tuy ông ta âm thầm bố trí mọi chuyện, nếu đối đầu chính diện, ông ta chắc chắn không phải đối thủ của nhà họ Hồ. Nhưng thua là thua, không thể tìm lý do, vậy nên Hồ Hoàng Việt cũng rất có lòng tin. Hồ Vĩnh Hiên chỉ vào Nam Bắc song đao ở hai bên trái phải, lạnh lùng nói, ông hình như nhầm lẫn một chuyện, nơi này là nhà họ Hồ, không ai dám gây sự ở nhà họ Hồ chúng tôi. Một khi ông nội lệnh cho Nam Bắc song đao ra tay,
các người không ai có khả năng sống. Ông chết rồi, còn đấu với nhà họ Hồ tôi kiểu gì, cho dù ông bôi đen chúng tôi vẫn có thể dựa vào sức ảnh hưởng mà xoay chuyển tình thế, ông chắc chắn muốn đấu tới chết với chúng tôi sao? Hồ Hoàng Việt không lên tiếng, liếc nhìn Nam Bắc song đao một đen một trắng, trên người hiện lên một chút áp lực. Đúng vậy, Hồ Vĩnh Hiên nói không sai, ưu thế của ông ta chỉ chèn ép nhà họ Hồ ở mảng thương nghiệp. Nếu ông ta bị Nam Bắc song đao giết chết, mọi thứ đều chỉ là nói suông. Ông ta bảo Tô Thắm trốn ở đằng sau mình. Nhìn thấy một màn này, Hồ Vĩnh Hiên đã cười, dựa vào ông vẫn không thể cấu thành uy hiếp với nhà họ Hồ, nếu biết điều thì mau chóng chủ động nói rõ với truyền thông, nói là ông vu oan cho chúng tôi. Thấy cục diện lại bị Hồ Vĩnh Hiên khống chế, Hồ Cương không khỏi cảm thấy may mắn với lựa chọn thông minh khi mình chọn Hồ Vĩnh Hiên trở thành gia chủ đời tiếp theo, ông ta cũng quát to một tiếng. Không sai, nếu ép tôi quá, tôi cho Nam Bắc song đao giết tất cả các người. Hồ Hoàng Việt không nhịn được mà nhìn sang Vương Nhất. Chuyện ở phương diện võ lực nằm ngoài phạm trù của ông ta. Dùng sức một người đối kháng với cả gia tộc, thật sự có hơi làm khó anh rồi. Vương Nhất từ đầu tới cuối cũng không lên tiếng, thậm chí không thèm liếc nhìn Nam Bắc song đao như hổ rình mồi ở một bên, chỉ gật đầu với ông ta. Hồ Hoàng Việt lập tức có lại tự tin. Ánh mắt này chứng tỏ Vương Nhất giao chuyện này cho ông ta. Đây là sân chơi chính của ông ta. Tùy ý ông ta làm gì thì làm. Anh là chỗ dựa của Hồ Hoàng Việt. Một khi ông ta không chống đỡ được, Vương Nhất đương nhiên sẽ ra tay. Ông ta cực kỳ tự tin, nhìn tất cả mọi người của nhà họ Hồ nói, sản nghiệp của nhà họ Hồ đã tụt giảm, tiếp theo là người của nhà họ Hồ các người rồi, tôi muốn đưa từng người vào tù. Mày, ông dám. Hồ Cương và Hồ Vĩnh Hiên đều quát lớn. Có chuyện của trước đó, Hồ Hoàng Việt dám nói như vậy, nhất định có bản lĩnh của ông ta. Mà đám Hồ Minh Chính, Hồ Khánh Vinh đều hoảng. Bình thường bọn họ ỷ mình là cậu chủ của nhà họ Hồ, làm không ít chuyện bắt nạt đàn ông chiếm đoạt phụ nữ, tùy ý một chuyện cũng đủ cho bọn họ ngồi tù rồi. Xem ra, ông cố chấp muốn chết. Tiếp theo ông sẽ biết, dựa vào một mình ông làm sao đấu được với nhà họ Hồ của tôi. Hồ Vĩnh Hiên mặt mày nghiêm nghị, đang muốn kêu Nam Bắc song đao Red Eye. Ầm ầm. Đột nhiên, ở cửa nhà họ Hồ, lúc này lại có mấy chiếc xe sang chạy vào. Một đám người ùn ùn đi tới. Người trung niên cầm đầu cười sảng khoái một tiếng. Vậy cộng thêm nhà họ Hạ thì sao? Có thể đấu một trận với nhà họ Hồ chưa? Hạ Lãm của nhà họ Hạ. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều sốc. Sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ Hồ đều cực kỳ khó coi. Còn có nhà họ Lục tôi nữa. Lại một giọng nói bình tĩnh truyền tới. Một thanh niên dẫn một đám người ùn ùn đi tới. Chính là Lục Kiệu của nhà họ Lục. Ngay lập tức, thiên quân vạn mã ập tới với khí thế chấn động cửu tiêu. Lúc này cả biệt thự của nhà họ Hồ im phăng phắc, tất cả mọi người đều trợn to mắt, không dám tin khi nhìn một màn này. Đại não của bọn họ đều ngừng xoay. Trời ạ, tôi không bị hoa mắt đấy chứ. Hạ gia chủ, cậu cả Lục đều tới rồi. Bọn họ là người đại diện cho nhà họ Hạ và nhà họ Lục tới đây sao? Khách khứa ở đây mang theo âm run rẩy, sửng sốt liên hồi, vẻ mặt bọn họ rất sốc. Đại thọ 70 của gia chủ nhà họ Hồ, nhà họ Hạ và nhà họ Lục rõ ràng nói sẽ tới. Mọi người đều tưởng là tới chúc thọ, không ngờ là tới xung đột. Từ lời nói trước đó của bọn họ thì thấy, không khó nhìn ra, bọn họ là đến vì Vương Nhất. Rất nhanh, ánh mắt bọn họ nhìn sang nhà họ Hồ trở nên kỳ quái. Nhà họ Hạ và nhà họ Lục dắt tay nhau tới. Bên phía nhà họ Hồ đỡ được sao? Bất luận là Hạ Lãm hay Lục Kiệu, đằng sau đều dẫn theo rất nhiều người, khí thế hừng hực kéo tới, căn bản không giống tới chúc thọ. Vậy chỉ còn một khả năng, tới gây sự. Nhìn một màn này, trái tim của Hồ Hoàng Việt đập thình thịch, kích động tới mức mặt đỏ bừng, trong ánh mắt nhìn sang Vương Nhất tràn ngập sự sùng bái. Không cần nghi ngờ gì nữa, nhà họ Hạ và nhà họ Lục đều vì Vương Nhất mà tới. Chẳng trách Vương Nhất dám để một mình anh đỡ ở phía trước, bởi vì anh không hề sợ. Mà đối với việc xuất hiện của nhà họ Hạ và nhà họ Lục, Vương Nhất căn bản lại có vẻ mặt hết sức bình tĩnh, căn bản không bất ngờ. Lúc này có nhà họ Lục và nhà họ Hạ chống lưng, Hồ Hoàng Việt căn bản không sợ. Ông ta lạnh lùng nhìn Hồ Cương, lạnh giọng nói, Hồ gia chủ, bây giờ ông còn cảm thấy chúng tôi đấu không lại nhà họ Hồ không? Lúc này, sắc mặt của đám người Hồ Cương, Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Minh Chính trước đó còn rất hung hăng đã trở nên vô cùng khó coi.
Tất cả mọi người của nhà họ Hồ đều cảm nhận được một loại áp lực rất lớn. Nếu chỉ có một nhà họ Hạ, bọn họ sẽ không hoảng hốt như vậy. Nhưng bây giờ nhà họ Lục cũng tới, số lượng hào môn 2-1, bọn họ chắc chắn rơi vào thế hạ phong. Huống chi nhà họ Hồ của bây giờ đã bị Hồ Hoàng Việt đả kích tới mức sa sút, căn bản không phải đối thủ. Hạ Lãm, ông tới tham gia tiệc mừng thọ của tôi còn mang nhiều người như vậy để làm gì? Hồ Cương giả bộ trấn định, lạnh lùng nhìn Hạ Lãm, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Ha ha ha, Hồ gia chủ, tôi không phải sợ có người sẽ gây bất lợi đối với ông khi diễn ra đại thọ 70 của ông hay sao? Đặc biệt phái người tới bảo vệ ông. Hạ Lãm cười to 3 tiếng. Nói xong thì phất tay, vây lại cho tôi. Soạt soạt soạt. Vệ sĩ của nhà họ Hạ được huấn luyện bài bản đi tới, bao vây cả biệt thự nhà họ Hồ. Hạ Lãm, ông đang bảo vệ tôi, hay là tới giết tôi? Hồ Cương lửa giận thiêu đốt, ánh mắt nhìn sang Hạ Lãm cũng sắp phun ra lửa. Đám tiểu bối như Hồ Vĩnh Hiên cũng lạnh lùng nhìn, nhưng chỉ tỏ thái độ chứ không lên tiếng. So với nhà họ Hạ chói lọi như mặt trời trưa, bọn họ thật sự không có tự tin. Ông ta lại tức giận nhìn Lục Kiệu, cậu cũng tới bảo vệ tôi sao? Lục Kiệu cười vô hại, không phải. Mọi người của nhà họ Hồ cũng thở phào. Nhưng câu tiếp theo của Lục Kiệu lại suýt nữa khiến bọn họ sặc chết. Tôi tới bảo vệ anh Vương. Nói xong thì lệnh người chặn lối vào của biệt thự nhà họ Hồ. Lúc này người trong biệt thự đều không ra ngoài được. Lục Kiệu đi tới bên cạnh Vương Nhất, mỉm cười, anh Vương, sớm biết anh muốn tới nhà họ Hồ thì nên thông báo trước với tôi tiện đi đón anh. Vương Nhất xua tay, tôi chỉ tới đón con gái của tôi, không có chuyện gì lớn cả. Lục Kiệu nghe vậy thì sửng sốt, vậy thì càng cùng nhau tìm kiếm giúp. Dáng vẻ nói cười thoải mái của hai người rơi vào trong mắt của mọi người nhà họ Hồ trở nên cực kỳ kinh hãi. Lục Kiệu là đang lấy lòng Vương Nhất sao? Chỉ thấy trên mặt Lục Kiệu nở nụ cười nịnh bợ. Bọn họ biết Lục Kiệu nhiều năm như thế, nhưng chưa từng thấy anh ta nở nụ cười với một người trẻ tuổi như vậy. Cậu Vương, tôi tới muộn. Lúc này Hạ Lãm cũng đến bên cạnh Vương Nhất, trầm giọng nói. Đám Hồ Cương, Hồ Vĩnh Hiên đều nhìn tới ngu luôn. Hạ gia chủ địa vị cao quý vậy mà cũng đi xin lỗi Vương Nhất. Mọi người ở đây thậm chí nghi ngờ tai của mình xuất hiện ảo giác. Vương Nhất lãnh nhạt gật đầu, không sao. Biệt thự của nhà họ Hồ, tất các khách khứa đều giống như nằm mơ, vẻ mặt cực kỳ khó tin mà nhìn ông ta. Mọi người đều đồn anh chỉ là con rể ở rể của Vương tộc Lý Thị, nhưng sức ảnh hưởng mà Vương Nhất thể hiện lúc này, cho dù là nhà họ Hồ một trong 3 đại hào môn cũng phải cam bái hạ phong. Đầu tiên là Hồ Hoàng Việt xông pha khói lửa vì anh, bây giờ người đại diện gia chủ của 2 hào môn còn lại như nhà họ Lục, nhà họ đều tới đủ, tới trợ trận. Vốn vẻ mặt Hồ Vĩnh Hiên hết sức khinh thường, nhưng lúc này trên mặt anh ta lại tràn ngập sự kinh sợ. Mà bọn họ làm sao biết được Vương Nhất có ơn với nhà họ Hạ, đừng nói mời bọn họ tới, dù dâng hiến cả nhà họ Hạ cũng sẽ không từ chối. Còn về nhà họ Lục, bọn họ thần phục Vương Nhất. Đã đạt được quan hệ hợp tác với rất nhiều gia tộc và xí nghiệp ở Thiên An, thậm chí có hợp tác với cả trụ sở chính của tập đoàn Lệ Tinh, đối với nhà họ Lục mà nói là một bước bay lên trời. Nhà họ Lục nếm được chỗ tốt, tạm thời không định tạo phản, mà tiếp tục thần phục. Vương Nhất cũng vạch trần bọn họ, mượn sức ảnh hưởng của nhà họ Lục để củng cố sức ảnh hưởng của anh ở Giang Thành. Hạ Lãm, Lục Kiệu, tôi khuyên hai người một câu, tốt nhất tránh xa cậu ta ra. Hồ Cương mặt mày đầy phẫn nộ. Tức giận nhìn Hạ Lãm và Lục Kiệu, tên oắt này 5 lần 7 lượt đối đầu với nhà họ Hồ tôi, hôm nay còn là đại thọ 70 của tôi, nếu không cho cậu ta biết mặt, sau này truyền ra ngoài, nhà họ Hồ tôi còn có mặt mũi nào đứng ở Giang Thành. Vương Nhất hờ hững nói, tôi không có ý đối đầu với các người, tôi chỉ muốn tìm lại con gái của tôi. Nếu con gái của tôi bình an vô sự, tôi đương nhiên sẽ rời đi. Ý tứ chính là nếu con gái tôi thiếu một cọng tóc, nhà họ Hồ cũng không cần thiết tồn tại nữa. Tim của Hồ Cương trùng xuống, nhưng vẫn tức giận nói, tôi nói rồi, ở đây không có con gái của cậu, bây giờ cậu rời đi ngay. Có hay không, không phải ông nói là được, phải lục soát mới biết. Vẻ mặt Vương Nhất rất bình tĩnh, hạ lệnh. Cho người tìm kiếm một lượt mọi ngóc ngách ở nhà họ Hồ, một chút manh mối cũng không được bỏ qua. Được. 3 người Hạ Lãm, Hồ Hoàng Việt, Lục Kiệu cùng lên tiếng. Hồ Cương lại tức giận gầm lên một tiếng, đứng hết lại cho tôi. Nơi này là nhà họ Hồ, sao có thể để mặc các người làm bừa? Hồ Hoàng Việt cười lạnh lùng,
nếu nhà họ Hồ không có con gái của cậu Vương, ông tại sao phải chột dạ, không cho chúng tôi kiểm tra? Hồ Cương vẫn với vẻ mặt tức giận, tôi nói rồi, nơi này là nhà họ Hồ, còn là ngày quan trọng tổ chức đại thọ 70 của tôi, nếu cho các người cha, mặt mũi của nhà họ Hồ tôi biết để đi đâu. Nếu các người kiên trì muốn lục soát, vậy thì đừng trách nhà họ Hồ tôi vô tình, không tiếc lưỡng bãi câu thương với hai nhà các người, cũng phải cá chết lưới rách với các người. Thật ra lúc này Hồ Cương đã có hơi hối hận vì chuyện ông ta tại sao không giao con gái của Vương Nhất ra ngay từ đầu, bây giờ chỉ có thể cố chống đỡ. Nhưng sự việc tới nước này, cũng hết cách rồi. Trên người Hồ Cương tràn ngập khí thế, hai mắt sắc lạnh. Ánh mắt của Hạ Lãm cũng dần tối đi, tôi có thể hiểu rằng, khai chiến không? Hồ Cương khẽ phất tay, tùy ý các người nghĩ sao thì nghĩ, tóm lại nhà họ Hồ không thể để cho các người lục soát. Vậy thì khai chiến đi, nhà họ Hạ tôi theo. Nhà họ Lục tôi sợ ông chắc. Hạ Lãm và Lục Kiệu cùng lên tiếng quát, căn bản không hề sợ. Vừa dứt lời, Hạ Lãm và Lục Kiệu đã tự đi gọi một cú điện thoại. Dặn dò xuống dưới, triệu tập tất cả cao thủ mà nhà họ Hạ chiêu mộ, tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 1, chờ nghe lệnh. Bảo người của các bộ phận chú ý, bắt đầu từ bây giờ thay đổi chính sách phát triển, toàn lực thôn tính tất cả sản nghiệp dưới trướng nhà họ Hồ, không trừ lại gì cả. Nghe thấy nội dung hai cuộc điện thoại này, tất cả mọi người của nhà họ Hồ, bao gồm cả Hồ Cương và Hồ Vĩnh Hiên đều thay đổi sắc mặt. Không ít người trên mặt còn có vẻ kinh hãi. Một Hồ Hoàng Việt nhiều nhất mang tới chút cản trở cho kinh tế nhà họ Hồ, vẫn không thể để làm đứt chuỗi kinh tế của cả nhà họ Hồ. Nhưng nhà họ Lục và nhà họ Hạ thì khác. Hai nhà này nhà nào cũng là hào môn không yếu hơn nhà họ Hồ. Những năm nay theo sự sa sút của nhà họ Văn, nhà họ Hồ, nhà họ Hạ, nhà họ Lục dần hình thành cục diện kiềng ba chân. Bất luận hai nhà nào qua lại khá gần gũi, cũng đủ để gây nên sự cảnh giác cao độ và coi trọng của nhà thứ ba. Nhưng bây giờ nhà họ Hạ và nhà họ Lục bắt tay, muốn chèn ép nhà họ Hồ, điều này khiến bọn họ có loại cảm giác đại họa giáng xuống. Đặc biệt là Hồ Cương. Cá chết lưới rách chỉ là cái ông ta dùng để uy hiếp nhà họ Lục và nhà họ Hạ, không ngờ bọn họ thật sự khai chiến. Khách khứa thậm chí đều ngu luôn, mặt mày tái nhợt. Ba đại gia tộc khai chiến, thương nghiệp nhất định chịu liên lụy, nhà bị hủy diệt trước sẽ là công ty xí nghiệp phụ thuộc nhà họ Hồ. Ngay cả Hồ Vĩnh Hiên, cũng cảm nhận được áp lực to lớn, trong lòng sinh ra cảm xúc hối hận. Lợi dụng Vương Tử Lam đạp Hồ Vĩnh Như xuống thì được rồi. Tại sao muốn ra tay với con gái của anh ta chứ? Hồ Liễu Liễu mặt mày tái nhợt, đi tới trước mặt Hồ Cương, giọng nói run rẩy nói, ông nội, hay là chúng ta nói ra sự tình, trả con gái của anh ta cho anh ta? Khốn khiếp! Hồ Cương lại tát một cái vào mặt cô ta, khiến cô ta ngã ra đất. Hồ Vĩnh Hiên cũng đi tới bên cạnh Hồ Liễu Liễu, lạnh lùng nói, đầu óc của em bị ngu à? Trước đó không nói, bây giờ mới nói. Con gái của anh ta sớm đã bị người phụ nữ tên Thành Trầm đó hành hạ rồi. Lời nói dối này không thể nói ra thì nhà họ Hồ của chúng ta thật sự tiêu đời, hiểu chưa? Nghe thấy phân tích của Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Liễu Liễu cũng tái nhợt mặt mày, gật đầu liên tục. Không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Cả nhà họ Hồ chết lặng, không ai lên tiếng. Hồ Cương nhìn Hạ Lãm và Lục Kiệu nói, các người chắc chắn muốn vì một thằng ở rể còn con mà khai chiến với nhà họ Hồ tôi sao? Tất cả mọi người đều nghe ra, nhà họ Hồ có chút thiếu tự tin. Hạ Lãm và Lục Kiệu đều không lên, chỉ là lạnh lùng nhìn. Hồ Cương bỗng nhiên chỉ vào Vương Nhất, tức giận nói, nếu các người chỉ vì cậu ta là con rể của Vương tộc Lý Thị ở Yên Đô thì muốn nịnh nọt cậu ta, tôi nói cho các người biết, căn bản không cần thiết. Sắp diễn ra đại hội Bắc Cảnh rồi, cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai cũng không biết, các người đặt cược vào người của cậu ta, thật sự lãng phí thời gian. Theo ông ta thấy, nhà họ Lục và nhà họ Hạ sẽ giúp Vương Nhất, muốn thông qua thân phận anh là con rể của Lý Thị, mọc nối quan hệ với Lý Thế Nhân, gia chủ của Lý Thị. Nhưng chuyện này căn bản không thể. Sau khi Hồ Cương nói xong, Hạ Lãm và Lục Kiệu đều nhìn ông ta với ánh mắt đáng thương. Hồ Cương, nhà họ Hồ rơi vào trong tay ông, phải vong. Bởi vì ông chỉ để tâm tới cái lợi bé tí trước mắt, không biết nhìn xa. Hồ Hoàng Việt là như vậy. Bây giờ cậu Vương cũng như vậy. Hạ Lãm nhìn Hồ Cương, đanh giọng nói. Ông mãi mãi không biết nguyên nhân nhà họ Hạ tôi giúp cậu Vương là gì. Cậu ấy là người lãnh đạo trời sinh, nhân cách mị lực không ai sánh bằng, khiến người khác không nhịn được muốn đi theo cậu ấy. Hạ Lãm không nhịn được nhìn sang Vương Nhất,
vẻ mặt cực kỳ khát khao nói. Mọi người mặt mày ngỡ ngàng. Một người đàn ông đầy khát khao nhìn sang một người đàn ông khác. Trừ khi khuynh hướng của ông ta có vấn đề thì chính nhân cách mị lực của đối phương đã chinh phục ông ta. Lục Kiều cũng cảm thấy trên người Vương Nhất có loại cảm giác này, nhưng cô ta chọn không phải là đi theo, mà là giành lấy. Điều này đã định sẵn kết quả về sau của anh ta và Hạ Lãm sẽ khác nhau. Hồ Cương cũng không ngờ Hạ Lãm nói ra những lời này, sau ngỡ ngàng, vẻ mặt hết sức khinh thường. Ông từ khi nào trở nên dễ lừa như vậy, cậu ta là thằng ở rể dựa hơi vợ, không có vợ của cậu ta sớm đã bị kẻ thù đánh chết, lấy đâu ra nhân cách mị lực chứ? Hồ Cương hạ thấp Vương Nhất, nhưng Vương Nhất không tức giận, chỉ nhìn với vẻ mặt vô cảm. Đối với điều này, Hồ Hoàng Việt chỉ lắc đầu bất lực. Người ba này của ông ta không chỉ vô tình, còn rất cố chấp, chuyện đã nhận định thì sẽ không thay đổi. Ví dụ như ông ta trước kia yếu ớt vô dụng, bây giờ ông ta phát triển tới mức như hiện nay, ở trong mắt Hồ Cương cũng vẫn yếu ớt vô dụng. Đây có lẽ là một loại bi ai. Bớt nói nhảm. Hồ Cương cảm xúc kích động tức giận nhìn mọi người. Nếu hai nhà các người quyết định khai chiến thì đừng trách tôi vô tình, mấy người các người hôm nay cũng phải chết hết ở đây. Sau khi dứt lời, cả biệt thự nhà họ Hồ gió lạnh rít gào, tản ra một luồng sát ý. Chuỗi kinh tế của nhà họ Hồ bị đứt hết, nhưng nhà họ Hồ vẫn có tự tin như này, điều này khiến Hạ Lãm và Lục Kiệu thay đổi sắc mặt. Hồ gia chủ, ông còn muốn cố chấp sao? Lục Kiệu tức giận quát. Hồ Cương cười lạnh một tiếng. Các người cho rằng các người đánh sập kinh tế của nhà họ Hồ tôi thì tôi không thể chuyển bại thành thắng sao? Nói cho các người biết, tôi không thua. Từ đầu tới cuối đều không thua, bởi vì chỉ cần các người chết, nhà họ Hồ tôi quật khởi là tất nhiên. Tối nay là tai họa của nhà họ Hồ tôi, có khi lại là cơ duyên của nhà họ Hồ tôi nhỉ? Tất cả mọi người đều có vẻ mặt sững sờ, loại thời khắc sinh tử tồn vong này, Hồ Cương vậy mà còn muốn cơ duyên. Nhưng rất nhanh. Tất cả mọi người đều hiểu sự tự tin của Hồ Cương từ đâu mà ra. Nam Bắc Song Đao, lúc này đã đứng dậy, hơn nữa hai mắt nhắm chặt đã mở ra. Lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực vô cùng. Đây chính là uy áp của cường giả. Dưới tình huống khắp nơi đều là người bình thường tay trói gà không chặt, loại cường giả này có thể bỏ qua pháp luật, cao cao tại thượng ngự trị tính mạng của người bình thường. Không tốt, cường giả của nhà họ Hồ bọn họ đi ra rồi. Mau hộ tống cậu Vương rời đi. Sắc mặt của Hạ Lãm thay đổi, quay đầu nói với Lục Kiệu. Lục Kiệu sớm đã bị dọa không dám nhúc nhích. Nam Bắc Song Đao, mắt của hai người đang nhìn chằm chằm anh ta. Lúc này anh ta như rơi vào hầm băng, giống như chiếc thuyền lá trong cơn bão, sẽ bị lật bất cứ lúc nào. Lãnh Nhan luôn chú ý tới động thái của Nam Bắc Song Đao, lúc này thấy bọn họ mở mắt, con dao trong tay Lãnh Nhan cũng siết chặt. Vẻ mặt cô ta nghiêm nghị. Thiếu chủ, hai người này là anh em song sinh, có cảm ứng tâm linh, nếu cùng ra tay, tôi khả năng sẽ phải ứng phó rất tốn sức. Ngay cả Lãnh Nhan cũng nói ra lời như này, đủ thấy được sự mạnh mẽ của Nam Bắc Song Đao. Vương Nhất cũng thoải mái đứng dậy, vỗ vào vai của Lục Kiệu, lại nói với Hạ Lãm, các người dẫn người lục soát mọi ngóc ngách của nhà họ Hồ đi, có tôi ở đây, hai người này không làm các người bị thương được. Vương Nhất vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy anh điên rồi. Ngay cả Lục Kiệu và Hạ Lãm cũng cảm thấy Vương Nhất điên rồi. Hung danh của Nam Bắc Song Đao đã vang khắp thành phố G, vong hồn chết dưới song đao của bọn họ không đếm xuể, Vương Nhất lấy đâu ra tự tin đó. Mọi người của nhà họ Hồ thì càng bật cười. Tôi thấy anh ta bị dọa ngu rồi, thực lực của Nam Bắc Song Đao chỉ yếu hơn hội trưởng Hồng của Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành một chút, họ là người anh ta có thể đối kháng được sao? Tôi cảm thấy không cần để hai người ra tay. Tùy ý một người thì có thể kết thúc anh ta. Ngay cả Hồ Cương cũng cười. Thật ra lần trước khi cậu đập nhà tổ của nhà họ Hồ chúng tôi thì tôi nên gọi Nam Bắc Song Đao trở về, chỉ cần có bọn họ ở đây, cậu không làm được chuyện gì cả. Vẻ mặt của người nhà họ Hồ đều hết sức khinh thường. Ánh mắt của Hồ Vĩnh Hiên, Hồ Minh Chính thì càng lạnh lẽo khi nhìn Vương Nhất. Theo bọn họ thấy, lần trước Vương Nhất đập nhà tổ của bọn họ chính là lúc lực lượng cảnh giới của nhà họ Hồ yếu nhất. Bây giờ tất cả thành viên của nhà họ Hồ đông đủ, Vương Nhất căn bản không có cơ hội. Ngay cả Hồ Hoàng Việt cũng trở nên lo lắng, ông ta đương nhiên biết nhà họ Hồ cường thế như này không chỉ dựa vào thủ đoạn đen ăn đen, còn dựa vào cường giả tuyệt thế tọa chấn. Ông ta đứng ở cách 100 mét, nhưng vẫn cảm nhận được một cô khí thế mạnh mẽ khiến cả người ông ta run rẩy.
Tô Thắm ở đằng sau thì ôm chặt Hồ Hoàng Việt. Vào lúc này, một vệ sĩ của nhà họ Lục hoảng hốt chạy tới. Cậu Lục, ông Phương của nhà họ Lục tới rồi. Lục Kiệu lập tức vui mừng, mau mời ông Phương vào. Vương Nhất mặt mày ngạc nhiên nhìn anh ta, Lục Kiệu lập tức nở nụ cười nói, anh Vương, anh yên tâm, ông Phương là một trong nhiều cường giả tọa trấn của nhà họ Lục chúng tôi, tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng bảo vệ tính mạng của anh thì vẫn dư sức. Vậy sao? Vương Nhất mỉm cười, không lên tiếng. Lúc này đã có nhóm vệ sĩ của nhà họ Hạ, nhà họ Lục và Hồ Hoàng Việt xông vào nhà họ Hồ, Vương Nhất cũng không đi vào. Nhưng trái tim của anh treo lên cao. Anh rất sợ Tử Lam xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình. Hồ Cương gầm lên một tiếng, chặn bọn họ. Hồ Vĩnh Hiên dẫn tất cả các vệ sĩ xông về phía bọn họ. Nhưng số lượng vệ sĩ của nhà họ Hồ có hạn, trước đó bị Lãnh Nhan xử lý một tốp, ngay cả thủ lĩnh Hành cũng bị một ánh mắt của Vương Nhất dọa ngất đi, thật sự không cản được. Hồ Cương mặt mày lo lắng, Nam Bắc song đao, mau ra tay. Giết bất cứ ai trong bọn họ. Bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần bất cứ ai trong ba người Hạ Lãm, Lục Kiệu, Vương Nhất chết thì đám người này sẽ giống như đám ô hợp quần long không đầu, không cần phải sợ. Xoạt xoạt. Nam Bắc song đao trước đó không nhúc nhích, lập tức ra tay. Chỉ thấy hai tàn ảnh một đen một trắng lao về phía ba người Vương Nhất, Hạ Lấm. Trái tim của Hạ Lãm và Lục Kiệu đều vào tới cổ họng. Muốn chết. Ánh mắt Lãnh Nhan đanh lại. Khi định ra tay, Vương Nhất lại cản cô ta lại. Anh mỉm cười, cường giả của nhà họ Lục tới rồi, cô ra tay làm gì? Lãnh Nhan lập tức hiểu ý, thiếu chủ là muốn tiêu hao lực lượng của nhà họ Lục nên lúc này cũng không ra tay nữa. Ông, mau cứu chúng tôi. Vẻ mặt của Lục Kiệu cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì anh ta nhìn thấy nam đao trong nam bắc song đao vậy mà lao về phía anh ta. Bắc đao còn lại thì lao về phía Vương Nhất. Keng! Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, phía trước ba người Vương Nhất, Lục Kiệu bỗng xuất hiện một bóng người già nua. Chính là cao thủ của nhà họ Lục, ông. Thời cơ ông ta xuất hiện vừa đúng lúc, vừa hay là lúc Nam Bắc song đao hiện thân. Hai tay của ông ta túm lấy cổ tay của Nam Bắc song đao, sau đó hai tay dùng sức cùng lúc. Xoạt! Vì vậy, đao trong tay Nam Bắc song đao thay đổi quỹ đạo di chuyển ban đầu. Một cái thì lướt qua yết hầu của Lục Kiệu. Lục Kiệu có thể cảm nhận được cổ của mình có sự lạnh lão trong nháy mắt, anh ta bị dọa ngồi phịch xuống đất. Vương Nhất phần bình tĩnh đứng đó, lưỡi đao chém vào bên trái của anh. Mấy sợi tóc đứt, lặng lẽ rơi xuống. Trong nháy mắt, Nam Bắc song đao lại biến mất tới chỗ cách 10 mét, lạnh lùng nhìn bọn họ. Bắc đao trong song đao cười âm hiểm, nói, khách khanh của nhà họ Lục, lão Phương, vật săn mà Nam Bắc song đao chúng tôi nhìn chúng, ông cũng dám nhúng tay. Ông Phương tóc tai bạc trắng, mặc áo bào trắng, hai mắt nghiêm nghị. Chỉ cần có lão phu ở đây, tuyệt đối sẽ không cho các người làm tổn thương cậu chủ. Còn cả anh Vương. Lúc này Lục Kiệu đã đứng dậy từ trên đất, chỉ vào Vương Nhất rồi nói với ông. Hừ. Ông liếc nhìn Vương Nhất, tuy không buông lời mỉa mai, nhưng vẻ mặt rất khinh thường mà hừ khẽ một tiếng. Lát nữa cậu đi theo đằng sau tôi, đừng rời khỏi khoảng cách một bước với tôi, nghe hiểu chứ? Nhìn ra được, ông ta rất kháng cự đối với việc bảo vệ Vương Nhất. Trong lời nói tràn ngập ý ra lệnh, Lục Kiệu đi tới bên cạnh Vương Nhất, cười nói, anh Vương, cao thủ cường giả của nhà họ Lục tôi như thế nào? Vương Nhất sau đó liếc nhìn ông Phương, nói một câu đơn giản. Tạm được. Cái gì? Sắc mặt của Lục Kiệu chợt cứng đờ. Cao thủ của nhà anh ta đã cứu anh một mạng, anh ta còn muốn dựa vào chuyện này tiếp tục kiếm tí lợi ích từ trên người Vương Nhất. Không ngờ Vương Nhất lại thản nhiên nói, tạm được. Ông Phương cũng nổi lửa trong lòng, nhưng không nói chuyện. Nhưng vì câu này của Vương Nhất, ông Phương sẽ không bảo vệ anh nữa. Lục Kiệu suy nghĩ rồi nói với ông Phương, bất luận như nào, ông phải bảo vệ anh Vương thật tốt, đừng để Vương Nhất bị thương. Lục Kiệu đã đang ám thị rồi, ông Phương cũng gật đầu. Vâng, thiếu gia. Lục Kiệu nói xong thì đi ra khỏi biệt thự của nhà họ Hồ. Nơi này đã biến thành chiến trường, không thích hợp cho cậu chủ cơ thể quý như vàng như anh ta ở đạt. Ông Phương đã hiểu ý của anh ta, chính là phải khiến Vương Nhất bị thương, chảy máu, nói cho anh biết, đây là cái giá không thuận theo nhà họ Lục. Đương nhiên Vương Nhất không thể chết. Ông Phương cười lạnh một tiếng, cố ý cách xa Vương Nhất mấy bước. Vương Nhất cũng không để tâm, nhìn sang Lãnh Nhan,
bảo vệ đám hạ gia chủ, Hồ Hoàng Việt, thắm. Lãnh Nhan gật đầu, nhìn Bắc Đao. Nam Bắc song đao cùng nhau tới, Lãnh Nhan có hơi tốn sức, nhưng nếu chỉ có một người, Lãnh Nhan có 100% năm chắc đánh trọng thương thậm chí dế tê chết người còn lại. Bắc Đao lúc này cũng không dám nhúc nhích, đối mặt với Lãnh Nhan, ông ta cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Ông ta nhìn sang Nam Đao. Nam Đao lập tức hiểu ý, lạnh lùng nhìn ông Phương, xem ra muốn giết bọn họ thì phải giết ông trước. Ông Phương cười lạnh một tiếng, vậy cậu thử xem. Không biết sống chết. Ngay sau đó, Nam Đao lập tức bạo phát, loan đao trong tay giống như lưỡi hái đoạt mạng, giết về phía ông Phương. Bất luận tốc độ hay lực đạo đều nhanh hơn trước rất nhiều. Ông Phương lập tức có vẻ mặt kinh ngạc. Ông ta vậy mà không phải đối thủ. Soạt, loan đao phản chiếu ánh trắng lạnh lẽo, không ngừng phóng to trong mắt ông Phương. Ông Phương đã cảm nhận được cái chết giáng xuống, không tiếp tục đối kháng nữa. Keng. Tuy nhiên ngay sau đó, loan đao của Nam Đao giống như bị thứ gì đó va chạm, run rẩy mạnh. Cũng ảnh hưởng tới Nam Đao, ông ta chỉ đành thu đao lại, kéo giãn vị trí. Ông Phương và Nam Đao đều cúi đầu xuống, muốn biết là thứ gì ngăn cản ông ta. Tuy nhiên, chỉ nhìn thấy một viên đá nhỏ. Đá. Nam Đao và ông Phương đều có vẻ mặt hết sức khó tin, vô thức nhìn sang Vương Nhất. Chỉ thấy Vương Nhất vẫn đứng thẳng ở đó, trong tay nghịch vài viên đá, mỉm cười nói với ông Phương. Không dọa sợ chứ. Toàn thân ông Phương run rẩy, khi ánh mắt lại nhìn sang Vương Nhất thì đã tràn ngập sự sững sờ. Không thể tin được. Thật sự không thể tin được. Vậy mà dùng một viên đá chặn ở liên kích của Nam Đao. Chỉ dựa vào thủ đoạn này thì ông Phương hiểu, bản thân nhìn nhầm rồi. Người thanh niên trước mắt này căn bản không cần ông ta bảo vệ. Ngược lại mình còn phải để anh bảo vệ. Nực cười với suy nghĩ trước đó của cô, còn muốn khiến Vương Nhất chảy máu bị thương. Lúc này mặt của ông Phương đỏ bừng, cực kỳ hổ thẹn. Người càng sốc hơn còn có Nam Đao. Trong ánh mắt ông ta nhìn sang Vương Nhất thậm chí tràn ngập sợ hãi. Chỉ thấy cổ tay cầm đao của ông ta hơi run rẩy. Nếu lúc này có người đứng ở đằng sau Nam Đao thì sẽ phát hiện hổ khẩu của ông ta bị rách. Những giọt máu đỏ chói mắt chảy dọc theo cổ tay của ông ta, nhỏ xuống đất. May mắn bây giờ là buổi tối, không ai nhìn thấy Nam Đao chảy máu. Không cần nghi ngờ gì cả, Nam Đao bị thương trong giao phong cách không với Vương Nhất vào vừa rồi. Viên đá đập vào mặt đao của ông ta, lực lượng mạnh mẽ khiến hổ khẩu của ông ta tê dại, suýt nữa làm rơi đao của ông ta. Đây còn là Vương Nhất tùy ý ném ra một viên đá, ngay cả giao phong còn chưa tính tới. Nếu đối đầu trực diện, ông ta sẽ như nào? Nam Đao căn bản không tưởng tượng được. Nam Đao, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau giết tên Vương Nhất đó. Đằng sau truyền tới tiếng gầm tức giận của Hồ Cương. Ánh sáng tối tờ, cho nên người của nhà họ Hồ và khách khứa trong biệt thự không nhìn thấy lúc Vương Nhất ra tay. Nhưng thời gian chừa cho nhà họ Hồ không còn nhiều nữa. Cao thủ của nhà họ Lục đã tới, cường giả của nhà họ Hạ cũng đang trên đường. Nếu đợi nhà họ Lục và nhà họ Hạ tới đủ thì người bị vây bắn biến thành bọn họ. Vậy nên buộc phải trong khoảng thời gian này giết Vương Nhất hoặc một người trong đám hạ lãm. Bắc Đao, qua đây với anh. Nam Đao xé một mảnh vải, quấn lấy cổ tay đang chảy máu của mình, gọi Bắc Đao cùng tới. Bắc Đao nghỉ hoặc một chút, nhưng vẫn đi tới đứng bên Nam Đao. Hai người đứng chung với nhau. Lập tức cho người khác một loại cảm giác rất huyền ảo. Vương Nhất cũng hơi nheo mắt lại, đánh giá Nam Bắc song đao. Hai người đứng chung, khí thế mạnh hơn rất nhiều so với một mình Nam Đao. Ông ở một bên nhắc nhở, cậu phải cẩn thận, chỗ đáng sợ của Nam Bắc song đao nằm ở việc hai người bọn họ ra tay cùng lúc. Bọn họ là anh em song sinh, cho nên tâm ý tương thông, còn có kỹ năng tổ hợp, tôi không phải đối thủ. Vương Nhất căn bản không để lời của ông Phương vào trong lòng. Cười đầy hừ hững, tôi biết ông không phải đối thủ của bọn họ, vậy nên ông Vân là mau trở về đợi lệnh đi. Lời này vừa dứt, ông Phương lập tức sửng sốt trong lòng. Lẽ nào cậu Tê đã đoán ra kế hoạch của ông ta mình và Lục Kiệu từ trước ư? Tiền bối, cậu tự mình cẩn thận. Ông đã không còn vẻ khinh thường với Vương Nhất như trước đó, ngược lại giống như đối với tiền bối của mình, nghiêm túc dặn dò. Trong võ đạo không phân chia vai vế, chỉ phân chia mạnh yếu. Cường giả trẻ tuổi cũng có thể được người yếu lớn tuổi gọi là tiền bối. Vương Nhất căn bản không để ý, cứ đứng ở đó. Vì vậy, ông Phương lập tức rời khỏi biệt thự của nhà họ Hồ.
Lúc này, Lục Kiệu đang ở trong xe chờ đợi. Nhìn thấy ông Phương đi ra, Lục Kiệu đầu tiên là sững người, sau đó vẻ mặt tràn ngập ý cười. Không hổ là ông Phương, cường giả của nhà họ Lục tôi, nhanh như vậy thì đã kết thúc rồi. Ông Phương lại lắc đầu, cậu chủ, cậu hiểu lầm rồi, tôi không bảo vệ cậu Vương, ngược lại là cậu Vương đang bảo vệ tôi. Cái gì? Nghe vậy, Lục Kiệu lập tức hết sức kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Trên mặt ông Phương không có bất cứ biểu cảm gì cả, cậu Lục, sau này ở trước mặt cậu Vương, vẫn là bớt chút tâm tư thần phục cậu Vương sẽ khá tốt. Lục Kiệu ngây ra hồi lâu, sau đó mặt mày rất u ám. Anh ta có hơi hối hận khi rời khỏi biệt thự nhà họ Hồ sớm như vậy, căn bản không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ông Phương dường như cũng không có ý nói chuyện, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn vẻ mặt của Lục Kiệu. Từ trong vẻ mặt của Lục Kiệu thì ông ta biết Lục Kiệu sẽ không nghe theo kiến nghị của mình. Không nghe lời người già, chịu thiệt ngay trước mắt. Ông thở dài, sau đó rời khỏi nhà họ Hồ. Cùng lúc đó, biệt thự của nhà họ Hồ. Vệ sĩ mà nhà họ Hạ, nhà họ Lục và Hồ Hoàng Việt dân tới đã hoàn toàn xông vào nhà họ Hồ, tùy ý tìm kiếm tung tích của Vương Tử Lam và Hồ Vĩnh Như. Nhìn thấy một màn này, mắt của Hồ Cương cũng sắp phun ra lửa. Nam Bắc song đao. Giết cậu ta cho tôi. Được. Nam Bắc song đao mặt mày không cảm xúc đáp một tiếng. Ngay sau đó hai người bọn họ đều cầm đao, nhanh chóng lao về phía Vương Nhất. Tốc độ quá nhanh, mắt của người bình thường chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của bọn họ, giống như sóng điện lóe lên. Không tốt, mau đi cứu cậu Vương. Hạ Lãm thấy vậy thì mặt mày rất lo lắng, ông ta nhìn đồng hồ, viện quân của nhà họ Hạ vẫn chưa đến. Trái tim của Hồ Hoàng Việt và Hạ Lãm cũng vào tới tận cổ họng. Cách rất xa, một luồng khí lướt qua khiến quần áo của bọn họ phát ra tiếng phần phật. Tuy nhiên điều khiến bọn họ kinh ngạc là Lãnh Nhan căn bản không ra tay. Hơn nữa vẻ mặt bình tĩnh, giống như đã nhìn thấy kết cục. Soạt, một chút hàn quang sáng vạn trượng. Ở trong mắt của tất cả mọi người thì nhìn thấy hai đao quang lập lòe ánh sáng sắc lạnh lướt qua. Đao trong tay Nam Bắc song đao xuất hiện ở trước sau Vương Nhất. Một đao thì đâm về phía sau tim của Vương Nhất. Một đao chém về phía cổ của Vương Nhất. Một đâm một chém, sát ý cuồn cuộn, hoàn toàn không cho anh đường sống. Cậu Vương! Anh Vương Nhất! Hồ Hoàng Việt và Tô Thắm hét lên. Ha ha! Anh ta cuối cùng cũng phải chết. Ở bên phía nhà họ Hồ, Hồ Vĩnh Hiên lại cực kỳ vui mừng. Hồ Cương thì vẻ mặt vặn vẹo, đợi tên oát đó chết. Tiếp theo thì tới lượt các người, hôm nay tất cả các người đều không thể sống rời khỏi nhà họ Hồ. Hồ Cương cũng không quan tâm đại thọ 70 của mình nữa, trong lòng chỉ có phần nộ. Đối mặt với công kích của Nam Bắc song đao, Vương Nhất từ đầu tới cuối đều không nhúc nhích. Khi hai đao một trước một sau sắp đâm Vương Nhất, anh mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ. Một ánh mắt này, bất luận là Nam đao hay Bắc đao cũng có loại cảm giác sợ hãi. Giống như người bọn họ đối đầu là cường giả có thực lực hơn xa bọn họ. Nhưng rất nhanh thì bọn họ tĩnh tâm ngưng thần. Ảo giác mà thôi. Nam Bắc song đao thầm nói ở trong lòng, sau đó tiếp tục chém xuống. Nhanh hơn, chuẩn hơn. Tuy nhiên ngay sau đó, Vương Nhất đã ra tay. Anh căn bản không có ý tránh né, hai tay trực tiếp tung quyền. Bụp bụp, không quảng cáo, đọc truyện tại gạch dưới tramchuyenvn gạch dưới. Chỉ nghe thấy hai tiếng vang khẽ, hiện trường cực kỳ yên ắng. Chuyện này sao có thể chứ? Nhìn thấy một màn này, trên mặt của tất cả mọi người nhà họ Hồ đều tái nhợt. Đám người Hồ Hoàng Việt, Nam Đao cũng ngây người. Bản thân bọn họ thì càng có vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Loan đao trong tay Nam Bắc song đao không còn.